Chương 1118, điểm mấu chốt của tao chính là không có điểm mấu chốt. Hoa Hạc ngẩn người đứng ở một góc, từ đầu tới cuối gã chỉ giữ một tư thế. Hoa Hạc có cảm giác chuyện này sai ở chỗ nào đó nhưng gã tuyệt đối không thể nhận ra chỗ sai của nó. Quả thật gã không thể tìm ra. Kế hoạch của gã vốn không như thế, không phức tạp như này. Gã chỉ muốn dẫm đạp một người, chỉ muốn một cô gái. Đối với gã mà nói, chơi hai người này rất dễ dàng. Đây không phải là lần đầu tiên gã làm những chuyện như này, gã chưa từng thất bại. Thế nhưng sao lần này lại đá vào miếng sắt vậy? Dùng một câu nói cực kỳ khó chịu để hình dung là hình như có kẻ đứng trong bóng tối an bài chuyện này, thế nhưng kẻ nào an bài thì Hoa Hạc tuyệt đối không thể nghĩ ra. Điều càng khiến Hoa Hạc giật mình kinh hãi chính là mấy gã này lại có thể ra tay cực kỳ tàn độc. Vừa ra tay đã đánh gãy luôn hai chân Du Phi Dương. Khi Hoa Hạc nhìn thấy Du Nguy cõng Du Phi Dương chết ngất trên lưng đi xuống lầu. Ánh mắt ác độc của Tần Uyển như với mình, gã thực sự sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Vì xuất thân từ một gia đình quyền lực, Hoa Hạc chưa từng trải qua sự sợ hãi nhưng lần này gã thực sự cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ hãi Du Nguy và Du Phi Dương trả thù. Hai người này không có năng lực này, cũng không sợ ánh mắt của Tần Uyển như. Điều này không tính là lực sát thương đối với gã. Điều Hoa Hạc sợ hãi chính là đống người này đã không thèm đếm xia. Coi gã như kẻ thù. Điều này nói lên bọn họ chấp nhận áp lực và nỗi khả cực đã vượt xa sự dự đoán của gã, thậm chí còn gây sức ép ngược lại cho gã. Đối thủ của gã có vẻ cực kỳ mạnh. Hoa Hạc run run cho tay vào trong túi rút bao thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng rồi sau đó lại sờ vào túi quần tìm bật lửa. Không có, Hoa Hạc nhớ ra, lúc nãy ở trên lầu. Du Phi Dương đã châm thuốc hộ gã. Một thanh niên anh tuấn, phong thái, một gã vừa nhiệt tình vừa dối trá chỉ trong nháy mắt đã biến thành con chó chết, một con chó không thể giúp gã cắn người được nữa. Cho mượn bật lửa, Hoa Hạc quay người nói với người đã đứng quan sát gã từ lâu. Không có lửa, Từ Bân lạnh lùng từ chối, cho dù lúc này miệng Từ Bân cũng đang phì phèo một điếu thuốc. Cho dù chỉ cần Từ Bân nói một câu, rất nhiều thuộc hạ của gã sẽ lấy bật lửa ra. Nhưng Từ Bân vẫn trả lời câu đó, là kẻ nào mới dỗi còn đắc ý như vậy, là kẻ nào muốn tiếp nhận hiện trường, đuổi người khác cút đi. Bây giờ thái độ cao ngạo, ngang ngược đâu rồi, tại sao không ngang tàng hò hét nữa đi. Miệng Hoa Hạc mấp máy như định nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Sự thật chính là điều tàn nhẫn, khi anh đứng trên thế thượng phong, vô số người tranh nhau lấy lòng, khi anh rơi vào thế hạ phong, tất cả mọi người đều dám tụt quần đi tiểu vào anh. Khi Từ Bân nhìn thấy Trần Hữu Thiện từ trên lầu bước xuống, gã vội vàng chạy tới đón, cười hỏi, Trần Cục trưởng có gì căn dặn? Bảo vệ cửa chính Trần Hữu Thiện nói sau đó đi tới trước mặt Hoa Hạc. Cười nói, mấy người trên lầu muốn gặp anh. Hoa Hạc cau mày nói, cũng được nhưng tôi có mấy người bạn muốn vào đây. Đương nhiên Hoa Hạc biết sự việc hôm nay cực khó khăn. Gã càng lo lắng những người này bụng dạ độc ác có ý đồ xấu với mình nên gã đã lại gọi điện thoại cứu viện. Trần Hữu Thiện suy nghĩ một lát rồi nói, tôi cần phải xin chỉ thị. Nói xong Trần Hữu Thiện đi tới một góc gọi điện thoại. Sau khi nói chuyện qua điện thoại mấy câu, Trần Hữu Thiện đi tới trước mặt Hoa Hạc nói, Tần thiếu gia bảo tôi chuyển lời với anh, nếu như anh không muốn mọi chuyện thêm phức tạp thì không nên tiêu tốn thời gian và sự kiên nhẫn của cậu ấy. Hoa Hạc nhìn ra cửa, lúc này cứu binh của gã vẫn chưa tới. Hoa Hạc do dự một chút rồi gật đầu nói, tôi đi gặp bọn họ. Trần Hữu Thiện mỉm cười, giơ tay mời nói, lầu 2. Ông ta và Hoa Hạc không có oán thù cho nên đáng lẽ ông ta không cần phải đắc tội với gã một cách quá đáng. Những người này làm việc thành công thì không thấy đâu nhưng thất bại có thừa. Nếu như bọn họ chủ định trị một người nào đó, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Vào thời đại này, dưới mông ai đó mà chả có mấy kẻ biết chùi đít. Khi đi tới cửa phòng, một lần nữa lông mày Hoa Hạc nhảy tưng. Gã vốn tưởng rằng người mà hắn chủ ý dẫm đạp chỉ có mấy người bạn có quan hệ và thực lực không nhỏ nên mới chiếm được ưu thế, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người trong phòng chỉ có mình thằng đó ngồi còn những người khác đứng phân tán xung quanh. Hoa Hạc cảm thấy tình hình có khủng bố hơn nhiều so với suy nghĩ của gã. Xem lai lịch của người này hoàn toàn không đơn giản, thậm chí còn chiếm thế chủ đạo trước hai người bạn không hề đơn giản khác của mình. Cuối cùng thì mình dẫm phải thứ chó gì? Không đâu tự nhiên trêu vào một thằng có lai lịch hàng khủng như này. Vào đi. Khi Tần Lạc nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Hoa Hạc trước cửa, hắn thản nhiên nói. Hoa Hạc vào trong phòng, cảnh giác nhìn người bốn xung quanh,
giống như bất kỳ lúc nào những người này cũng xông tới đấm đá gã vậy. Ngồi Tần Lạc chỉ ghế salon ở đối diện. Hoa Hạc ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này cần lấy lòng thì phải lấy lòng, gã giả bộ như một đứa cháu ngoan ngoãn vậy. Tần Lạc cẩn thận quan sát Hoa Hạc, mày rậm, đôi mắt nhỏ vì gã đang đeo kính nên đôi mắt tiểu nhân này không lộ ra ngoài gương mặt chữ quốc, môi mỏng, điều duy nhất coi được chính là cái mũi thẳng. Không vừa mắt mình Tần Lạc thầm kết luận. Hoa Hạc, Hạc trong Vũ Hạc, Hoa Hạc giải thích. Từ đâu tới? Tây Nam. Tần Lạc quay người nhìn Hạ Dương. Hạ Dương mỉm cười gật đầu sau đó hắn mời quay lại nhìn Hoa Hạc hỏi, chúng ta có oán thù với nhau không? Không. Vở kịch vui hôm nay là nhằm vào tôi, đúng không? Tần Lạc phá lên cười hỏi thái độ rất vui vẻ, giống như hắn đang nói một chuyện gì đó hoàn toàn không quan trọng. Hoa Hạc cau mày, không vội vã trả lời câu hỏi của Tần Lạc. Nói thật, vấn đề này rất khó trả lời. Bởi vì khi bọn họ mang Du Nguy và Du Phi Dương lên trên này, gã không có mặt ở nơi này nên không biết hai chú cháu Du Nguy, Du Phi Dương có bán đứng gã không, bán tới mức độ nào. Nếu như nói láo, không phải bản thân mình không có thành ý sao? Hoa Hạc quyết định trước tiên phải thăm dò một chút, gã nói, Du Phi Dương muốn tán cô gái của anh. Muốn sắp đặt vài trò nhỏ. Anh ta vốn nghĩ anh không thể nào vượt qua cuộc kiểm tra này nhưng không ngờ lại đá vào sắt. Du Phi Dương là bạn của tôi, chuyện của anh ta, đương nhiên tôi phải ra tay giúp đỡ. Tần Lạc chỉ quan sát sắc mặt Hoa Hạc, không nói câu nào. Nói thật Tần Lạc cực hận Du Phi Dương. Con mẹ nó chứ, mẹ kiếp, bản thân mình là một người xấu, một nhân vật phản diện thế mà mày còn nói cái gì là trung thành. Khí phách vậy. Có người muốn làm người xấu như vậy sao? Có người không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp sao? Trên TV thường chiếu khi một người xấu gặp phải cảnh cực hình thì phải khuất phục, bị tiền bạc, mỹ nữ mua chuộc. Hai chân của mày bị đánh gãy mà mày vẫn không muốn bán chủ nhân của mình. Bởi vì Du Phi Dương không hợp tác nên Tần Lạc đối với Hoa Hạc giống hệt như con chuột không có cách nào hạ thủ con rùa. Bởi vì Du Phi Dương không xác nhận nên Tần Lạc không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Hoa Hạc là chủ mưu của vụ việc này. Hơn nữa lai lịch của gã Hoa Hạc này không nhỏ, hình như còn có chút quan hệ họ hàng với Hạ Dương. Dù gì đi nữa Tây Nam cũng thuộc phạm vi thế lực của ông Hạ Dương. Tần Lạc. Thế nhưng Tần Lạc quả quyết thằng này nhất định có liên quan tới chuyện này. Hơn nữa gã chính là kẻ chủ mưu. Trên thế giới này khoảng cách xa xôi nhất không phải là nơi chân trời, là nơi góc biển mà là hung thủ đang đứng trước mặt mình mà bản thân mình không thể nào đánh hắn được. Loại cảm giác uất nghẹn này khiến con tim người ta cực kỳ bức bối. Khiến sắc mặt Tần Lạc càng lúc càng khó coi, giống như hắn đang cố nín nhịn mà vẫn chưa tìm thấy WC. Mày thật sự là người đáng hận Tần Lạc nhếch miệng cười. Như nhau thôi từ giọng nói của Tần Lạc, Hoa Hạc nhận ra Du Phi Dương không bán đứng mình nếu không những người này sẽ không khách sáo với gã một cách bất đắc dĩ sau khi nghĩ thông suốt vấn đề quan trọng này. Cách nói chuyện của Hoa Hạc cũng thay đổi nhiều. Mày tưởng rằng không có chứng cứ thì chúng tao không làm gì được mày sao? Tần Lạc cười hỏi. Hoa Hạc rít một điếu thuốc tư trong người, dùng cái bật lửa không hiểu ai đó để trên bàn trà, châm lửa, ung dung hít một hơi, thở ra một vòng tròn nhỏ, ngẩng đầu 45 độ, khoe gương mặt xấu xa, kiêu ngạo nói, tất cả mọi người trong vòng tròn đều biết, chúng ta dù chơi đùa cũng phải tuân thủ quy tắc quan trọng. Ai vượt qua điểm quan trọng này chính là phạm quy, mặc kệ mày nghĩ thế nào, mày không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên mày không để đụng vào tao, ra tay với tao, mày đã phạm quy. Vượt qua điểm then chốt. Vòng tròn nào, Tần Lạc hỏi. Hoa Hạc cảm thấy câu hỏi này rất ngu ngốc nên gã trả lời vẻ cực kỳ khinh bỉ sau đó gã lại rít một hơi thuốc, thở ra một vòng tròn khói, từng vòng tròn nhỏ vờn xung quanh vòng tròn kia. Trông rất đẹp mắt. Loảng xoảng. Tần Lạc ngửa người ra sau, tung chân đá vào mặt Hoa Hạc. Hoa Hạc đang ngậm điếu thuốc trên môi, bị đạp dí vào miệng, bỏng tới mức nhảy dựng người lên. Tao không phải là người trong cái vòng tròn nào đó cho nên tao không cần tuân thủ quy tắc của bọn mày. Tần Lạc nhìn Hoa Hạc đang như con tôm nhảy trong chảo nóng, lạnh lùng nói, còn nữa, tao cũng có điểm mấu chốt của mình. Điểm mấu chốt của tao chính là không có điểm mấu chốt. Chương 1119, chúng ta là anh em. Là ai đang hát bài ca của chúng ta, là ai đang đàn dây đàn của chúng ta. Bất kỳ người nào từ trong bản tính của mình ít nhiều đều có thói hư tật xấu. Ví dụ như Hoa Hạc là một ví dụ điển hình. Vốn Tần Lạc không nghĩ sẽ ra tay với Hoa Hạc, dù gì đi nữa hắn không có chứng cứ. Không thể gán cho Hoa Hạc tội danh đánh gãy ba chân của người khác mà.
Nếu như vậy hắn sẽ không phải Tần Lạc mà là Tần Cối. Nếu như Hoa Hạc biết điều một chút, biết nhẫn nhịn một chút, biết nịnh hót một chút, Tần Lạc sẽ chỉ châm chọc gã mấy câu rồi thả ra. Nếu như trong lòng vẫn còn khó chịu với chuyện này, hắn sẽ bảo Hạ Dương sau này cho người chơi lại gã. Thế nhưng khi mình nói chuyện tử tế với gã còn dẫm lên mặt mũi mình. Tần Lạc nói một câu, gã đáp trả một thôi một hồi, dĩ nhiên còn lôi cái vòng tròn chết tiệt ra giáo huấn Tần Lạc. Anh chàng Tần Lạc này sẽ không làm những chuyện có hại cho chính mình. Người làm chuyện xấu là hắn ta, hắn dựa vào cái gì mà dám giáo huấn mình? Đây không phải làm sai còn già mồm cãi láo sao? Vì vậy sau khi cẩn thận suy xét hậu quả, Tần Lạc không do dự đánh vào mặt Hoa Hạc. Mày muốn, tao có, cho mày toàn bộ. Hoa Hạc muốn đánh, Tần Lạc sẽ cho. Bị tập kích bất ngờ, không nói tới chuyện chiếc mũi vỉnh của Hoa Hạc bị dẫm bẹp. Gương mặt gã cũng bị tàn thuốc lá châm một lỗ thủng. Từ nhỏ tới lớn Hoa Hạc có tật xấu chảy máu mũi, nhất là sau khi bị va chạm mạnh, máu tươi chảy càng nhiều. Ao, máu tươi từ lỗ mũi như bị người đục thủng một cái động trào ra như suối. Máu tươi chảy xuống mặt, xuống miệng, cổ và quần áo, một màng đỏ tươi, thoạt nhìn như chịu thương tổn rất nặng nề. Nổi giận. Hoa Hạc hoàn toàn nổi giận. Từ nhỏ tới giờ không có một người nào dám uy hiếp gã, huống chỉ là bị người giơ chân đạp vào mặt. Nếu mày giơ chân đạp vào mông, tao sẽ tha thứ cho mày như mày đánh vào mặt tao, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Hoa Hạc nhanh trí móc chiếc khăn tay ở trong túi ra chặn mũi lại. Đôi mắt tì hí của Hoa Hạc có thể không giết người được nhưng lại có khiến người ta chán ghét nhìn chăm chăm vào Tần Lạc, sắc mặt ác độc. Hoa Hạc gầm lên, họ Tần kia, mày sẽ phải trả một cái giá rất lớn cho hành động hôm nay. Eo ôi, anh bạn này có lai lịch không lớn nhưng khẩu khí có vẻ rất lớn. Tôn Nhân Diệu vuốt ve bàn tay mình, dáng vẻ như muốn xông lên hỗ trợ. Quả thật với tính cách của Tôn Nhân Diệu, khi đánh nhau hắn đều xông lên trước, dùng đầu đập bể, dùng chân đá, dù 2 nanogram răng cắn, dùng đao chém. Ngay cả khi đối thủ là anh họ, hắn cũng dám chọc cho một dao nên nhận sú đanh Tôn Điên Khùng cứng rất bình thường. Thế nào, muốn trả thù hả? Vậy thì được, tao tới cho mày 2 cái bạt tai, sau này mày cũng khiến tao trả giá đắt. Vừa nói Tôn Nhân Diệu vừa đi tới gần, cánh tay vung ra muốn đánh Hoa Hạc. Gay, Tần Lạc vội vàng quát, sau khi quát xong hắn mới có cảm giác không ổn. Bình thường trước mặt người khác Tần Lạc vẫn gọi là Nhân Diệu nhưng trong lúc nóng vội hắn đã gọi Tôn Nhân Diệu L gay, thật đúng là không nể mặt người ta. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm tới vấn đề này. Cậu không cần tham gia vào. Tần Lạc không muốn Tôn Nhân Diệu đánh quá sâu vào chuyện này. Dù gì đi nữa có rất nhiều chuyện Tôn gia muốn làm phải cần có sự ủng hộ của bên quân đội, nếu như sau khi Tôn Nhân Diệu ra tay. Nhất định sẽ kết oán thù với bên Tây Nam. Hạ Dương phá lên cười nhìn Tôn Nhân Diệu, như một con hồ ly chiếm được tiện nghi của kẻ khác. Hiển nhiên việc Tần Lạc gọi Tôn Nhân Diệu là gay khiến Hạ Dương cực sảng khoái. Cũng chỉ có Tần Lạc gọi Tôn Nhân Diệu là gay hắn mới không tức giận. Một khi Hạ Dương gọi vậy, nhất định Tôn Nhân Diệu sẽ lao vào liều mạng với Hạ Dương. Tôn Nhân Diệu hung hăng nhìn Hạ Dương dỗi quay đầu nhìn Tần Lạc nói vẻ tiếc nuối, ngứa tay quá. Muốn luyện tay một chút. Hoa Hạc, có phải mày nghĩ thật sự không có ai chỉ được mày hả? Hạ Dương cười ha hả đi tới. Hạ Dương cũng cực kỳ khó chịu khi nhìn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Hoa Hạc. Nói thật lần này Tần Lạc làm chuyện này, tao không muốn đoạt danh tiếng của hắn. Người mày đắc tội chính là tao, cho mày mấy cái bạt tai còn nhẹ đó. Từ Tây Nam tới thì sao nào? Ngạo mạn không ai dám trị sao? Hoa Hạc nhìn chằm chằm vào Hạ Dương không dám lên tiếng. Vẻ thù hận và sự không cam lòng trong mắt gã cũng phải ẩn giấu rất sâu. Nói thật trong mấy người này, người Hoa Hạc sợ nhất chính là Hạ Dương, bởi vì hắn mang tới người đàn ông trung niên dáng vẻ như thư ký kia đã khiến đội tra xét hải quản phải cung kính chào, cũng chỉ cần ra lệnh một tiếng, đám lính kia ngay cả không kịp chào gã, cong đuôi chạy mất. Hiển nhiên lai lịch của Hạ Dương rất lớn, hơn nữa gã và Hạ Dương cùng thuộc về một hệ thống. Nói như vậy Hoa Hạc gã không thể nào kiêu ngạo trước mặt Hạ Dương. Đúng lúc này điện thoại trong túi Trần Hữu Thiện đổ chuông. Sau khi nghe xong Trần Hữu Thiện đi tới trước mặt Tần Lạc nói, cứu binh của tiểu tử này tới. Tần Lạc liếc nhìn Hoa Hạc và nói, hãy để cho bọn họ lên đi. Chỉ một lát Từ Bân đi cùng với một người đàn ông trung niên dáng vẻ cường tráng và một cô gái trẻ trông có vẻ rất khí khái. Người đàn ông trung niên thân thiết bắt tay Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu, cười nói, Tôn thiếu gia, đã lâu rồi không gặp. Tôn lão gia vẫn khỏe chứ?
Hạ Tổng, công việc làm ăn của cậu ngày càng phát đạt đó, tinh thần cậu càng ngày càng tốt, sau này có công việc làm ăn nào hãy kéo kẻ nghèo này tham gia với ngài ôi, Hạ thư ký cũng ở đây. Hôm nay xong việc ở đây, ngài cũng không thể về được, hai chúng ta hãy đi đâu đó uống mấy chén. Tiếp đó ông ta đi tới trước mặt Tần Lạc, nói vẻ kinh ngạc, đây là tiểu thần y ư. Ha ha, chào cậu, tôi vẫn chú ý tới cậu. Biết cậu sống ở Yến Kinh quật khởi rất nhanh sao lại có thời gian quay về Dương Thành vậy? Sức khỏe của Tần lão gia có tốt không? Gia phụ vẫn nhắc tới ân tình của ông ấy. Chú Vương mọi người đều chào ông ta theo thứ bậc, ngay cả Tần Lạc cũng phải xưng hô bằng chú. Không thể nào khác được, người đàn ông này cũng có lai lịch không hề nhỏ. Cha của người đàn ông này chính là lực lượng nòng cốt của Hạ lão gia. Ngay cả Hạ Dương cũng tuyệt đối không dám coi thường người này. Nói gì thì nói, tất cả mọi người cùng trên một sân khấu có một vài người mà không thể không nể mặt. Thảo nào tiểu tử Hoa Hạc này kiêu ngạo như này, thì ra gã có mối quan hệ này. So với người đàn ông trung niên này, đội tra xét hải quản khi trước có vẻ rất nhỏ bé. Nếu như ngay từ đầu Hoa Hạc mời người này tới chống giữ, chuyện này sẽ không bao giờ phát triển tới mức này. Hạ Dương liếc mắt nhìn Hoa Hạc, cười tủm tỉm hỏi, sao chú Vương lại rảnh rỗi tới chỗ này ăn cơm? Không đúng lúc rồi, hôm nay nơi này đã được bao chọn rồi. Nào tôi có tới ăn cơm đâu, còn không phải vì thằng nhóc này sao? Vương Hải Nghiệp liếc mắt nhìn Hoa Hạc, cười nói, Hạ Tổng có thể không nhận ra nó tới từ Hoa Gia Tây Nam. Mẹ nó chính là em gái Vương Đình của tôi, cậu hẳn cũng đã gặp mặt cô Vương rồi. Ha ha, thật ra trước kia thằng nhóc này còn bé hay tới Dương Thành, nhưng sau này du học ở nước ngoài mới về. Sau rất nhiều năm, nó mới lại tới Dương Thành, không ngờ lại chọc vào Hạ Tổng. Tôn Đại Thiếu Gia và Tần Tiểu Thần Y, cậu hãy nói xem thằng nhóc này có phải quá xui xẻo không? Ồ, thì ra là con của cô Vương. Hạ Dương làm như lúc này mới biết thân phận thật của Hoa Hạc. Hắn cười nói, vậy nếu chú Vương sớm gọi điện thoại thì có phải chuyện này đã sớm kết thúc rồi không? 7. Vương Hải Nghiệp thầm nghĩ, thật ra tôi cũng muốn gọi điện thoại tới, nhưng cậu có muốn nhận không? Hạ Dương nói không biết lai lịch của Hoa Hạ, dù có đánh chết Vương Hải Nghiệp cũng không tin. Đám công tử lãn lộn ở bên ngoài có đôi mắt rất sáng. Chỉ cần một người chỉ nói sơ qua bản thân mình từ đâu tới, bọn họ lập tức có thể đoán được thân phận chính xác của người đó. Hơn nữa ông ta mới biết được chuyện này. Hoa Hạc vì gây chuyện ở bên ngoài nên cũng không dám gọi điện trực tiếp cho ông ta. Cậu của mình, trước tiên anh ta gọi điện cho anh họ ở đội tra xét hải quân. Sau khi nhận ra người anh họ không giải quyết được sự việc, Hoa Hạc mới cầu viện cậu mình. Tôi cũng mới biết chuyện này. Vương Hải Nghiệp cười nói, thằng nhóc Hoa Hạc này không làm hại mấy vị chứ. Nếu có thiệt hại gì, xin hãy tính lên tôi. Cho dù Vương Hải Nghiệp có ý gánh trách nhiệm trong chuyện này thì với mối quan hệ của bọn họ và Hạ gia, Hạ Dương thật sự cũng không dám gán cho ông ta. Không đâu, Hạ Dương lên tiếng. Vậy là tốt rồi, Vương Hải Nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Biết Hạ Dương không có ý định làm lớn chuyện. Tôi chỉ sợ thằng nhóc này không biết năng nhẹ, làm bị thương mấy vị thiếu gia. Vậy đi, tôi bảo Hoa Hạc xin lỗi mấy vị. Chuyện này coi như chấm dứt, sau này tôi sẽ mời các vị uống rượu, được không? Chú Vương đã nói vậy. Đương nhiên tôi không có ý kiến, Hạ Dương lại nói. Không được, không ngờ cô gái trẻ vào cùng lại nhảy ra, không thể bỏ qua như này. Anh cháu bị bọn họ đánh thành như này. Cả người toàn là máu mà còn phải bắt anh ấy xin lỗi người ta, ức hiếp người quá đáng. Phải bắt bọn họ xin lỗi anh cháu mới được. Hoa Anh, câm miệng. Vương Hải Nghiệp quay đầu, trừng mắt nhìn cô gái, sắc mặt tái mét. Vương Hải Nghiệp đã từng là công tử một thời ở Dương Thành nên ông ta hiểu rõ tính cách của những người này. Những người này rất nhạy cảm, hay thay đổi. Nói một cách khó nghe là bọn họ trở mặt với mình còn nhanh hơn lật sách, bây giờ bọn họ nể mặt mình cho mình mang người đi. Nếu như bọn họ trở mặt chuyện này vẫn chưa chấm dứt được. Hoa Anh còn muốn đòi bất công tổn thương cho anh mình. Khi ở Tây Nam, hai anh em bọn họ đã bị người ức hiếp như này chưa? Chú bảo cháu câm miệng một lần nữa, Vương Hải Nghiệp quát lên. Hoa Hạc, xin lỗi, Vương Hải Nghiệp thúc giục, ông ta muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Hoa Hạc còn đang dùng khăn tay bịt mũ, nghe cậu nói, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải nói, các vị, hôm nay thật xin lỗi. Hạ Dương đi tới, thân thiết vỗ vai Hoa Hạc nói, không sao, không sao, không đánh nhau sao, quen biết nhau. Sau này mọi người chính là bạn bè. Đúng đúng, mọi người đều còn trẻ, sau này cần phải qua lại nhiều hơn, Vương Hải Nghiệp nói. Sau khi nói tiếp mấy câu, Vương Hải Nghiệp cáo từ,
mang theo Hoa Hạc ra về. Đợi khi bóng dáng mấy người đó biến mất, Hạ Dương bĩu môi nói, hãy ghi nhớ món nợ này. Sau này còn nhiều thời gian mà. Tần Lạc nhìn Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu, xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ. Không ngờ làm phiền hai người. Không sao, chúng ta là anh em mà, Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu cùng lên tiếng. Nói xong cả hai cùng cảm thấy thẹn thùng liếc nhìn nhau rồi cùng chữa lại, tôi không nói anh. Nếu hắn không đủ mạnh, vậy chúng mày hãy nói cho tao biết vì sao chúng mày thất bại. Vì sao thất bại, người mặc đỏ trắng trầm giọng quát, mái tóc dựng thẳng như một sư tử đang tức giận. Chương 1120, gõ mấy gậy. Hoa Hạc được Hoa Anh dìu bước vào chiếc Ben mà Vương Hải Nghiệp lái tới. Người lái xe đi tới chậm mở cửa còn bị Hoa Anh trừng mắt nhìn một cái. Vì anh trai mình bị người ực hiếp ở Dương Thành nên Hoa Anh không có ấn tượng tốt với người Dương Thành, ngay cả người bên cạnh cậu mình cũng không ngoại lệ. Anh vẫn còn chảy máu hả? Hoa Anh quay sang hỏi Hoa Hạc. Không biết, Hoa Hạc trả lời, sau đó gã bỏ chiếc khăn tay đang chặn lỗ mũi ra. Một lần nữa dòng máu đỏ sậm lại tuôn ra, vãng tung tóe lên mặt trên người, thậm chí ngay cả xuống ghế đệm xe. Hoa Hạc vội vàng chặn cái khản vào lỗ mũi, tức giận mắng to, lũ khốn đó, tao nhất định phải chém nát chúng. Tao nhất định phải khiến chúng chui xuống địa ngục. Hoa Hạc chỉ muốn phát điên khi gã nhớ lại cú đá của Tần Lạc vào mặt mình. Chúng ra tay quá tàn nhẫn, Hoa Anh cũng bất bình, căm hận thay cho anh mình, anh. Lần sau chúng đi Tây Nam, chúng mình cắt đứt hai chân chúng. Các bạn thấy không, con người chính là như vậy đó. Con người rất dễ dàng tha thứ cho sai lầm của mình nhưng không bao giờ buông tha sai sót của người khác. Ngay cả một Hoa Anh này mới nói Tần Lạc rất tàn nhẫn khi đánh vỡ mũi anh trai mình nhưng chỉ trong nháy mắt cô ta đã nói, lần sau chúng đi Tây Nam, chúng mình cắt đứt hai chân chúng. Không có gì gọi là lòng dạ độc ác, không có gì gọi là lễ nghi đạo đức, càng không có cái gọi là đúng sai, càng không có cái gọi là sự tình quan trọng. Đơn giản hai bèn nảy sinh xung đột ai mạnh hơn ai thôi mà. Nếu như Tần Lạc không có những người bạn như Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương. Nếu như Tần Lạc không có người phụ nữ như Vương Cửu Cửu. Nếu như hắn chỉ là một thầy thuốc nhỏ bé. Nếu như vậy Tần Lạc rơi vào trong tay Hoa Hạc, kết quả sẽ như thế nào? Ai sẽ là người quan tâm tới chuyện này? Đương nhiên người quan tâm sẽ là Tần Lạc nhưng nhất định Hoa Hạc sẽ không quan tâm. Khi gã quyết định ức hiếp một người nào đó, gã đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chính là lúc bình tĩnh ăn thịt mày. Cho dù mày có phản kháng thì cũng chỉ làm tăng thêm hứng thú mà thời chứ hoàn toàn không có một tác dụng nào khác. Cắt đứt hai chân, Hoa Hạc cười ngông cuống, vậy thì nhẹ cho chúng quá. Tao đã nói rồi, tao muốn băm thây chúng ra. Câm miệng, Vương Hải Nghiệp vẫn ngồi ở phía trước nhắm mắt đường thần như đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên quát to. Cậu Hoa Anh buồn bực nói, anh cháu bị người ức hiếp tới mức này. Cậu không làm gì để báo thù cho anh ấy sao? Nếu là cháu sẽ bắt đám người đó lại. Bỏ đói 3 ngày 3 đêm, sau đó mỗi ngày sẽ đánh cho chúng một trận đòn. Sau đó còn lột da chúng ra. Bắt, dựa vào cái gì mà bắt? Vương Hải Nghiệp rõ ràng bị cặp anh em được nuông chiều quá mức này khiến tức giận tới đau cả đầu, nếu như hai đứa trẻ không biết sống chết này không phải là con em gái mình. Vương Hải Nghiệp tuyệt đối sẽ không quản sự sống chết của cả hai, thế nhưng hết lần này tới lần khác, ông ta không tránh khỏi chuyện này. Binh lính cả đại quân khu này đều nghe lời Hạ lão gia nhà bọn họ, ngay cả cậu của cháu cũng chỉ là một người lính của ông ấy. Cháu bảo cậu dẫn người đi bắt cháu của ông ấy hả? Đầu các cháu bị bệnh hả? Khi các cháu ở nơi nhỏ bé của mình muốn làm thì làm. Không một ai dám đắc tội với các cháu nhưng nơi này là Dương Thành, các cháu phải tuân thủ quy củ ở nơi này. Có thể mang cháu không tổn thương gì ra về đã phải cám xiêm trời đất rồi, thế mà cháu còn muốn cắt đứt chân người ta. Với chỉ số thông minh này của các cháu, chỉ sợ chết mà còn không biết. Hoa Hạc kinh ngạc nhìn Vương Hải Nghiệp nói, chẳng lẽ bọn họ còn không nể mặt cả cậu sao? Vương Hải Nghiệp vuốt vuốt thái dương nói. Cậu vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ quái, cậu biết khi cậu tới thì nhất định có thể mang cháu về nhưng tiểu tử Hạ gia tốt như vậy sao? Huống chi bèn cạnh còn một tôn điên khùng, hắn và Hạ Dương luôn đối đầu với nhau, những chuyện Hạ Dương muốn làm thì hắn luôn phản đối, thế nhưng bọn họ lại không có bất kỳ yêu cầu nào, dễ dàng để cậu dẫn cháu về, không phải như vậy rất kỳ quái sao? Chúng đã đánh cháu, chẳng lẽ còn muốn có yêu cầu quan trọng nào khác sao? Hoa Hạc cười nhạt nói. Chúng không thiệt hại gì, dựa vào cái gì mà cần có yêu cầu. Cậu mắng cháu là chư quả thật đang sỉ nhục chư. Vương Hải Nghiệp bị thằng cháu của mình khiến tức điên lên,
từ khi nào bị hại mới được đưa ra yêu cầu vậy? Trước kia cháu ức hiếp những người đó, bọn họ có đốm đưa ra yêu cầu với cháu không? Từ cổ chí kim, đều là bên thắng đưa yêu cầu cho bên thua, thế lực lớn hơn yêu cầu bên nhỏ hơn. Hơn nữa cháu còn một nhược điểm nằm trong tay người ta. Hôm nay người ta không đánh gãy hai chân cháu đã là nể mặt vương gia chúng ta rồi đó. Chú cho rằng hạ thủ lưu tình sao? Hôm nay cậu không tới, bọn họ có như vậy thả cháu không? Hoa Hạc bị tức tới mức hồ đồ, gã chỉ không muốn chấp nhận sự thật trước mắt mà thôi, điều này không có nghĩa là gã không biết cách phân tích tình hình thực tế. Sau khi bị Vương Hải Nghiệp mắng cho một trận, Hoa Hạc lên tiếng xin lỗi, cậu đừng nóng nữa. Chú hiểu rõ đạo lý đó. Chỉ là chuyện tối nay khiến cháu quá uất nghẹn, cháu không muốn chấp nhận nó mà thôi. Sau này không nên nghĩ tới chuyện trả thù sự việc hôm nay nữa. Dạ, cháu sẽ không đâu, sự hàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt Hoa Hạc rồi biến mất, gã thản nhiên nói. Vương Hải Nghiệp suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, cũng không nên đắc tội với tiểu tử họ Tần kia. Chú đã cho người đập nát xe của hắn rồi. Hãy mua một chiếc xe khác mang tới tặng rồi nhận lỗi với người ta. Được, cháu sẽ mua một chiếc xe khác mang tới cho hắn. Hoa Hạc nói. Vương Hải Nghiệp lại tức giận nói, cháu không thể tự mình đi mua xe. Cháu là một người không có việc làm. Lấy tiền đâu ra mua xe. Hãy để cho người Du gia làm chuyện này. Dù gì bọn họ gánh tất cả trách nhiệm trong chuyện này. Sau này Hoa gia các cháu hãy bồi thường hậu hĩnh cho bọn họ là được. Cháu hiểu rồi, Hoa Hạc vội vàng nhận lỗi. Gã đã hiểu một việc, cậu của gã rất không hài lòng với gã qua sự việc ngày hôm nay. Dáng vẻ Vương Hải Nghiệp như rất mệt mỏi. Một lần nữa ông ta nhắm mắt lại. Hoa Hạc và Hoa Anh nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều hiện lên vẻ không cam chịu và uất nhục. Hiển nhiên hai anh em nhà này sẽ không vì thế mà từ bỏ chuyện này. Một phút sau Hoa Anh hỏi, anh, mũi anh còn chảy máu không? Hoa Hạc bỏ khăn tay ra. Mố tươi còn chảy manh han trước. Vẫn còn chảy sao? Lại một phút nữa, Hoa Anh hỏi lại, còn chảy không? Hoa Hạc lắc đầu rồi lại gật đầu. Hai mắt hắn hoa hoa, mí mắt sụp xuống như bất kỳ lúc nào cũng ngủ được. Chiếc khăn tay trong tay Hoa Hạc đã thấm đẫm máu tươi, đỏ thẫm. Từng giọt máu chảy nhỏ xuống từ khăn tay. Tiếp một phút sau Hoa Anh lại hỏi, anh à anh? Anh làm sao vậy? Hoa Hạc gục xuống ngất xỉu trên vai Hoa Anh. Chiếc khăn tay rơi xuống, nện binh một tiếng trên đùi Hoa Anh. Máu tươi bắn ra xung quanh, giống như một túi máu bị vỡ. Vương Hải Nghiệp nhanh chóng quay đầu lại khi ông ta nghe tiếng gọi thất thanh của Hoa Anh sau khi nhìn thấy tình trạng của Hoa Hạc. Lập tức Vương Hải Nghiệp nghĩ tới dù loại tin đồn về nghề nghiệp của họ Tần kia. Trán Vương Hải Nghiệp đẫm mồ hôi lạnh, ông ta vội vàng quát tài xế, mau tới bệnh viện. Sau khi Hạ Dương và Tòa Nhàn Diệu lỡ lời nói là anh em của nhau, cả hai lập tức như thù hận, lông mày dựng đứng, mắt trợn trừng nhìn nhau. Khi tôi nói chuyện, tốt nhất anh không nên nói chen vào, Tôn Nhân Diệu hừ một tiếng. Nói, tôi cũng vậy, hãy nghĩ xem có ai muốn làm anh em với một nhân yêu không? Hạ Dương nhún vai thờ ơ nói. Tôn Nhân Diệu đánh ra một quyền nhưng bị Tần Lạc bắt được. Tôi đã bảo hai người hãy nghỉ ngơi lấy một chút có được không? Chỉ vì một chuyện mà liên tục đấu với nhau nhiều năm nay. Không mệt à, Tần Lạc bực tức nói. Ha ha, không có chuyện đó cũng vậy mà thời tôi chỉ thấy hắn không vừa mắt, Hạ Dương nói. Tôi cũng vậy. Bận rộn nửa ngày rồi hãy đi tìm chỗ ăn lót dạ đã, Tần Lạc bất đắc dĩ nói, hắn biết bản thân mình có khuyên can cũng vô ích, nên dứt khoát nói lảng sang chuyện khác. Đi Minh Quang. Đi Vương Triều. Đi Minh Quang. Đi Vương Triều. Minh Quang là địa bàn của Hạ Dương. Vương Trài là đại bản doanh của Tôn Nhân Diệu. Hai người này thậm chí còn tranh chấp cả chuyện này nữa sao trời. Tần Lạc xua tay nói, thôi bỏ đi, ai về nhà nấy. Một người đi tới Minh Quang, một người đi về Vương Triều. Tôi và Cửu Cửu về ăn mì. Hạ Dương cười hì hì nói, ông tôi bảo khi nào cậu và Cửu Cửu có thời gian thì tới nhà chơi. Cậu không nói tôi cũng tới, Tần Lạc gật đầu nói, cả nhà của Nhân Diệu nữa, tôi cũng muốn tới. Hôm nay muộn rồi, ngày mai tôi sẽ tới. Được. Hạ Dương vui vẻ đồng ý, sau đó hắn nói với Tần Lạc, tôi phải về trước. Hạ thư ký cũng phải quay về báo cáo kết quả công việc. Được Tần Lạc bắt tay, Hạ Bân cảm kích nói, Hạ thư ký vất vả quá. Không việc gì là tốt rồi, Tần thiếu gia không nén khách khí, Hạ Bân biết lai lịch của Tần Lạc nên ông không dám bày đặt vẻ bề trên trước mặt hắn. Khách khí nói mấy câu. Đợi khi Hạ Dương và Hạ Bân đi trước, Tôn Nhân Diệu đi tới bên cạnh Tần Lạc,
cười khúc khích nói, nếu vẫn còn cảm giác ấm ức, hay để tôi tìm người tới gõ cho thằng đó mấy. Gậy, tôi đã gõ rồi, Tần Lạc cười ha hả nói. Gõ rồi, Tôn Nhân Diệu ngơ ngác, gõ lúc nào vậy, tại sao mình không biết vậy nhỉ? Chương 1121, vì chứng minh anh yêu em. Chiếc xe gôn của Vương Cửu Cửu đã bị người ta đập nát, Tôn Nhân Diệu điều một chiếc Hummer tới. Tôn Nhân Diệu không tới một mình mà còn dẫn theo một đám đàn em. Những người này nếu không lái Mercedes thì là BMW, nếu không lái Hummer thì cũng là những chiếc SUV cực kỳ bá đạo. Tôn Nhân Diệu muốn mượn xe của bọn họ chỉ cần một câu nói mà thôi. Khi mở cửa chiếc Hummer, tâm trạng của Vương Cửu Cửu có vẻ rất thoải mái, nàng còn ngâm nga một bài hát. Tâm trạng vui như vậy sao? Tần Lạc cười hỏi. Ừ, Vương Cửu Cửu vui vẻ gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái, cười duyên dáng nhưng nàng lắc đầu nói, không có chuyện gì. Vương Cửu Cửu không nói, Tần Lạc cũng không hỏi nữa. Khi quay về ngôi biệt thự của Vương Cửu Cửu, hai người mở cửa vào trong. Ngay khi vừa đóng cửa lại, Vương Cửu Cửu đã đẩy Tần Lạc dựa vào cánh cửa. Tần Lạc cười tít mắt hỏi, ăn thịt người trước hay ăn mì trước? Ăn thịt người. Vương Cửu Cửu cắn một cái vào cổ Tần Lạc. A, à, đau, đau quá, đau quá. Tần Lạc gào lên đau đớn. Phụ nữ đúng là phụ nữ, khi bọn họ yêu một người đàn ông, thích cắn. Khi bọn họ cực hận một người đàn ông, cũng thích cắn. Thế nhưng Vương Cửu Cửu chỉ nghiến nhẹ hàm răng của mình rồi bỏ ra, sau đó chiếc lưỡi mềm thong mát của nàng lướt nhẹ trên vết thương ở cổ Tần Lạc. Chỉ muốn cắn đứt một miếng thịt của anh, Vương Cửu Cửu nói với giọng đầy yêu mị. Tần Lạc cúi xuống nhìn, gương mặt nàng rực rỡ ánh xuân, đôi mắt long lanh. Anh đói rồi, Tần Lạc nói sau đó hắn ôm ngang người Vương Cửu Cửu. Khi hai người cùng nhau ngã xuống giường, nhiệt độ trên giường lập tức lên cao. Nhanh chóng trong phòng vang lên âm thanh nguyên thủy của con trai và con gái. Tần Lạc nhận ra rằng từ khi bản thân hắn tìm được sự sống trong cái chết quay về từ nước Mỹ, Vương Cửu Cửu cực kỳ điên cuồng. Dù biểu hiện trước kia của nàng trên giường khá thoải mái nhưng nàng tuyệt đối không thực hiện một vài tư thế khó. Thế nhưng hiện nay Vương Cửu Cửu hoàn toàn buông thả bản thân, nàng để mặc bản thân mình cho người đàn ông của mình thưởng thức, dẫn dắt nàng đi trong cơn mê khoái cảm. Tần Lạc không ăn mì vì hắn đã ăn no thịt người. Không biết Tần Lạc đã ngủ bao lâu, hắn chỉ thức dậy khi cái bụng đói của mình kêu réo. Hắn nghe thấy Vương Cửu Cửu đang ngồi bên ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó. Tần Lạc nhìn đồng hồ, lúc này đã 12 giờ đêm. Lúc này còn gọi điện thoại cho ai vậy? Bởi vì bầu không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh nên dù Vương Cửu Cửu đã cố gắng hạ thấp giọng nói của mình nhưng Tần Lạc vẫn thấp thoáng nghe được đôi chút. Ừ, yên tâm đi, đã xử lý tốt rồi. Người Hạ gia và Tôn gia đã ra mặt, đúng vậy, con biết. Ngày mai, chuyện tối nay đã truyền lên Yến Kinh phải không? Bọn họ còn nói cái gì nữa? Nếu bọn họ còn dám ăn nói vớ vẩn, khi con về con sẽ đập nát mồm bọn họ. Trương Nghi Y, mẹ đừng có nhàm chán nhỡ như vậy, có được không? Không phải chúng ta đã nói hết với nhau rồi sao? Con thích tình trạng này, như thế này rất tốt. Hơn nữa đây chính là giao dịch của con và ông. Ừ, anh ấy còn đang ngủ, như một con lợn chết vậy đó. Khi khi khi, mẹ là một bà già sắp tới thời kỳ tiền mãn kinh mà còn hỏi vấn đề này sao? Mẹ biết rồi. Con cũng đi ngủ sớm đi nếu không rồi con cũng nhanh chóng biến thành bà già đó. Ngủ ngon. Sau khi Vương Cửu Cửu nói chuyện điện thoại xong thì đã thất Tần Lạc trong bộ quần áo ngủ đứng trước cửa phòng. Ồ, anh dậy rồi hả? Anh đói phải không? Em làm mì cho anh ăn nhé. Vương Cửu Cửu đứng dậy, nàng vui mừng ôm cổ Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu biết ưu thế của mình, cũng biết bản thân mình mặc quần áo kiểu nào sẽ khiến Tần Lạc trở nên điên cuồng chính vì vậy lúc này Vương Cửu Cửu đang mặc một chiếc sơ mi. Chỉ cái nút giữa, đôi núi đôi trắng ẩn hiện, mờ ảo, bụng phẳng lì, một cảnh tượng cực hấp dẫn, đẹp mắt. Không ăn mì vội, Tần Lạc ôm Vương Cửu Cửu đi tới ngồi trên ghế salon. Sau khi để Vương Cửu Cửu ngồi trong lòng mình, Tần Lạc hỏi, hãy nói cho anh biết xem đã xảy ra chuyện gì nếu em không nói, anh rất tức giận đó. Không được tức giận, Vương Cửu Cửu đau lòng nhìn Tần Lạc nói, thật ra không có chuyện gì, em đã xử lý xong rồi. Anh cần phải biết, Tần Lạc cố chấp nói, nếu như là chuyện của hai chúng ta, anh không muốn một mình em gánh chịu. Em tình nguyện. Anh không muốn. Vương Cửu Cửu nhìn vào hai mắt Tần Lạc, không thấy sự thỏa hiệp trong đó đành phải gật đầu nói, được rồi, em nói với anh.
Quả nhiên trong thời gian này đã xảy ra một vài chuyện. Mối quan hệ này của Vương Cửu Cửu và Tần Lạc không được người Vương gia hay người Vương hệ chấp nhận. Mặc dù có Trương Nghi Y tính cách cực kỳ quái dị, cả ngày dương nanh múa vuốt, con gái đã yêu tận xương tủy, không thể không ủng hộ. Con gái mình đã quyết tâm theo người ta, Trương Nghi Y có muốn không ủng hộ cũng không xong, hơn nữa điều kiện vào quân đội là giao dịch của Vương Nê Hầu lão gia, thế nhưng tới lúc này điều này chẳng chứng minh được cái gì. Trong mắt người Vương hệ, Vương Cửu Cửu thật ra còn có tác dụng lớn hơn thế này nhiều. Với sự hỗ trợ khổng lồ của Vương gia, với điều kiện của Vương Cửu Cửu, cho dù lựa chọn đám thanh niên tuấn kiệt ở Yến Kinh cũng có thể giơ tay vơ được một gia đình danh giá, khi đó Vương gia sẽ tìm được một đồng minh và trợ thủ lớn. Huống chi trước đó Vương Cửu Cửu đã từ chối đám dạm hỏi của người Dương gia, càng khiến mối quan hệ hai nhà đông cứng, xa cách, bất hòa. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, những lời đồn cố ý của những kẻ nhàn cư lan truyền khắp Yến Kinh, nói cái gì đường đường đại tiểu thư Vương gia mà phải làm tình nhân cho người khác, còn nói cái gì gã đàn ông kia thật sự không thích cô ta, chỉ là cô ta mặt dày nhào tới, còn nói người đàn ông này vì né tránh cô ta mà bỏ trốn tới Yến Kinh, nào cô ta vẫn đang phòng không gối chiếc ở phía Nam. Có vài người dù không có năng lực làm việc nhưng năng lực biên tập, sắp đặt của bọn họ có thể nói là hạng nhất, hơn nữa những câu chuyện này của giới quý tộc càng lưu truyền với tốc độ cực nhanh. Lúc này ở Yến Kinh, hình tượng của Vương Cửu Cửu chính là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, bị đàn ông vứt bỏ sau khi chơi bời. Cha Vương Cửu Cửu đã đỏ mặt tức giận, đập vỡ chén sau khi nghe được lời đồn đại này. Người Vương hệ đều cảm thấy rất mất mặt, không sao được, ai bảo Vương Cửu Cửu chính là con độc nhất của Vương gia đời thứ ba. Vốn Vương Cửu Cửu cũng không coi trọng những lời đồn đại này. Dù gì đi nữa không một ai có thể hiểu được tâm tình, lòng mình. Nàng chỉ cần biết bản thân mình đang hạnh phúc, thế là đủ rồi. Thế nhưng khi nàng cùng Tần Lạc đang đi dạo phố thì nhận được điện thoại mời nàng tham gia buổi gặp mặt bạn học. Vì vậy Vương Cửu Cửu liền nghĩ ra một cách, nàng không thể chứng minh hạnh phúc của mình ở Yến Kinh, ít nhất nàng có thể chứng minh điều này trước mặt bạn học mình. Hơn nữa khi nàng dẫn Tần Lạc tới đó, nàng đồng thời cũng có thể ngăn chặn Du Phi Dương và những bạn học khác theo đuổi mình. Có người phụ nữ nào mà không thích hư vinh không? Vương Cửu Cửu cũng đoán được chuyện đám người Du Phi Dương gây khó dễ. Đám thanh niên ghen tuông, đánh lộn lẫn nhau chỉ là chuyện thường ngày ở huyện mà. Vương Cửu Cửu đã sớm đoán được phản ứng của Tần Lạc. Nàng biết Tần Lạc sẽ không nể mặt những người này cũng như không thể không chấp những người này. Trong mắt Tần Lạc, đám người Du Phi Dương chỉ là một đám thanh niên dỗi hơi suốt ngày tụ tập, không biết làm gì, trong khi đó hắn là người đàn ông làm đại sự. Thế nhưng sự việc đã phát triển vượt qua dự kiến của Vương Cửu Cửu. Xe của hai người đã bị người ta đập phá. Tiếp theo đó, thái độ xúc phạm của bảo vệ cũng nói lên nhiều vấn đề, vì vậy Tần Lạc và đám bảo vệ xảy ra xung đột, đánh nhau. Khi Trần Hữu Thiện tới, chuyện này được đẩy lên cao trào thứ nhất. Nếu như Trần Hữu Thiện có thể trấn áp được tình hình, câu chuyện có thể kết thúc ở thời điểm đó. Không ngờ một tiếng nổ giữa trời quang, hoa hạc lóe sáng, gặt hái kết quả, một cú điện thoại của gã đã đưa đội tra xét hải quân tới. Hơn nữa bản thân Tần Lạc cũng dự đoán và chính mình có phản ứng, sự việc dần dần leo thang tới mức độ cao hơn. Căn cứ vào tính cách của Vương Cửu Cửu khi gặp phải những chuyện như thế này, nàng nhất định sẽ khuyên can hay không thèm đếm xỉa tới. Thế nhưng thái độ của Vương Cửu Cửu tối nay rất lạ. Nàng vẫn một mực bỏ lơ hay nói một cách chính xác là cổ vũ. Xét về một mặt nào đó, cho dù nàng không chịu bỏ qua chuyện này thì cũng có thể bỏ đi. Suy nghĩ của Vương Cửu Cửu rất đơn giản. Nếu như chuyện đã náo loạn, cứ để cho nhân vật phản diện khách mời thể hiện, như vậy mới có thể khiến cho người đàn ông của nàng thể hiện bản thân mình một cách hào nhoáng, biểu hiện hắn thế mạnh, biểu hiện thực lực, biểu hiện tình yêu với nàng. Phương pháp này rất ngu ngốc. Cực ngu ngốc, nhưng đây chính là suy nghĩ rất chân thật của người phụ nữ ngu ngốc. Quả nhiên Trương Nghi Y đã gọi điện tới hỏi trước, sau khi biết chính xác con gái mình vẫn ổn, bà đã cực kỳ khen ngợi con rể của mình. Khi một người phụ nữ giao tâm hồn và thể xác mình cho một người đàn ông, nếu như khi người phụ nữ bị người khác ức hiếp, người đàn ông không dũng cảm đứng ra gánh vác, trả giá đó có xứng không? Một người đàn ông như vậy có đáng phó thác cuộc đời mình không? Trong mắt Vương Cửu Cửu, Hoa Hạc chỉ là một diễn viên phụ, một vai hề phản diện trợ giúp cho người đàn ông của nàng. Thế nhưng vì sự tham gia và trợ giúp của một vài người tự cho mình là thông minh khiến chuyện phát triển theo một hướng khác, cuối cùng mọc rễ, phát triển, nở hoa tội ác. Xin lỗi,
Vương Cửu Cửu nép đầu vào lồng ngực Tần Lạc giống như một chú mèo hoang nhỏ không còn nhà để về, em chỉ muốn chứng minh với bọn họ, khiến bọn họ thấy là anh yêu em. Chương 1122, ước nguyện thiên hạ sinh nhiều người tốt. Khi Hoa Hạc tỉnh lại thì đã sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng rực rỡ, tiếng chim hót, hương hoa, nhưng tâm tình Hoa Hạc cực kỳ tăm tối, độc ác. Anh tỉnh rồi hả? Hoa Anh đẩy cửa bước vào, cười hỏi. Ừ, Hoa Hạc giơ tay sờ mũi, gã phát hiện trong mũi mình vẫn còn nhét thứ gì đó. Mũi anh bị làm sao vậy? Hừ, thằng khốn âm hiểm đó. Khi nhắc tới chuyện này, Hoa Anh không kềm chế được, lại mắng chửi. Ngày hôm qua mũi Hoa Hạc vẫn chảy máu không ngừng, cuối cùng gã ngất xỉu trên vai Hoa Anh. Hoa Anh biết anh trai mình có tật xấu chảy máu mũi từ nhỏ nên không quá coi trọng, cô ta tưởng những người đó chỉ ra tay tàn nhẫn mà thôi, miệng vết thương quá rộng nên không thể cầm máu. Sau khi đưa Hoa Hạc vào bệnh viện mới phát hiện ra tình hình có gì đó không đúng. Sau khi chiếu tia laser và dùng các loại thuốc cầm máu nhưng mũi Hoa Hạc vẫn cực kỳ ngoan cố, máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài. Cậu của hai người Hoa Anh là Vương Hải Nghiệp vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Dương, nhưng Hạ Dương nói hắn không biết chuyện gì nhưng đoán hẳn không có chuyện gì quan trọng. Vương Hải Nghiệp do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục bấm gọi cho một số điện thoại khác. Quả nhiên sau khi máu chảy được một lát thì đột nhiên không chảy nữa, giống như lúc đó máu trong cơ thể Hoa Hạc đã chảy hết rồi vậy. Vương Hải Nghiệp và Hoa Anh vội vàng thúc ép các bác sĩ kiểm tra thân thể Hoa Hạc. Ngoại trừ thân thể Hoa Hạc suy nhược, yếu đuối cùng với những vết máu bẩn ở bên ngoài thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này bọn họ mới yên tâm nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ. Hiển nhiên đây chính là màn ra tay lén của người khác. Nếu như máu vẫn chảy, không cầm, cho dù chảy tới chết người thì bọn họ có thể làm gì được nào. Dù gì khi mang người đi thì vẫn là một Hoa Hạc đang sống sờ sờ ra đấy thôi, có rất nhiều người đã nhìn thấy. Giết người vô hình, giết người vô hình, Vương Hải Nghiệp ngồi thử người. Thì thào với chính mình. Lúc này đây, coi như ông ta đã hoàn toàn lãnh giáo thủ đoạn của Tần Lạc. Khi đó Vương Hải Nghiệp ông ta chính là một nhân vật quan trọng, Hạ Dương không thể không nể mặt. Tần Lạc không muốn làm khó Hạ Dương nên không lên tiếng ngăn cản thế nhưng cứ vậy mà để Hoa Hạc về sẽ có một cảm giác uất hận rất khó nuốt trôi, vì vậy ngay khi đó Tần Lạc đã lén động tay động chân với Hoa Hạc. Sở dĩ Tần Lạc không muốn làm Hoa Hạc chảy máu tới chết chính là vì hắn không muốn Vương gia và Hạ gia chia liền nhau. Tàn nhẫn có độ, tiến thoái có mức, có thể nói, căn cứ theo suy nghĩ của Vương Hải Nghiệp, ông ta thật sự không biết nên đánh giá con người Tần Lạc này như thế nào. Nếu nói Tần Lạc là một anh hùng, tính cách này không hợp. Nếu nói hắn là một kiêu hùng, cũng thật sự không giống. Không nên tiếp tục đi trêu chọc vào hắn nữa, tuyệt đối không nên tiếp chọc vào những người đó nữa. Khi Vương Hải Nghiệp ra về, ông ta liên tục dặn đi dặn lại Hoa Anh, ông ta chỉ lo lắng hai cháu không nghe lời mình. Thậm chí còn phái hai người tới bảo vệ ngoài cửa. Sau khi nghe em gái thì thào kể lại mọi chuyện mình bị hôn mê, sắc mặt Hoa Hạc trở nên tái mét. Con mẹ nó, rốt cuộc là chọc vào một đối thủ thế nào đây? Ngay cả khi chính mình bị giết chết mà vẫn còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoa Anh, Hoa Hạc gọi. Anh, có chuyện gì? Hoa Anh hỏi. Hãy cho người hỏi thăm bệnh viện của Du Phi Dương. Anh, em đã sớm cho người tìm hiểu rồi. Du Phi Dương cũng đang ở trong bệnh viện này, nghe nói chân anh ta cần phải phẫu thuật, hơn nữa xác suất thành công khi phẫu thuật cực kỳ thấp. Chỉ sợ hai chân anh ta chỉ bị phế thôi. Khi Hoa Anh nói tới chuyện này mà lòng cô ta cũng phát lạnh. Đám người kia thật đúng là dám hạ thủ tàn nhẫn. Một người thoạt nhìn cực kỳ hào hoa phong nhã nhưng khi có người xúc phạm, chọc giận bọn họ, lập tức bọn họ lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, đanh ác. Hoa Hạc nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi nói, anh sẽ không sang gặp hắn. Em hãy đi tìm Du Nguy, bảo ông ta mua một chiếc xe tới cho tên họ Tần kia. Anh thật phải trả lại một chiếc xe cho hắn sao? Hoa Anh tức giận nói. Em thì biết cái gì? Hoa Hạc tức giận hỏi, hãy làm theo lời anh. Hãy nói với Du Nguy thay anh ghi nhớ phần ân tình này. Được, Hoa Anh tôn trọng anh trai mình, gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Lùi lại sau chính là vì, kéo giãn khoảng cách, vì để tấn công mãnh liệt hơn. Hoa Hạc thầm nghĩ trong lòng, sỉ nhục, chỉ có thể dùng sỉ nhục mới có thể xóa được chuyện này. Tần Lạc không nói gì một lát sau khi đã hiểu rõ suy nghĩ của cô gái ngốc nghếch, cuối cùng hắn chỉ biết điên cuồng siết chặt thân hình cô nàng vào lồng ngực mình.
Hậu quả của đôi trai gái ôm nhau động tình chính là động thân, vì vậy ngay sau đó ghế salon biến thành chiến trường thứ hai của hai người. Trước kia Vương Cửu Cửu tuyệt đối không đồng ý cùng Tần Lạc trên ghế salon, thế nhưng sau khi tình yêu tăng lên, chỉ số thông minh đương nhiên hạ xuống, vì vậy không gì không đồng ý, không nơi nào không được. Sau khi hai người rời khỏi giường vào sáng hôm sau, trời đã sáng rõ. Tần Lạc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 10 giờ sáng. Tần Lạc vội vàng bò khỏi giường, trước tiên hắn gọi điện thoại cho Hạ Dương, nói trưa này hắn và Vương Cửu Cửu muốn tới thăm Hạ lão gia. Hạ Dương nói sẽ phái xe tới đón nhưng Tần Lạc từ chối. Sau khi nói điện thoại xong, Tần Lạc vội vàng dục Vương Cửu Cửu rời khỏi giường con bản thân hắn đi rửa mặt, sau đó nhanh chóng thu dọn căn phòng. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tần Lạc thoáng nhìn qua màn hình nơi chuông cửa, hắn thấy gương mặt đang mỉm cười của Hạ Dương. Không ngờ cậu ấy lại tìm được tới đây. Tần Lạc cười gượng nói. Đây chính là hang ổ bí mật mà Vương Cửu Cửu chuẩn bị cho hai người. Không ngờ nơi này không còn là bí mật dưới con mắt Hạ Dương. Đừng quên, anh ta chính là thổ địa ở đây. Vương Cửu Cửu nói, sau đó nàng lui lại sau từng bước một và hỏi, như thế này có được không? Váy ngắn màu đen, áo sơ mi trắng với vạt áo bỏ vào trong váy. Ở giữa ngực áo sơ mi là nơ hình bướm trắng, đơn giản mà không mất đi vẻ đẹp. Một đôi giày cao gót màu đen không tất chân, đôi chân nhỏ, trắng như ngọc. Bộ trang phục này không chính thống nhưng rất tự nhiên, phù hợp với thân phận của Vương Cửu Cửu. Lúc này Vương Cửu Cửu không dùng thân phận cô công chúa nhỏ của Vương gia tới thăm Hạ lão gia mà dùng thân phận người phụ nữ của Tần Lạc, làm vậy không còn quá nhiều xa cách. Bất kỳ hình thức giao tiếp nào cũng có yếu tố lợi ích trong đó, sẽ rất khó trở thành bạn bè chân chính và người thân thực sự. Được lắm, Tần Lạc khen ngợi. Mặc dù Vương Cửu Cửu vẫn giữ được sự phóng khoáng, khí chất của tuổi trẻ nhưng từ quần áo của nàng đã nói lên sự trưởng thành. Chuyện xảy ra mấy ngày nay quả thật đã ảnh hưởng rất lớn tới nàng. Tần Lạc mở rộng cánh cửa để Hạ Dương vào nhà, hắn cười nói, không phải nói với cậu rồi sao? Tại sao cậu còn chạy tới đây? Tôi tới dẫn đường, Hạ Dương cười nói, dù sao tôi cũng ở trong nội thành, muốn quay về cùng với hai người. Đi thôi, Tần Lạc nói. Đi muộn quá chính là thất lễ. Hạ Dương cười nói, tôi thật bất ngờ khi thấy hai người có thể rời khỏi giường vào lúc này. Tôi còn tưởng hai người phải tới chiều mới dậy. Dù gì đi nữa tối qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, giải phóng tình cảm kịch liệt một chút cũng có thể hiểu được mà. Vì vậy Vương Cửu Cửu tung ra một cước. Hạ Dương cười né tránh, lúc này quan hệ của ba người thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Vương Cửu Cửu là một cô gái thông minh. Nàng biết cách hòa nhập vào vòng tròn của người đàn ông của mình. Nếu như mình cả ngày chỉ mang thái độ của một đại tiểu thư, rất có thể bề ngoài đám người Hạ Dương vẫn thể hiện sự tôn trọng nhưng trong lòng hoàn toàn không tán thành. Tính cách cởi mở, vui đùa hay thích nói đùa càng dễ hòa nhập trở thành bạn bè của bọn họ. Cho dù là đối với những người có địa vị cao tới mức nào đi nữa thì cách thức biểu đạt tình cảm của bọn họ cũng không khác gì so với người bình thường. Mặc dù Hạ lão gia đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn sống trong biệt thự tướng quân ở đại quân khu. Một biệt thự nhỏ kiểu tứ phương thoạt nhìn rất bình thường, hoàn toàn không khác gì so với biệt thự của Vương Cửu Cửu. Vì trước đó Hạ Dương đã gọi điện thoại, Hạ Bản, thư ký của Hạ lão gia đã đứng chờ sẵn trước cửa. Sau khi Hạ Dương và Tần Lạc lên tiếng chào Hạ Bản, dưới sự dẫn dắt của Hạ Bản, mọi người cùng vào nhà. Tiểu Tần Hạ, bao lâu rồi cháu không tới thăm ông nhỉ? Một ông già đầu chọc bóng lộn ngồi giữa sân cười nói với Tần Lạc đang đi vào trong nhà. Mặc dù Hạ lão gia đã hơn 80 tuổi nhưng vì khi còn trẻ ông có sức khỏe rất tốt nên sức khỏe của ông lúc nãy vẫn còn tốt, thoạt nhìn còn trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Đương nhiên để có được điều này còn phải tính tới Tần Tranh, ông Tần Lạc đã từng cứu Hạ lão gia một mạng. Nếu không ông có thể đã sớm vĩnh biệt thế giới này vì vết thương cũ rồi. Trong nhà có một người già như có một bảo vật. Đặc biệt với những gia đình như Hạ gia. Hạ gia vẫn giữ được uy phong của mình, điều này có quan hệ trực tiếp với việc tọa trấn của Hạ lão gia. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hạ gia luôn quan tâm tới Tần Lạc. Cháu cũng biết là mình sai nên mới vội vàng tới thăm ông mà. Tần Lạc cười nói, khi hắn còn bé, hắn thường đi theo ông mình tới nơi này, rất thân thiết với Hạ lão gia. Ông đây, chính là Cửu Cửu. Chào Hạ lão gia, Vương Cửu Cửu chủ động lên tiếng chào Hạ lão gia. Ừ, Hạ lão gia cười nhìn Cửu Cửu nói, tốt tốt, Cửu Cửu tốt lắm. Từ tốt thứ nhất chính là đáp lại lời hỏi thăm ân cần của Vương Cửu Cửu, câu thứ hai Cửu Cửu tốt lắm chính là khen ngợi Vương Cửu Cửu. Còn về chuyện khen cái gì thì bạn tự mình đi mà tìm hiểu.
lần này chỉ là hình thức thăm viếng bình thường. Mọi người nói chuyện một lát, sau đó ăn trưa cùng Hạ lão gia, cuối cùng Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cáo từ ra về. Chờ một chút, Hạ lão gia nói. Ông nói với Hạ Bản, hãy cầm thanh đao trong phòng của tôi lại đây. Hạ Bản nhanh chóng mang ra một thanh đao võ sĩ Nhật Bản. Hạ lão gia nhận thanh đao, dùng lụa trắng lau thân đao, như tự nói với chính mình, đây là chiến lợi phẩm năm xưa giành được, đã đi theo ta nhiều năm. Nay tặng nó cho Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu vui mừng, nàng cao hứng nói, cảm ơn ông. Nghi thức tặng đao không chỉ đơn giản là tặng đao mà là chứng minh một điều, Vương Cửu Cửu đã nhận được sự ủng hộ của Hạ lão gia, sau này Vương Cửu Cửu không còn lo lắng tiền đồ của mình. Đương nhiên với con quái vật khổng lồ sau lưng Vương Cửu Cửu, nhất định tiền đồ của Vương Cửu Cửu sẽ không gặp chuyện gì khó khăn, thế nhưng bị động bị đẩy lên sẽ khác hẳn với chủ động cầm lấy. Người sau sẽ tiến xa hơn nhiều so với người trước. Vào buổi chiều Tần Lạc và Vương Cửu Cửu lại tới thăm ông của Tôn Nhân Diệu. Khi hai người ra về, Tôn lão gia cười nói, nghe nói sáng nay Cửu Cửu nhận được một thanh đao. Ta cũng sẽ tặng cho Tần Lạc ba chữ. Thư pháp của Tôn lão gia rất đẹp, bình thường có rất nhiều người tới cầu mà không được. Bây giờ ông chủ động tặng chữ, đương nhiên có chút ý tứ tranh chấp. Ước nguyện thiên hạ sinh nhiều người tốt, ước nguyện nhiều người tốt làm nhiều chuyện tốt. Tôn lão gia múa bút, liên tục viết. Chương 1123, tình yêu người khác sâu đậm, tình yêu của anh nông cạn. Bên trái, mau đánh tay lái sang bên trái. Ôi, bên phải, đánh tay lái nửa vòng là được, không nên quá nhiều. Mau phanh xe lại, giẫm chân sai rồi, đó là chân ga. Loảng xoảng, đầu chiếc BMW mới tinh xô vào bờ tường của vườn hoa, chiếc xe mới khó nhọc đứng lại. Tần Lạc ngơ ngác ngồi ở ghế lái xe, nói, anh nhớ rõ phanh ở bên phải mà. Anh mới giẫm chân phải sao? Vương Cửu Cửu buồn bực hỏi. Người đàn ông này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ có cách nhận biết phương hướng là tồi tệ mà thôi. Khi đã ngồi lên xe là chẳng phân biệt nổi. Bảo hắn đánh tay lái sang trái thì lại hốt hoảng đánh tay lái sang phải. Bảo đánh tay lái sang phải là đánh về bên trái. Nếu như bản thân chưa từng trải qua điều này, không ai sẽ tin trên thế giới lại có một người đàn ông ngốc như thế này. Anh chàng Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi hỏi mà vẫn không chắc. Hình như vậy phải không? Còn phải nghĩ nữa sao? Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi vẫn trả lời với giọng nói không chắc chắn. Vậy em hãy nói cho anh biết, lúc nãy anh giẫm chân bên kia, phải không? Cuối cùng Vương Cửu Cửu điên tiết cắn một miếng ở cổ Tần Lạc, tức giận nói, xe đụng vào lan can rồi. Tới lúc này anh vẫn không biết mình giẫm chân nào sao? Ồ, thì ra đó là chân ga. Rõ thông minh, Vương Cửu Cửu châm chọc Tần Lạc. Không ngờ anh chàng Tần Lạc này còn cảm thấy thú vị, cười ngượng ngùng, gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng vì căng thẳng và kích động. Hắn xấu hổ nói, thật ra anh cũng vậy, mới chỉ nghĩ ra. Vương Cửu Cửu quan sát sắc mặt Tần Lạc một lát, sau khi xác định rõ Tần Lạc không nói đùa, nàng nói tiếp, tiếp tục luyện tập. Nếu không, anh đi theo huấn luyện viên học nhé. Tần Lạc dè dặt đưa ra ý kiến của mình. Hắn thật sự không nghĩ bản thân mình thể hiện kém cỏi như thế này, hơn nữa sự kém cỏi lại được thể hiện trước mặt người phụ nữ của mình, rất mất mặt. Tại sao? Anh cảm thấy anh không thể học được chỉ trong chốc lát. Em biết điều này, Vương Cửu Cửu quả quyết, em không hy vọng xa vời là anh giống như em, chỉ một ngày học là có thể tự mình lái xe. Vậy em nghĩ anh cần học trong bao lâu? Nửa năm. Mà phải luyện tập hàng ngày mới được như thế. Đừng có ngẩn người nữa. Tiếp tục luyện tập, em không tin, anh chỉ là một cái hũ nút, em muốn chọc thủng hai cái lỗ. Vương Cửu Cửu bị kích động tính chiến đấu, nàng dục dịch chỉ muốn ra tay. Quả thật hai ngày này Tần Lạc rất thoải mái, dễ chịu, đi thăm ông của hai người Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu, cảm ơn hai người vì đã quan tâm tới người nhà của mình, sau đó còn giúp ông mình, Tần Tranh châm cứu hai lần, dù hai lần này tốn ít thời gian nhưng hiệu quả của nó cực kỳ rõ ràng. Trung y chú trọng bách thông, đạo lý chính là ở đó. Tần Lạc biết, chỉ cần hắn tiếp tục châm cứu cho ông mấy lần nữa, ông hẳn có thể đứng dậy đi được một lần nữa. Hơn nữa Tần Tranh vốn là một thầy thuốc giỏi, mặc dù ông không sử dụng được thái ất thần châm nhưng ông biết nhiều bí kíp châm cứu khác. Nếu như ông có thể kiên trì tự chữa trị cho mình, muốn khôi phục lại khả năng đi đứng như trước kia cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chiếc BMW mới này là do Du Nguy đưa tới. Điều này không thể không khiến Tần Lạc có một cái nhìn mới với Du gia. Lần này người xui nhất chính là hai chú cháu Du Nguy, Du Phi Dương.
Du Nguy bị Hạ Dương làm nhục, đánh trước mặt bao người, có thể nói đã hoàn toàn mất mặt, trong khi đó Du Phi Dương đã bị hắn đánh gãy hai chân. Với kỹ thuật của Tần Lạc, cho dù có đưa tới bệnh viện bó xương kịp thời thì cũng rất khó có thể chữa thành công. Mặc dù biết bọn họ bị người khác sai khiến, chỉ là hai khẩu súng bắn lén của người khác. Nhưng để đạt tới cảnh giới của một tay súng, bọn họ cũng thật sự không dễ dàng. Du Nguy cực kỳ e dè, cố gắng khen ngợi, nịnh nọt. Tần Lạc cũng không còn có ý tiếp tục làm khó Du Nguy, nhận xe, bảo Du Nguy ra về. Du Nguy còn đưa ra một tấm chi phiếu, nói là bồi thường chỗ quần áo, giày của Vương Tiểu Thư bị xé rách nhưng đã bị Tần Lạc từ chối. Đương nhiên là Tần Lạc nhận xe vì dù gì xe của hai người cũng bị bọn họ đập phá, thế nhưng nếu như nhận thêm món tiền này, tính chất của việc này đã thay đổi. Tới khi đó sẽ có người nói người của Hạ gia và Tôn Nhân gia lấy thịt đè người, ức hiếp người khác, vơ vét tài sản tiền bạc. Đây không phải kiếm chuyện cho Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu sao? Hơn nữa Tần Lạc không cần số tiền này. Những thời gian khác chính là thời gian hoàn toàn riêng tư của hai người Tần Lạc, Vương Cửu Cửu. Hai người ở lì trong biệt thự, không ra ngoài. Việc bọn họ muốn làm nhất chính là yêu. Cùng nấu cơm, cùng rửa bát, cùng xem tivi. Điều Tần Lạc không ngờ là Vương Cửu Cửu tất thích xem hài kịch, hơn nữa nàng còn cực kỳ kích động. Khi xem những cảnh cảm động, nàng vừa xem vừa lau nước mắt. Về điểm này thật ra Vương Cửu Cửu hoàn toàn giống với mẹ mình. Tần Lạc dường như đang chứng kiến một chương nghi y thứ hai dần trưởng thành, khi nghĩ tới việc sau này Vương Cửu Cửu sẽ biến thành một người phụ nữ như mẹ nàng, Tần Lạc không tự chủ, thoáng rùng mình. Cực kỳ khủng khiếp. Buổi tối, đột nhiên Tần Lạc nói muốn ăn cơm bên ngoài. Vương Cửu Cửu thầm nghĩ hai người đã mấy ngày ăn mì, cũng nên ăn cái gì đó để thay đổi khẩu vị nên nàng đồng ý. Tần Lạc lại đề nghị tới Kim Đỉnh Hiên. Đây chính là nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Dương Thành. Vương Cửu Cửu như người bảo sao nghe vậy nên đương nhiên không phản đối. Không phải trước kia anh không thích ăn hải sản sao? Vương Cửu Cửu vừa lái xe vừa cười hỏi. Không phải em cũng thích ăn sao? Tần Lạc cười hỏi. Vương Cửu Cửu cười rất vui vẻ. Điều phụ nữ quan tâm nhất chính là món ăn. Khi đậu xe ở bãi đậu xe, Vương Cửu Cửu còn hỏi một câu cực kỳ hài hước. Lần này xe của chúng mình sẽ không bị người khác đập phá nữa chứ? Tần Lạc nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói, dù sao đi nữa đầu xe cũng bị bẹp nát rồi. Nếu như lại bị người đập phá, chúng ta lại bắt đền chiếc xe mới. Vậy cứ quyết định như vậy. Vương Cửu Cửu quả quyết gật đầu, như vậy thì lãng phí quá. Một tay lơ mơ dùng một chiếc BMW trị giá hơn 2 triệu lái, hơn nữa đại lại là một tay mơ ngốc nghếch nữa chứ. Hừ, nói nhỏ một chút. Tần Lạc nói, nếu như có người nghe thấy, bọn họ lại tưởng chúng mình đang khoe khoang. Hai người nhìn nhau cười. Bọn họ không có yêu cầu quá cao đối với vật chất, bọn họ cũng không thích như nhiều thục nữ, công tử danh giá chỉ thích siêu xe, tán tỉnh ngôi sao. Chỉ cần thoải mái, dùng tốt là được. Huống chi lúc này Vương Cửu Cửu là một quân nhân và học viên quân sự, hàng ngày chỉ cần một bộ quân phục màu xanh, nàng rất ít cơ hội mặc những kiểu quần áo khác. Vương Cửu Cửu cầm tay Tần Lạc đi vào trong. Một người đàn ông mặc trường bào, đi giày vải phong thái tiêu sái, một cô gái dáng người cao, gợi cảm, hai người như một đôi trời sinh vậy. Tiên sinh, xin hỏi ngài có đặt chỗ trước không? Một nữ nhân viên đón tiếp mặc sườn xám đi tới nhiệt tình chào đón. Bọn họ chưa bao giờ coi những khách hàng ở nơi này là người qua đường. Có, Việt Hải, Tần Lạc nói. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Họ Tần. Nữ nhân viên tra xét một lát, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng đậm, cô cúi đầu nói, tiên sinh, xin mời vào trong. Anh đặt chỗ khi nào vậy? Vương Cửu Cửu thì thào hỏi Tần Lạc. Khi em ngủ chưa? Tần Lạc cười nói. Nữ nhân viên đón tiếp dẫn khách tới cửa phòng, cô chủ động mở cửa phòng nói, hai vị, mời vào bên trong. Cảm ơn, Tần Lạc nói xong, hắn dẫn Vương Cửu Cửu đi vào bên trong. Tại sao lại rộng như thế này? Vương Cửu Cửu kinh ngạc nhìn căn phòng sang trọng, rộng rãi hỏi, chỉ có hai chúng ta ăn cơm, dùng căn phòng rộng như thế này làm gì? Hãy trả lại phòng đi, chúng mình ăn ở đại sảnh là được. Không thể trả lại, anh còn mời khách nữa. Tần Lạc cười nói. Khách, mấy người Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu. Tần Lạc cười nói. Vương Cửu Cửu gật đầu. Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu giúp Tần Lạc. Hắn cũng nên mời bọn họ ăn cơm để bày tỏ sự cảm ơn. Quan hệ tốt thì chỉ là quan hệ tốt, nhưng nếu như bạn không biết làm người, người bạn tốt rất có thể sẽ biến thành một kẻ thù. Vương Cửu Cửu vốn chỉ nghĩ có hai người Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu. Nàng không nhận ra trong giọng nói của Tần Lạc còn có những người khác nữa.
Yêu, tôi không tới muộn chứ? Hạ Dương đứng trước cửa, cười ha hả hỏi. Biến đi, đừng có cản đường, giọng nói hiểu điệu của Tôn Nhân Diệu vang lên. Đây đúng là không phải oan gia không tụ họp. Tần Lạc lần lượt gọi điện thoại cho hai người Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu, hai người cũng tới từ hai hướng khác nhau nhưng điều không ngờ là hai người lại châm mặt nhau ở cổng chính. Mau vào đi, mau vào đi, Tần Lạc lo lắng hai người này lại ẩu đả với nhau nên vội vàng mời hai người Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu vào trong. Còn khách nữa sao? Sau khi Hạ Dương ngồi xuống, Tần Lạc không vội gọi thức ăn mà chỉ bảo nhân viên phục vụ mang trà lên. Còn, Tần Lạc cười nói. Cạch cạch. Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tần Lạc vội vàng đứng dậy gõ cửa, cánh cửa phòng mở ra, Tần Lạc cười nói, mẹ, cô, mọi người đã tới đông đủ. Đang chờ bên trong. Khi biết mẹ và cô Tần Lạc cũng tới, Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu cũng vội vàng đứng dậy chào đón. Vương Cửu Cửu thầm mừng vui như điên, nàng vội vàng đi tới cạnh Tần Lạc, chào hỏi Cam Vân và Tần Lam. Sắc mặt Cam Vân vẫn bình thản, bà tới là vì Vương Cửu Cửu. Trước đó Tần Lam vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng khi cô nhìn thấy Tần Lạc đang nắm chặt tay Vương Cửu Cửu, lập tức đờ dã hiểu rõ ràng nên thái độ của Tần Lam với Vương Cửu Cửu cũng cực kỳ thân thiết. Trong bữa ăn, nhân cơ hội Tần Lam và Cam Vân đang dùng thức ăn, Tần Lạc thì thào giải thích với Vương Cửu Cửu, ông, bà vẫn chưa biết mối quan hệ của chúng mình, còn cần một khoảng thời gian nữa. Hôm nay những người tới đều là người anh yêu quý nhất. Anh hy vọng có thể chính thức giới thiệu em với bọn họ. Tình yêu của người khác sâu đậm. Tình yêu của anh nông, có thể anh không làm được nhiều lắm nhưng anh sẽ cố gắng làm điều tốt nhất. Chương 1124, tại sao lại bị phát tán? Không yêu nhiều, chỉ yêu chút thôi. Tình yêu của người khác sâu nặng tựa biển khơi, tình yêu của anh nông tựa giếng khơi. Bài thơ tình của Lãng Tử Lý Ngao kia thật sự rất thích hợp để biểu đạt tâm trạng của Tần Lạc lúc này. Điều không phù hợp là Tần Lạc không phải chỉ yêu một chút mà còn cho một chút. Thế nhưng chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến Vương Cửu Cửu cực kỳ vui mừng. Hai mắt Vương Cửu Cửu đỏ hồng, bàn tay nàng vẫn sức nắm chặt tay Tần Lạc như vậy nàng sẽ không cần phải khóc nữa. Nàng không cần siêu xe, không cần tiền trong tài khoản, thậm chí không cần một danh phận, nàng chỉ cần tình yêu của Tần Lạc. Chỉ cần như vậy, nàng có thể trả lời với mẹ và những người nghi ngờ rằng, nhìn này, anh ấy cũng yêu tôi. Như vậy là đủ. Nào, Cửu Cửu, ăn nhiều thức ăn vào. Cam Vân mỉm cười, bà gắp bỏ vào bát Cửu Cửu một con tôm. Cam Vớ và Vương Cửu Cửu đã từng gặp nhau trước đó, đó là khi Tần Lạc tới nước Mỹ. Mọi người Tần gia lâm vào cảnh nguy hiểm, Vương Cửu Cửu chủ động tới gặp Cam Vân, khuyên bà hủy bỏ lịch trình xuất ngoại trong khoảng thời gian này. Thế nhưng khi đó Vương Cửu Cửu chỉ giới thiệu là học sinh của Tần Lạc bây giờ đã biến thành bạn gái. Từ ngữ Trung Quốc đặc biệt sâu sắc, mấy từ bạn gái càng có ý tứ hơn. Người đó có thể là người bạn khác giới. Cũng có thể là người bạn nữ giới mà cũng có thể là người yêu. Còn quan hệ như thế nào thì cần phải xem chính hiểu biết của bạn. Vương Cửu Cửu không nói, Cam Vân không hỏi. Vào thời đại này, mọi người chủ yếu hiểu ngầm. Thế nhưng tình hình lúc này không còn phù hợp nữa rồi. Tần Lạc đã chính thức dẫn Vương Cửu Cửu ra mắt bà, hơn nữa còn ra mắt trước cô và hai người bạn thân thiết nhất. Hiển nhiên Tần Lạc muốn chính thức trịnh trọng tuyên bố với mọi người về Vương Cửu Cửu, ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng. Hắn muốn mọi người chấp nhận sự tồn tại của Vương Cửu Cửu. Cam Vân đã nhận ra một điều, cô gái này cực kỳ có trọng lượng trong suy nghĩ của con trai mình. Vì vậy Cam Vân không tiếp tục che giấu tâm trạng của mình, bà hoàn toàn yên tâm thể hiện vai trò của một người bà mẫu mực. Lại nói, quả thật Vương Cửu Cửu là người rất đáng yêu. Khi Cam Vân tiếp xúc với Vương Cửu Cửu lần đầu tiên, bà đã rất thích. Trước đó thì còn có gì đó e ngại nhưng bây giờ Tần Lạc đã chính thức tuyên bố. Bà cũng chỉ còn cách giang rộng tay chào đón. Ăn nhiều thịt chút đi, Cửu Cửu hơi gầy đó. Yêu ai yêu cả đường đi. Sau khi Tần Lam biết được mối quan hệ của Tần Lạc và Vương Cửu Cửu, cô cực kỳ nhiệt tình, liên tục gắp bỏ vào bát Vương Cửu Cửu, lại còn nào là Vương Cửu Cửu rất gầy, ăn nhiều thịt chút đi. Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương thường nói mấy câu với Tần Lạc và ba người phụ nữ nhưng hai người không nói với nhau bất kỳ câu nào. Nếu như câu chuyện có liên quan tới Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu chẳng thèm rên lấy một tiếng. Nếu như chuyện có liên quan tới Tôn Nhân Diệu, Hạ Dương không thèm tiếp một câu. Hai người đều tự ăn, tự làm, đồng thời ngồi quẩn quanh bên cạnh Tần Lạc khiến Cam Vân tới tận lúc này vẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đó đang xảy ra. Chẳng lẽ con trai mình ngoài thích phụ nữ, nó còn thích cả đàn ông sao? Khi nhìn gương mặt như hoa như ngọc của Tôn Nhân Diệu và phong độ nhẹ nhàng,
hơn người của Hạ Dương, Cam Vân không khỏi xuất hiện suy nghĩ đó. Phù phù phù, Cam Vân vội vàng xua đuổi suy nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu. Đây là suy nghĩ gì vậy hả trời? Chẳng lẽ con trai mình có thể yêu thích đàn ông sao? Dưới sự quan tâm nhiệt tình của Cam Vân, Vương Cửu Cửu cũng cố tỏ lấy lòng, ăn một bữa cơm cực kỳ vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc nói với Tần Lam, cô hãy lái xe đưa mẹ cháu về trước. Cháu cùng Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu còn phải thảo luận chút chuyện. Yên tâm đi, nơi này là Dương Thành mà. Tần Lam cười nói, vì chuyện người chồng trước khiến Tần Lam không mặt mũi nào đối diện với người nhà, một mình cô bỏ đi nước Mỹ, khai phá thị trường y dược, cuối cùng vì chuyện của Tần Lạc mà bị người bắt cóc, suýt chút nữa bị người ta dùng bảo biến thành miếng thịt khô. Cuộc đời này của Tần Lam đã cực kỳ vất vả. Sau khi quay lại Dương Thành, Tần Lam mới từ từ khôi phục lại tâm tình, cũng hình thành một cảm giác bình yên, có thể nói là khôi phục lại phong cách làm việc mạnh mẽ năm xưa. Nơi này là Dương Thành, cũng chính là nhà của chúng ta. Nơi này là thổ địa của chúng ta, không có gì phải sợ. Tần Lạc vuốt cằm, nói với Cam Vân, mẹ, vậy mẹ về trước đi. Được, Cam Vân trả lời sau đó bà bước tới cầm tay Vương Cửu Cửu nói, Cửu Cửu, nếu có thời gian cháu hãy tới nhà chơi. Dạ, khi có thời gian nhất định cháu sẽ tới. Vương Cửu Cửu mỉm cười hứa hẹn. Cửu Cửu, nhớ số của cô không có nhiều bạn ở Dương Thành, có chuyện gì chúng ta có thể gọi điện đi uống trà. Tần Lam thể hiện thành ý của mình với Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu vội vàng lấy di động ghi lại số điện thoại. Cô công chúa Vương gia hoàn toàn không có thái độ kiêu ngạo, chỉ như một cô gái bình thường nhu thuận đáp lại người nhà của bạn trai. Sau khi tán gẫu mấy câu, Cam Vân và Tần Lam lái xe ra về. Vậy có được không? Tần Lam vừa lái xe vừa khẽ thở dài nói. Không hay lắm, Cam Vân đưa ra câu trả lời trực tiếp. Một thoáng yên lặng khá dài, cuối cùng Cam Vân mới nói tiếp, người làm cha mẹ đều ích kỷ. Chỉ hy vọng con cái vui vẻ là được, cho dù là yêu cầu có bất hợp lý thì cũng cố gắng thỏa mãn. So với việc tiếp nhận bên mình, bên Vương Cửu Cửu càng cần phải dũng cảm hơn nhiều. Nếu có cơ hội, chị thật sự muốn gặp mẹ của Cửu Cửu. Khi Tần Lam lái xe đi xa, Tần Lạc quay đầu nói với Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu, tới chỗ tôi ngồi chơi, tôi có chuyện muốn nói với hai cậu. Đi thôi, Hạ Dương vuốt cằm nói. Bây giờ Tôn Nhân Diệu đã khôn ra nhiều. Hắn biết những câu Hạ Dương đã nói, mình sẽ tránh không trả lời vì tránh cho hai người một lần nữa đụng chạm một cách xấu hổ. Tôn Nhân Diệu chỉ vuốt cằm sau đó lái xe đi. Vương Cửu Cửu vừa lái xe vừa me mẩn nhìn chiếc vòng ngọc trong tay mình. Tập trung lái xe đi, về rồi hãy nhìn, Tần Lạc nhắc nhở. Đẹp không, a di tặng đó, Vương Cửu Cửu mỉm cười, dáng vẻ rất vui vẻ, ngây thơ nhưng lại khiến những người nhìn thấy thầm nảy sinh dục hỏa. Phải gọi là mẹ. Tần Lạc âu yếm vuốt đầu Cửu Cửu, cô gái này có đôi khi chẳng khác nào. Như vậy không biết xấu hổ sao? Vương Cửu Cửu ngượng ngùng nói. Vậy thì cứ gọi là A Di đi, Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu tức giận, nàng trừng mắt nhìn Tần Lạc, nói, không kiên quyết một chút được sao? Không phải kiên quyết một chút thì cho dù không phải là mẹ mình vẫn phải gọi là mẹ sao? Khi tới biệt thự của Vương Cửu Cửu là nữ chủ nhân nên phải đảm nhận vai trò khoản đãi. Nàng bận rộn bưng trà, dáng vẻ cực kỳ vui vẻ. Tần Lạc mời Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu ngồi xuống. Hai người, mỗi người ngồi một đầu ghế salon, ba người ngồi thành hình tam giác. Tần Lạc cười gượng, hắn vốn định khuyên can hai người, bây giờ xem ra khó có thể mở miệng. Có lẽ khúc má này chỉ hai người bọn họ mới có thể giải quyết, người ngoài hoàn toàn không làm được. Nhân Diệu, lần trước ở Yến Kinh, chúng ta đã nói chuyện làm từ thiện, đã chuẩn bị thế nào rồi? Tần Lạc hỏi, sau khi quay về tôi liên tục chuẩn bị tài chính, bây giờ đã chuẩn bị được 300 triệu. Khi nào đủ 500 triệu sẽ mang tới quỹ từ thiện. Tôn Nhân Diệu cười nói, 300 triệu cầm không đã tay. Được rồi, biết nhiều tiền rồi, 300 triệu mà còn ít sao. Quỹ đầu tư của tôi còn không có con số này. Nếu như chuyển số tiền này vào đó, khi đó ai sẽ nắm cổ phần chính đây? Tần Lạc cười nói, được, nhất định, Tôn Nhân Diệu cười nói. Cũng biết tôi là người chơi bời lêu lổng, không thích làm việc. Kế hoạch cụ thể sử dụng như thế nào thì tôi đã vạch ra một kế hoạch cụ thể. Nhân Diệu, hãy đóng cửa cái công ty mua bán hợp đồng kia đi. Sống bằng thế lực quá khứ không phải là cách thức của thời nay nữa rồi. Hiện nay tin tức càng lúc càng nhanh nhạy, chỉ cần một ngọn cỏ lay động, nhà nhà đều biết.
Mặc dựa vào quan hệ của chính mình buôn bán hợp đồng cũng không phải là chuyện vi phạm pháp luật, nhưng nếu như để kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Tôn lão gia. Tần Lạc khuyên can, không thiếu tiền tiêu xài, không cần kiếm số tiền vất vả đó. 300 triệu này đầu tư vào quỹ đầu tư, sẽ là một cổ đông, tới khi đó sẽ nắm giữ cổ phần. Tôi vốn nghĩ quỹ đầu tư sẽ không có cơ hội để kiếm tiền, nhưng vì các cô ấy vất vả nên hiện nay lợi nhuận rất khả quan. Được, thoạt nhìn Tôn Nhân Diệu rất ẻo lả, nhưng khi bàn công chuyện, thái độ rất cương quyết. Hắn lập tức rút điện thoại, bấm một cuộc gọi, từ ngày mai đóng cửa công ty, tạm thời không tiếp nhận bất kỳ vụ làm ăn nào khác. Ngoại trừ những khoản tiền đã nhận, đang chạy công việc, hãy trả lại tất cả những chi phiếu khác. Hết, Tôn Nhân Diệu cũng chẳng quan tâm xem bên kia trả lời thế nào, hắn lập tức cúp điện thoại. Hắn là ông chủ, hắn chỉ phát mệnh lệnh. Còn về việc người bên dưới làm như thế nào thì đó chính là công việc của bọn họ. Nhưng Tần Lạc đã quen với phong cách làm việc của Tôn Nhân Diệu, hắn biết không cần nói nhiều nữa. Tần Lạc nhìn Hạ Dương nói, nếu nói về kiếm tiền, tôi và Nhân Diệu không bằng. Là không bằng tôi, nhưng cô, Hạ Dương quay đầu nhìn, nhận ra Vương Cửu Cửu đang đi lên lầu, hắn không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Tần Lạc. Xem ra biết dạy vợ đó, là không bằng tôi, nhưng cô gái Lệ Khuynh Thành kia còn không kém sao. Năm ngoái cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền lợi nhuận, còn không vượt quá 2 năm, tài sản đã vượt qua tôi rồi đó. Tôi có làm mấy chục năm cũng không theo kịp, ngẫm nghĩ lại thật khiến cho người ta không phục. Tần Lạc cười nói, tôi không biết là tôi có bao nhiêu tiền. Điều tôi muốn lúc này là cần làm việc cho tốt. Lập tức Hạ Dương thu lại nụ cười, hắn nghiêm túc nói, tôi biết chuyện này không dễ dàng. Trước kia tôi cũng không nghĩ hành y là như thế nào, nhưng bây giờ liên quan tới chuyện này. Dù gì cũng liên quan tới tôi, có gì hãy cứ nói. Được, sự việc của MG đã kết thúc nhưng vẫn còn đó nguyên nhân. Yên tâm đi, tôi sẽ cho người theo dõi chúng sát sao. Nếu như chúng dám ra tay một lần nữa, tôi sẽ cho chúng nổ tung trong chảo lửa. Hạ Dương âm trầm nói. Vậy thì rất tốt, Tần Lạc vui mừng nói. Hắn quả thật rất may mắn có hai người anh em như thế này. Đúng lúc đó chuông điện thoại di động trong túi Tần Lạc vang lên. Khi nhìn dãy số trên điện thoại, Tần Lạc mỉm cười nhận cuộc gọi. Thế nhưng nụ cười Tần Lạc nhanh chóng cứng đơ. Thậm chí hắn còn bật khỏi ghế, kinh hãi nói, bộc lộ ra ngoài. Tại sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Chương 1125, lửa giận ngút trời. Sau khi nói điện thoại xong, Tần Lạc sa sầm mặt, sắc mặt hắn tối om như bị người ta phi lễ vào buổi tối. Không biết đối phương là nam hay nữ, gầy hay béo, xinh hay xấu. Vẫn chỉ biết chịu đựng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Dương hỏi, mặc dù Hạ Dương không nghe được nội dung người bên kia nói với Tần Lạc, nhưng hắn biết khi Tần Lạc mất bình tĩnh thế này, chuyện tuyệt đối không nhỏ. Bạn nên nhớ rằng, trong Dương Thành Tam Kiệt, Tần Lạc là người không thích tranh đấu nhất, cũng bởi vì tính cách này của hắn mà mấy lão gia rất yêu mến hắn. Có cần giúp đỡ không? Tôn Nhân Diệu hỏi thẳng hơn một chút, Tôn Nhân Diệu không nghĩ Tần Lạc sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hắn chỉ nghĩ xem Tần Lạc có thể giải quyết trọn vẹn chuyện đó hay không mà thôi. Hơn nữa cho dù chuyện đó là tốt hay xấu, Tôn Nhân Diệu vẫn tình nguyện giúp đỡ. Nói một cách khó nghe, Tần Lạc có bảo hắn phải đánh một ai đó, hắn cũng làm ngay không chút do dự. Đây có vẻ như là sự tin tưởng mù quáng nhưng lại rất phù hợp với tính cách điên điên của Tôn Nhân Diệu. Trong mắt Tôn Nhân Diệu không có sự phân chia người tốt và người xấu, chỉ có bạn bè và kẻ thù. Có đôi khi Tần Lạc nghĩ rằng, có thể vì tính cách của hai người Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu khác nhau một trời một vực nên khiến cho miệng vết thương không thể nào khép lại được. Khi nghe tiếng quát của Tần Lạc ở bên dưới, Vương Cửu Cửu cũng đi xuống lầu. Khi nhìn thấy sắc mặt không vui của ba người Tần Lạc, Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu đang đứng trong phòng khách, nàng còn nghĩ ba người xảy ra tranh chấp, liền đi tới khuyên nhủ, có chuyện gì cứ từ từ nói. Có phải không hài lòng vì trả em pha hả? Em đi pha lại cho mọi người. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, anh phải quay về Yến Kinh, đi ngay đêm nay. Rồi Tần Lạc quay đầu nói với Tôn Nhân Diệu, hãy đặt giúp tôi 3 vé đi Yến Kinh, nhanh nhất. Một lần nữa Tần Lạc căn dặn Hạ Dương, sau khi tôi đi, mọi chuyện còn lại trông cậy vào cậu. Lập tức Tôn Nhân Diệu gọi điện thoại, đối với Tôn Đại Thiếu Gia mà nói, đặt 3 vé máy bay không có gì gọi là khó, thậm chí hắn còn không thèm giấy chứng minh, chỉ cần giấy chứng minh của người đi đặt là được. Hạ Dương vỗ vai Tần Lạc nói, yên tâm đi, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Vương Cửu Cửu đi tới cầm bàn tay khẽ run của Tần Lạc, cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì?
có cần em gọi điện thoại về Yến Kinh không? Không cần, chỉ là chuyện riêng. Tần Lạc nắm chặt bàn tay Vương Cửu Cửu, nói, vốn anh định ở lại Dương Thành mấy ngày với em, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chuyện gì vậy? Vương Cửu Cửu sốt ruột hỏi. Tần Lạc há miệng nhưng rồi không biết mình phải giải thích thế nào về chuyện này. Nếu như hắn là người ngoài cuộc thì chẳng có vấn đề gì, nếu như chuyện này không liên quan tới hắn nhưng hết lần này tới lần khác những chuyện xảy ra luôn có liên quan tới những người có quan hệ tới hắn, hắn không biết nói thế nào, càng không biết phải giải thích như thế nào. Bây giờ thân thể hắn bị hoàn toàn bao phủ bởi lửa giận, tràn đầy, rừng rực giống như lúc nào cũng có thể cắn nuốt tất cả. Em sẽ biết nhanh thôi, Tần Lạc nói, có lẽ bây giờ lên mạng cũng có thể tra được. Đã đặt xong vé rồi. Tốc độ của Tôn Đại Thiếu gia cực nhanh, hắn bỏ điện thoại nói với Tần Lạc. Bây giờ anh ra sân bay, Tần Lạc nói. Em đi tiễn anh, Vương Cửu Cửu nói. Không cần đâu, anh lo em lại phải về một mình. Tần Lạc nói, bên cạnh anh còn hai người bạn, bọn anh ngồi xe tới sân bay là được. Tôi tiễn, Tôn Nhân Diệu cố chấp nói, thời gian rất gấp, không ai chặn xe của tôi. Thôi được, Tần Lạc biết xe Tôn Nhân Diệu có dấp thông hành quân đội nhưng ngược lại xe Hạ Dương chỉ dùng giấy thông hành bình thường, có vẻ hạ mình hơn một chút. Bởi vì Tôn Nhân Diệu đã xóm bố trí nên mấy người Tần Lạc làm thủ tục đăng ký cực kỳ nhanh chóng. Ba ghế ngồi ở khoang hạng nhất, ba người Tần Lạc, Giê-xu và Hồng Phu ngồi cùng một dãy. Tần, Dương Thành là một thành phố đẹp, món ăn ở nơi này rất ngon, đáng tiếc là ít thời gian quá, tôi không thể nào nếm thử toàn bộ. Giê-xu nhìn máy bay đang lao lên bầu trời, sắp sửa rời xa nơi phồn hoa này mà không kịp tìm hiểu kỹ lưỡng, gã bùi ngùi nói. Lần này thật sự xin lỗi vì đã không chiêu đãi hai người hậu hĩnh. Mặc dù tâm trạng Tần Lạc cực tệ nhưng hắn vẫn cố tươi cười nói, lần sau tôi sẽ mời hai người tới đây, làm một chủ nhà tận tình một phen. Trong hành trình tới nước Mỹ, mấy người Tần Lạc phải đối mặt với đối thủ là bát đại chiến tướng hoàng đế đánh đâu thắng đó nhưng Giê-xu vẫn không ngại sống chết, cùng tiến thoái, sống chết với bọn họ. Vào thời đại mà niềm tin bị sói mòn, còn có bao nhiêu người có thể làm được như Giê-xu? Gã là một vệ sĩ đủ tư cách, càng là một người bạn đủ tư cách. Đúng vậy, Tần Lạc đã sớm coi Giê-xu như bạn bè. Thái độ đối xử với bạn bè của Giê-xu rất thân thiết. Lần sau sẽ không cùng với phụ nữ nữa chứ? Hồng Phu tức giận nói. Hồng Phu tức giận, cực kỳ tức giận. Trong mấy ngày ở Dương Thành, Tần Lạc mặc kệ hai người bọn họ, không hỏi han, chính mình bỏ đi ôm ấp người đẹp, anh, em. Trong khi đó nàng và Giê-xu phải đi theo làm bóng đèn. Dựa vào cái gì mà cô ta có đãi ngộ đó còn mình cũng là phụ nữ sao phải nhận đãi ngộ như một người hầu nhỏ bé. Lần sau tôi nhất định sẽ ưu tiên chiêu đãi hai người. Tần Lạc cười nói, xem ra oán khí của cô gái này không ít chút nào. Tại sao phải bất ngờ quay về vậy? Hồng Phu nhìn thấy nụ cười rất gượng gạo của Tần Lạc liền hỏi. Dù gì đi nữa Hồng Phu cũng là phụ nữ, tính cách rất nhạy cảm. Ở Yến Kinh đã xảy ra vài chuyện, Tần Lạc nói. Chuyện gì vậy? Tần Lạc nhìn Giê-xu hỏi, anh có xác định bọn họ vẫn đang bị canh chừng không? Đúng vậy, tôi có thể xác nhận. Giê-xu nói, lúc nãy tôi còn liên lạc với bọn họ. Bọn họ chưa từng rời khỏi phòng, càng không có cơ hội tiếp xúc với máy tính. Giê-xu quả quyết. Rốt cuộc hai người đang nói chuyện về cái gì vậy? Hồng Phu ngơ ngác hỏi. Hình như hai người này có chuyện gì đó lừa gạt nàng. Chỉ lát nữa cô sẽ biết. Tần Lạc nói vẻ đằng đằng sát khí. Vì lần này Tần Lạc vội vàng quay về nên hắn không gọi điện thoại cho bất kỳ ai. Ngoại trừ người phụ nữ bí mật gọi điện báo tin còn gần như không ai khác biết Tần Lạc ngay sáng sớm đã bay về Yến Kinh. Ra khỏi sân bay, ba người lên xe taxi đi vào thành phố. Anh Tài, hãy lái nhanh lên một chút, Tần Lạc nôn nóng thúc giục, lòng hắn như lửa đốt. Đây là một biệt thự nhỏ nằm ở nơi tiếp giáp giữa nội thành và ngoại ô, có nghĩa là nơi này không ồn ào, náo nhiệt như nội thành phồn hoa nhưng cũng không quá bất tiện cho việc ra vào nội thành. Khi mấy người Tần Lạc tới nơi này, cánh cổng màu đỏ của biệt thự vẫn đóng chặt. Giê-xu đi tới gõ hai tiếng ngắn lên cánh cửa, bên trong vẫn không một tiếng động. Một lần nữa Giê-xu lặp lại động tác của mình, lúc này cánh cửa gỗ mới mở ra. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ tầm thước, mặc bộ quần áo màu đen bó sát người sắc mặt cảnh giác, đứng trước cửa, ngực và bắp tay người này nổi cục, thoạt nhìn trông giống như một diễn viên nam trong cuộc thi vật wrestler vậy. Đương nhiên trong môn thi đấu này, bạn rất khó có thể phân biệt được một vận động viên nam với một động viên nữ. Tên người này là Bullitt,
là người Giê-xu tìm tới trợ giúp. Có nhiều việc Giê-xu không tiện ra tay nên đành phải để người này làm. Trước đó vì e ngại, Tần Lạc chưa từng gặp mặt người này. Lần này vì gặp chuyện nên Tần Lạc không kiêng dè, suy nghĩ quá nhiều. Người đâu? Tần Lạc hỏi với ánh mắt không hài lòng. Bulit nhìn Giê-xu, Giê-xu cười nói với gã, hãy trả lời anh ấy. Anh ấy là ông chủ của chúng ta. Ở dưới hầm ngầm, lúc này Bulit mới trả lời. Hãy dẫn tôi tới đó, Tần Lạc nói. Bulit quay người đi trước dẫn đường, Tần Lạc cùng Giê-xu, Hồng Phu đi sát sau lưng. Khi đi chưa được bao xa, mấy người đã nghe thấy có người đang đánh ầm ầm vào cánh cửa sắt của hầm ngầm. Bọn họ rất ồn ào, Lít nói. Mở cửa ra, Tần Lạc nói. Bulit lấy chiếc chìa khóa ở bên hông, mở cánh cửa sắt. Một người phụ nữ tóc tai bù xù vọt ra ngoài, gào lên cực kỳ hoảng sợ, cứu với. Mau cứu với. Tần Lạc giơ tay túm tóc cô ta, kéo người cô ta từ bên ngoài cửa vào bên trong, hung hăng nện vào cánh cửa, quát nhỏ, là kẻ nào đi phát tán bên ngoài. Còn ai biết ảnh chụp này nữa không? Lần này Tần Lạc trông cực kỳ tàn nhẫn, âm độc, sát khí bộc lộ hẳn ra ngoài. Chương 1126, vợ chồng vốn là chim rừng, đại nạn xuất hiện bay đi mất. Tôn Lệ có cảm giác mình sắp sụp đổ. Một thời gian trước đây, Tôn Lệ phát hiện trong nhật ký của Lâm Hách Huy có tấm ảnh phụ nữ nút vì vậy bình giấm chua bốc lên, lập tức Tôn Lệ gọi điện thoại cho Lâm Hách Huy quay về giải thích cho cô ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôn Lệ vốn nghĩ người đàn ông của mình vẫn đang lòng thòng với một người phụ nữ khác. Lâm Hách Huy cố gắng giải thích với Tôn Lệ rằng người phụ nữ này là vợ trước của mình, bây giờ đã ly hôn hơn nữa sau này hai người hoàn toàn không còn liên lạc với nhau. Sau khi Tôn Lệ thấy người phụ nữ này có phần giống Lâm Hoán Khê nên mới phần nào tin tưởng. Thế nhưng sau khi biết người phụ nữ này là mẹ Lâm Hoán Khê, Tôn Lệ lại nảy lòng tham. Tuy lần trước Tần Lạc đã dùng 2 triệu mua đứt tình cảm cha con của Lâm Hách Huy và Lâm Hoán Khê nhưng 2 triệu này có thể dùng cả đời không? Hơn nữa nếu như thằng họ Tần kia có thể dùng 2 triệu mua một lần, hắn không thể bỏ ra 4 triệu mua tấm ảnh đó sao? Nên nhớ rằng những người có tiền cực kỳ coi trọng thể diện. Nếu như ảnh nút của mẹ vợ mình bị phát tán trên mạng, bọn họ liệu còn có thể diện không? Sau khi hai người Lâm Hách Huy và Tôn Lệ dành rất nhiều thời gian sưu tầm thông tin về Tần Lạc. Hiện tại Tần Lạc nổi danh như cồn, hơn nữa còn có rất nhiều tiền. Điều này càng chứng minh hai người có nhiều cơ hội thành công. Vốn Lâm Hách Huy còn do dự vì dù gì đi nữa ông ta còn lo lắng thái độ của Lâm Thanh Nguyên đối với mình. Dù gì đi nữa ông ta vẫn có quyền được thừa hưởng một nửa gia sản. Thế nhưng Tôn Lệ đã thuyết phục ông ta bỏ đi sự e ngại của mình. Anh làm cha của nó coi mình là con của anh không? Đã bao nhiêu năm rồi, ngày lễ, ngày Tết chúng ta đều tới thăm nó nhưng nó có cho chúng ta vào nhà không? Hơn nữa nó còn có thể chia cho anh bao nhiêu tài sản? 1 triệu, 2 triệu, nếu như chúng mình lừa gạt số tiền này từ trên người thằng họ Tần kia, ít nhất cũng được 5 triệu. Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có số tiền này, cuộc đời này của chúng ta không còn lo lắng nữa. Nhưng như vậy là xúc phạm Hoán Khê. Xúc phạm Hoán Khê, thương tổn cô ta sao? Anh còn để ý tới nó làm gì? Anh không thấy thái độ của nó với anh hả? Nó đồng ý để người đàn ông của nó mang tiền đi mua đứt tình cảm cha con của hai người, anh còn có hy vọng với nó sao? Lâm Hách Huy, em nói cho anh biết, anh phải dứt bỏ tâm tư này. Lâm Hách Huy cuống cuồng xin lỗi khi nhìn thấy Tôn Lệ tức giận, ông ta nói. Anh không sợ xúc phạm bất kỳ người nào nhưng em cũng biết thằng họ Tần kia rất khó đối phó. Em quên chuyện lần trước rồi hả? Em quên mình đã tự cào xé ra thịt của mình rồi hả? Khi nhớ tới tình cảnh khốn khổ, đau đớn đó, Tôn Lệ không tự chủ được, dùng mình một cái. Cảm giác đó thực sự cực kỳ khó chịu, khiến người ta sống không bằng chết. Thế nhưng Tôn Lệ nhanh chóng lấy lại sự tự tin của mình, cô ta nói, sợ cái gì chứ? Bây giờ nhược điểm của chúng đang nằm trong tay chúng ta, nó dám động tới chúng ta sao? Chỉ cần nó dám ra tay với bà đây, chúng ta lập tức phát tán bức ảnh ra ngoài. Chỉ cần nó dám ăn nói láo xược với chúng ta cũng lập tức công bố bức ảnh ra ngoài. Bây giờ quyền chủ động đang nằm trong tay chúng ta, em không tin giữa ánh nắng mặt trời, nó dám làm chuyện ngang nhiên cướp đoạt. Nếu như nó báo cảnh sát thì sao? Lâm Hách Huy, anh là con heo à? Vì vậy dưới sự chỉ huy của Tôn Lệ và Lâm Hách Huy đã cản Tần Lạc trước cửa biệt thự Lâm Gia Ân nữa còn giao dịch thành công. Trong lòng hai người cực kỳ vui mừng, bọn họ tưởng rằng chỉ cần 2 ngày nữa, bọn họ sẽ nhận được chi phiếu mấy triệu tệ,
vì tình nghĩa phụ nữ mà tự dưng có thêm mấy triệu. Đứng là đồng tiền có sức mạnh như thế nào? Không ngờ lúc này đại họa của hai người mới bắt đầu. Khi hai người đang trên đường quay về thì bị bắt cóc, sau đó bị bịt mắt đua tới một nơi không quen biết này. Khi bọn họ giật cái túi chụp trên đầu xuống, bọn họ đang ở trong một cái lồng sắt, với hai bàn tay trống rỗng. Bọn họ sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Vì vậy bọn họ đã đập tường, gào thét, kêu khóc chửi bới, đập đầu vào tường khiến máu chảy. Cho dù bọn họ làm điều gì, không có bất kỳ người nào trả lời bọn họ, giống như đám người bắt cóc bọn họ thả bọn họ vào đây rồi biến mất vậy. Điều còn may mắn là vào mỗi buổi tối sẽ có người mang tới hai cái bánh bao cùng với một chai nước nhỏ tới. Lúc này bọn họ mới biết thật ra ở nơi này vẫn còn có người ở. Ban đầu bọn họ vẫn còn sức lực để thầm dự đoán rốt cuộc ai là người muốn đối phó với bọn họ. Đương nhiên bọn họ đã nghĩ tới Tần Lạc vì bọn họ biết gã đó là người có tiền, có quyền hơn nữa còn có thái độ ghét cay ghét đắng bọn họ. Thậm chí bọn họ đã chuẩn bị rất tốt, chuẩn bị thỏa hiệp, chỉ cần hắn đồng ý thả bọn họ ra, bọn họ tình nguyện chỉ lấy một ít tiền bán bức ảnh mà thôi. Mà nếu như không xong, đưa không cho hắn cũng được. Thế nhưng một ngày qua đi, hai ngày qua đi, ba ngày qua đi, người bọn họ chờ đợi vẫn bặt vô âm tính. Mỗi ngày chỉ có một cái bánh bao và một chai nước. Mặc dù không chết đói, chết khát nhưng rất khó ăn no, ngay cả ăn lót dạ cũng không đủ. Cuối cùng bọn họ không đập tường, không hò hét, không kêu khóc, không tiếp tục thảo luận cách bỏ trốn, cứu mình nữa. Hai người bọn họ giống như hai con bệnh, ngồi ngây người một chỗ, ngây người cả ngày, hết nằm ngủ rồi lại ngồi. Hôm nay hai người bọn họ vẫn giống như mọi ngày, ngồi ngây người một chỗ thì bất chợt nghe được tiếng người đi lại bên ngoài. Vì vậy Tôn Lệ bắt đầu la hét, trong tích tắc cánh cửa phòng mở ra, cô ta điên cuồng nhào ra ngoài. Tần Lạc nắm đầu cô ta, kéo người cô ta quay lại, hung hăng nện vào tường, quát nhỏ, là kẻ nào phát tán ra ngoài. Còn kẻ nào biết bức ảnh này? Cứu với, ôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Tôn Lệ lấy lại bình tĩnh từ trạng thái điên cuồng của mình, lắc chiếc đầu với mái tóc bù xù, dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, đáng thương. Thế nhưng Tần Lạc hoàn toàn không chút đồng cảm, hay thương xót với Tôn Lệ. Trong mắt hắn, những người này còn không bằng chó, lợn. Bịch, 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 Tần Lạc nắm đầu Tôn Lệ, một lần nữa nện đầu cô ta vào vách tường. Ôi, thực sự không có phong độ của một quý ông. Giê-xu nhún vai thờ ơ nói với Hồng Phu đang đứng bên cạnh. Nếu là anh sẽ lựa chọn cách nào? Hồng Phu hỏi ngược lại. Giết người sau đó thẩm vấn người còn lại. Giê-xu cười khinh miệt, nói, nếu làm như vậy, người ta sẽ không dám từ chối câu hỏi của mình nữa. Cảm ơn cô đã khen ngợi. Tôi chỉ nói về sự việc. Hồng Phu nói, anh ta rất hung ác nhưng không đủ tàn nhẫn. Ồ. Hai tay Giê-xu ôm ngực, cô đang chỉ trích một tín đồ Thiên Chúa giáo trung thành là tàn nhẫn sao? Hồng Phu bĩu môi mà không nói. Sau khi dập đầu liên tục mấy cái, cảm giác Tôn Lệ đã phần nào bình tĩnh lại, lúc này Tần Lạc mới dừng tay, một lần nữa hắn gầm lên, nói, là kẻ nào làm? Còn ai biết bức ảnh đó? Quả thật Tôn Lệ đã tỉnh táo lại, khi nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Tần Lạc xuất hiện, túm lấy đầu mình, nước mắt cô ta chảy xuống, gào khóc, Tần Lạc. Tôi van xin cậu đừng giết tôi. Tôi không muốn làm như vậy. Tôi không muốn làm như vậy. Là Lâm Hách Huy. Lâm Hách Huy muốn dùng ảnh này uy hiếp cậu. Chuyện này không quan hệ tới tôi. Binh. Tần Lạc vung tay tát vào mặt Tôn Lệ. Lạnh lùng nói. Tôi không hỏi những cái đó. Tôi chỉ hỏi là kẻ nào phát tán bức ảnh lên mạng. Là kẻ nào. Không phải. Tôi không làm như vậy. Tôn Lệ điên cuồng lắc đầu từ chối. Chúng tôi sao có thể phát tán bức ảnh đó lên mạng. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị mà. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị giao dịch với cậu. Tôn Lạc khàn khàn nói giống như một phu bà đã lâu rồi không uống nước vậy. Tần Lạc tỉnh táo hơn nhiều khi hắn nghe câu trả lời của Tôn Lệ. Đúng vậy, Tôn Lệ và Lâm Hách Huy cầm theo bức ảnh tới tìm hắn, chứng minh bọn họ muốn dùng cách này kiếm tiền của hắn. Trước khi nhận được tiền, bọn họ tuyệt đối không có khả năng công bố bức ảnh. Nếu làm như thế hắn còn đồng ý đưa tiền cho bọn họ không? Hơn nữa khi đó chính hắn đã đạt thành giao dịch với bọn họ, hắn lập tức bảo Giê-xu cho người đi bắt cóc hai người lạ vì khi đó hắn phải vội đi tới nước Mỹ cứu cô mình nên chỉ nghĩ rằng khi quay về sẽ nói chuyện tử tế với hai người. Nhưng điều không ai ngờ chính là biến cố bất ngờ xảy ra. Lâm Hách Huy và Tôn Lệ vẫn còn đang bị khống chế,
bức ảnh vẫn bị phát tán ở bên ngoài. Điều này nói rõ bên ngoài bọn họ còn ít nhất một trợ thủ mà người đó cũng biết bức ảnh đó. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Tôn Lệ, nói gần từng từ một, nói, nếu không tôi sẽ giết các người. Hãy nói cho tôi biết còn ai bên ngoài biết bức ảnh này. Em trai cô ấy biết, Lâm Hách Huy đang nằm dưới đất nói, em trai cô ấy cũng có một bản của bức ảnh vì chúng tôi lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa phim của bức ảnh cũng nằm trong tay em trai cô ấy. Lâm Hách Huy, đồ vương bát đản, ông sẽ không chết tử tế đâu. Tôn Lệ tức giận mắng. Tôn Lệ biết rõ em trai mình rồi cũng bị cuốn vào câu chuyện này mà người bán đứng em trai mình lại là chồng mình. Vợ chồng chính là đôi chim rừng, tai bay vạ gió tới, đều tự bay đi. Đây chính là lời dạy của người xưa. Chương 1127, chuyện không đơn giản như vậy. Lâm Hách Huy, ông là đồ khốn nạn, ông là người bố không con, ông đồ hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Tôn Lệ tức giận quát mắng như một người đàn bà chanh chua. Cô ta chỉ có một người em trai, thường ngày được coi như của quý. Vốn Lâm Hách Huy muốn thư ký của mình giữ tấm phim của tấm ảnh đó nhưng bị Tôn Lệ phản đối, nói để em trai mình giữ càng tin tưởng hơn, không ngờ điều này đã làm hại chính anh trai mình. Binh! Tần Lạc vung tay tát Tôn Lệ, mắng, câm miệng. Hòa thượng thì có tư cách gì mắng chọc đầu. Hai người chính là mèo mả gà đồng, chẳng có gì tốt đẹp cả. Khóe miệng Tôn Lệ chảy máu, khi cô ta ngẩng đầu lên. Gặp đúng lúc ánh mắt Tần Lạc tràn ngập sát khí như muốn giết người, cô ta vội vàng tránh đi, không dám nói tiếp nữa. Tần Lạc buông Tôn Lệ ra, một lần nữa Tôn Lệ muốn bỏ trốn, nhưng bị một cước của Giê-xu đứng chắn phía trước đá bay, thân thể Tôn Lệ nặng nề đập vào tường, sau đó cô ta liên tục rên rỉ, kêu gào. Anh cũng chẳng có phong cách của quý ông, Hồng Phu nói. Ít nhất là không hề tàn nhẫn, đúng không? Hừ! Tần Lạc đi tới trước mặt Lâm Hách Huy. Ngồi xổm nhìn sắc mặt tái nhợt, không một tia máu của Lỡ Hách Huy hỏi, em trai cô ta là ai? Đang sống ở đâu? Em trai cô ấy là Tôn Trung Hoa, sống ở, khu Sương Vũ, Building Thân Hải, tầng 15, phòng 1306. Lâm Hách Huy khai tuốt tuột, Tần Lạc, hãy tha cho tôi đi. Tôi biết tôi sai rồi. Hãy nể mặt Hoán Khê, hãy nể mặt cha tôi. Tôi không dám trêu chọc vào cậu nữa. Lần này tôi sẽ biến mất. Tần Lạc nhìn Lâm Hách Huy vẻ chán ghét, sau đó hắn tung chân đá vào ngực ông ta. Người đàn ông này, chỉ cần ông ta có CS, chút nhân tính, chỉ cần ông ta có chút trách nhiệm của một người cha, bản thân hắn có thể đảm bảo cả đời ông ta không cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nhưng ông ta có phải là con người biết suy nghĩ không? Quả thật ông ta chẳng khác nào súc vật. Tần Lạc đánh mắt ra hiệu cho Giê-xu, Giê-xu hiểu ý, ả lập tức dẫn theo Bullet rời đi. Rất nhanh. Chân tướng sự việc cần phải được làm rõ. Mặc dù cả người đau đớn, xương khớp như muốn vỡ vụn nhưng Tôn Lệ vẫn gắng gượng bò dậy, cô ta bò tới ôm chân Tần Lạc, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, cô ta khóc nói, Tần tiên sinh, tôi van cầu ngài. Tôi van cầu ngài hãy bỏ qua cho em trai tôi. Nó vô tội, nó không biết gì hết, là tôi bảo nó giữ tấm phim, là tôi sai rồi. Toàn bộ là lỗi lầm của tôi. Tần tiên sinh, ngài muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi. Ngài đánh, mắng tôi, giết tôi cũng được, tôi nguyện ý làm thân trâu ngựa cho ngài, cho dù ngài muốn thân thể tôi cũng cho ngài. Tần Lạc lại đá Tôn Lệ bắn ra ngoài, oán hận nói, cô còn muốn mỹ nhân kế hả? Tần tiên sinh, khu Sương Vũ, Building Thân Hải, tầng 15, phòng 1306. Giê-xu và Bullet dễ dàng né tránh bảo vệ của tiểu khu, đi tới tầng 15 một cách an toàn. Không còn cách nào khác vì bọn họ dự định sẽ mang theo người rời đi. Trong thang máy có lắp đặt camera mà bọn họ thì không muốn bị lộ diện. Chính nơi này, Bullet nói, gã rất ít khi nói chuyện, gương mặt lúc nào cũng như bị kìm nén, giống như đang mang trong mình mối huyết hải thâm thù vậy. Gõ cửa đi, Giê-xu nói. Bullet nhấn chuông cửa nhưng chờ một lát bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Ấn tiếp, vẫn không có tiếng trả lời. Có lẽ không có ai trong nhà. Bullet nói. Giê-xu nghiêng tai lắng nghe và nói, không đúng. Cái gì không đúng? Trong phòng có tiếng nhạc. Thật vậy sao? Bullet áp lỗ tai mình vào cánh cửa nghe ngóng nhưng lại không nghe thấy gì. Giê-xu cười nói, tôi nghĩ nhất định cái khóa cửa này không làm khó được anh. Bullet lấy từ trong người ra một con dao găm quân sự Thụy Sĩ, gã dùng mũi dao nhọn chọc vào lỗ khóa. Chỉ nghe một tiếng cạch ổ khóa cửa mở ra. Bullet giơ tay đẩy cửa. Cánh cửa sắt liền mở ra.
Đây là một căn hộ hai phòng không quá rộng nhưng trang thiết bị nội thất bên trong khá tốt. Có thể vì trong nhà thiếu nữ chủ nhân nên khá bừa bộn, trên ghế salon là quần áo, sách báo, đồ đạc vứt vương vãi. Sau khi vào trong nhà, Bullitt mới nghe thấy tiếng nhạc, nó truyền ra từ trong một căn phòng. Thế nhưng cánh cửa phòng đóng chặt nên không nhìn thấy tình hình bên trong phòng. Jesus ra hiệu, ngay sau đó gã và Bullitt chia ra, một trái, một phải đứng hai bên cửa. Jesus giơ tay đẩy cánh cửa, dĩ nhiên gã không thể đẩy được. Một lần nữa Bullitt lại phải ra tay, gã dùng con dao găm Thụy Sĩ mở khóa. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, chỉ cần nhìn tình trạng trong phòng là hiểu ngay. Một chiếc giá sách, bên trên có khá nhiều sách, tạp chí. Một chiếc bàn và một chiếc ghế da màu đen. Trên bàn có đặt một chiếc máy tính để bàn, tiếng nhạc là phát ra từ chiếc máy tính. Một người đàn ông nằm gục xuống mặt bàn, thoạt nhìn như đang ngủ, có vẻ như ngủ rất say, khách vào trong nhà mà vẫn không tỉnh lại. Bullitt cầm con dao găm định đâm tới nhưng bị Giê-xu cản lại. Hắn đã chết, Giê-xu nói. Bullitt nhìn Giê-xu vẻ kinh ngạc rồi sau đó gã giơ tay kéo tóc người đàn ông, dựng dậy khỏi bàn. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi đen xì, trên người có một loại mùi thối của xác chết cực kỳ khó chịu, nhìn qua có vẻ chết đã khá lâu. Chết thật, Bullitt kinh hãi nói. Gã kinh hãi không vì cái chết của người đàn ông mà kinh hãi vì sao Giê-xu vừa vào đã biết. Ồ, Thượng Đế nói cho tôi biết. Giê-xu như là biết Bullitt đang nghĩ gì nên lên tiếng trêu chọc. Giê-xu móc điện thoại di động ra và nói, tình hình không ổn. Anh ta phải lập tức biết được tình hình bên này. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa Tần Lạc đi vào trong cái lồng sắt tanh tưởi đó, đá vào người Lâm Hách Huy, nói, nếu như không muốn chết, hãy nói toàn bộ sự thật cho tôi biết. Mặc dù đã cực kỳ chán ghét Lâm Hách Huy nhưng Tần Lạc vẫn phải trò chuyện với ông ta. Hắn chỉ muốn khai thác được càng nhiều thông tin từ chính ông ta càng tốt như vậy sau này hắn mới có thể làm giảm ảnh hưởng của chuyện này tới mức thấp nhất. Cậu muốn biết cái gì? Lâm Hách Huy muốn ngồi dậy nhưng Tần Lạc xua tay nói, không cần ngồi dậy, ông cứ nằm đi. Mẹ Hoán Khê, Tần Lạc nói. Sắc mặt Lâm Hách Huy cứng đơ nhưng rồi ông ta nhanh chóng nặn ra vẻ tươi cười nói, được, được, tôi nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối sẽ không nói nhăng nói cuội. Ông còn dám nói nhảm một câu, tôi sẽ đạp nát bét mặt ông ra. Mẹ Hoán Khê tên gọi là Lâm Tử, là bạn cùng học ở Đại học Kinh tế Trung Quốc với tôi. Khi ở trường Lâm Tử có rất nhiều người theo đuổi, tôi cũng vậy. Một trong số đó. Kết quả là bông hoa nhài cắm bãi phân châu sao. Lâm Hách Huy cười xấu hổ nói, chúng tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Năm sau thì sinh Hoán Khê. Như vậy cuộc sống trước đó của ông không tồi nhưng vì sao lại? Lâm Hách Huy nhìn lướt qua Hồng Phu đang đứng ở cửa không vào trong, nói nhỏ, cô ấy có bệnh. Có bệnh, Tần Lạc sửng sốt, hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Thế nhưng trước đó Tần Lạc chưa từng nói chuyện với Lâm Hoán Khê về mẹ của nàng, mà Lâm Hoán Khê cũng không nói tới. Theo như suy nghĩ của Tần Lạc vì cả cha mẹ cùng bỏ đi nên Hoán Khê ghét cả hai người. Nàng không chỉ ghét cha mình mà cũng không có tình với ngay cả mẹ mình. Đúng vậy, Lâm Hách Huy nói. Bệnh gì? Cái? Nói. Khi ở trên giường cô ấy rất lãnh đạm, Lâm Hách Huy vất vả nói, đó là sau này tôi mới biết. Sau đó tôi quen biết Tôn Lệ, cô ấy là thư ký của tôi sau đó hai người chúng tôi sống với nhau. Lãnh đạm. Gương mặt Tần Lạc thoáng cứng đơ rồi hắn vung tay tát một cái, mắng, tôi đã nói rồi. Không được nói nhảm. Lâm Hách Huy chỉ muốn khóc, ông ta đã mấy chục tuổi đầu rồi mà còn bị một kẻ hậu sinh đánh. Vấn đề này là nó hỏi mà, tại sao khi nói tới người ta thì lại bảo nó nhảm. Nó không được man dợ, không nói đạo lý như vậy chứ. Trật tự, pháp luật Trung Quốc đâu rồi? Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Không biết, tới tận bây giờ vẫn không liên lạc sao? Không. Tần Lạc trầm ngâm một lát rồi nói, bức ảnh này chỉ có ba người các ông biết. Đúng vậy, Lâm Hách Huy quả quyết, chuyện này tuyệt đối không thể cho nhiều người biết. Tần Lạc đang định hỏi tiếp thì chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Sau khi Tần Lạc bấm nhận cuộc gọi, hắn hỏi, thế nào? Chậm một bước, người đã chết, giọng nói của Giê-xu vang lên. Chết rồi, giọng nói Tần Lạc cao lên. Đúng vậy, chết lâu rồi. Nhìn qua thì có vẻ như hơn 2 ngày rồi. Giê-xu nói, tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó trong máy tính anh ta. Có phải anh ta phát tán bức ảnh đó không? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, trên máy tính anh ta có lịch sử truy cập. Tần Lạc trầm tư. Người chết 2 ngày trước đó.
tấm ảnh này hôm nay mới được phát tán. Người chết sao còn có thể phát tán ảnh đây? Chuyện này không đơn giản như vậy, Tần Lạc âm trầm nói. Chương 1128, Bát Tước Bẩn. Không nghi ngờ gì nữa, người chết tuyệt đối không có khả năng phát tán ảnh chụp. Người phát tán là một người khác. Thế nhưng Tôn Trung Hoa đã chết 2 ngày rồi, hung thủ mới phát tán ảnh. Vì sao hắn lại làm như vậy? Có phát hiện dấu vết gì trong phòng không? Tần Lạc hỏi. Không, Giê-xu nói, kẻ ra tay chính là một cao thủ. Bàn tay hắn rất sạch sẽ. Trước khi chúng tôi tới, cửa phòng vẫn khóa, giống như người chết đã tự sát vậy. Hắn không có lý do để tự tử. Tần Lạc nói, Tôn Lệ để em trai của mình tham gia vào chuyện này, nhất định là sau khi vụ việc thành công, sẽ chia cho em mình một số tiền lớn. Bất kỳ kẻ nào đang có cơ hội phát tài, nhất định sẽ không dễ dàng chấm dứt cuộc đời của mình. Có cần mang thi thể về không? Giê-xu hỏi. Mang xác chết làm gì? Hãy mang máy tính là được. Được. Kết thúc cuộc điện thoại với Giê-xu, Tần Lạc đi tới trước mặt Lâm Hách Huy, đá vào mặt ông ta, nói, ngoại trừ ông, Tôn Lệ và Tôn Trung Hoa ra, còn có ai biết chuyện bức ảnh đó không? Lâm Hách Huy bị Tần Lạc đá bầm dập mặt mũi, nước mắt nước mũi tuôn trào, ông ta ôm quai hàm nói, không có mà, thực sự không có. Chúng tôi chỉ đi tìm Tôn Trung Hoa nhờ giúp đỡ, còn Tôn Trung Hoa có nói với những người khác hay không, chúng tôi không biết. Tôn Trung Hoa đã chết rồi, Tần Lạc nói. Đã chết, Tôn Lệ lồm cồm bò dậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tần Lạc, em trai tôi. Nó chết rồi sao? Đúng vậy, đã chết, Tần Lạc quả quyết, trong lòng có sự khoan khoái mơ hồ. Nếu như không vì ả đàn bà này tham lam vô độ, cô ta sao có thể rơi vào hậu quả này, em trai cô ta sao có thể chết được? Con người đáng thương đó, cuối cùng cũng có điều đáng tiếc trong khi đó ả đàn bà này không đáng tiếc chút nào. Tuyệt đối không đâu, mày đang gạt tao, không thể nào đâu, Tôn Lệ điên cuồng lắc đầu. Sao nó có thể chết được? Sao nó có thể chết được? Ngoại trừ chúng ta, không ai khác biết bức ảnh đó. Nó căn bản không có chuyện gì. Vì sao nó lại chết? Là mày, nhất định mày đã giết nó. Đúng, là mày cho người giết nó. Đột nhiên Tôn Lệ vùng lên, cô ta hung hăng nhào tới, dùng đầu húc vào bụng Tần Lạc. Tần Lạc không né tránh. Khi Tôn Lệ húc đầu tới, hắn tung chân đá vào gáy cô ta. A! À, đầu Tôn Lệ trúng một cước, người cô ta lảo đảo ngã về sau. Bịch! Đầu Tôn Lệ nặng nề đập vào tường, máu chảy tung, cô ta cứ vậy ngất xỉu. Tần Lạc không có tâm trạng quan tâm xem Tôn Lệ sống hay chết, hắn túm lấy Lâm Hách Huy, lạnh lùng nói, trong tay ông có tất cả mấy bức ảnh. Ba! Binh! Tần Lạc vung tay tát, mắng, ông còn dám nói dối một câu nữa, tôi cắt ngay cái tai ông. Ông nghĩ rằng tôi không dám giết ông hả? Năm tấm, là năm tấm, Lâm Hách Huy vội vàng đổi giọng, còn có hai tấm khác không nhìn thấy hình ảnh. Binh! Tần Lạc lại vung tay tát, quát to, ông còn muốn nhìn thấy hình ảnh gì? Lâm Hách Huy bị Tần Lạc đánh tới mức ngây người, run rẩy, không dám nói tiếp. Hồng Phu, Tần Lạc gọi to. Chuyện gì vậy? Hồng Phu đi vào trong. Cho mỗi người ăn một con rắn, Tần Lạc nói. Vì sao? Hồng Phu khó hiểu hỏi, xem ra bọn họ đều nói thật. Không nên dùng hình thức đó để bức cung bọn họ. Ai bảo tôi chuẩn bị bức cung? Tần Lạc nói, tôi chỉ muốn cho mỗi người ăn một con rắn. Bọn họ luôn làm những chuyện tồi bại khiến tôi rất chán ghét. Tôi không thể làm mấy chuyện ác độc với bọn họ sao? Vì để thỏa mãn ý thích của Tần Lạc, Hồng Phu tàn nhẫn nhét một con rắn nhỏ vào trong miệng Tôn Lệ và Lâm Hách Huy. Hơn nữa vì muốn đạt tới hiệu quả của kẻ làm ác, Tần Lạc đã xoa bóp cho Tôn Lệ một lát khiến cô ta tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê. Hắn muốn hai người dương mắt nhìn con rắn nhỏ đang từ từ tiến vào trong bụng mình. Khi một lần nữa đứng trước cửa biệt thự Lâm gia, Tần Lạc có cảm giác như đã cách xa cả một thế giới. Lần này hắn ra ngoài không lâu, thậm chí còn không lâu bằng khoảng thời gian hắn tới nước Pháp và Hàn Quốc, nhưng hành trình lần này là nguy hiểm, gian khổ nhất, lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh, thậm chí hắn đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý có đi mà không có về. Trên thế giới này quả thật có quá ít người tốt khiến ngay cả ông trời cũng phải thương tiếc. Tần Lạc không chết, hắn lạ đã quay về, một lần nữa đứng trước cửa nhà mình. Thế nhưng chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi này đã xảy ra khá nhiều chuyện. Tần Lạc đẩy cánh cổng bước vào trong nhà, bối bối tóc bím đôi, tay cầm quả táo đang ăn dở vội vàng chạy tới, giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh vang lên, ba, ba đã về. Tần Lạc ngồi xổm, ôm bối bối vào lòng,
khẽ cắn mấy cái vào mặt cô bé, cười hỏi, bối bối, mẹ có nhà không? Mẹ không ở nhà, chỉ có con và ông ở nhà. Bối bối ôm cổ Tần Lạc, nói giọng ngây thơ, thế giới của trẻ con vô cùng tốt đẹp, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh mình. Tần Lạc, Lâm Thanh Nguyên đứng ở cầu thang nhìn Tần Lạc gọi. Ông, Tần Lạc bế bối bối đi tới. Ừ, Lâm Thanh Nguyên giơ tay sờ đầu bối bối nói, bố bối đi xem phim, mèo và chuột đi. Ông và cha cháu cần nói chuyện một lát. Ông, cháu cũng muốn nói chuyện với cha. Bối bối ôm cổ Tần Lạc không chịu buông, cháu còn chưa nói với cha lần thi này cháu được 2 điểm 100. Ông nói trước, sau khi ông nói xong sẽ trả cha cháu cho cháu, được không? Mặc dù sắc mặt Lâm Thanh Nguyên rất xấu nhưng ông vẫn kiên nhẫn thuyết phục bối bối. Bối bối là con gái của cô Tần Lạc, căn cứ theo thứ bậc, bối bối cần phải gọi ông là ông cố nhưng cô bé không gọi theo thứ bậc thông thường, gọi Tần Lạc là cha, Hoán Khê là mẹ vì vậy Lâm Thanh Nguyên cũng nâng cấp lên thành ông. Trong khi đó Lâm Thanh Nguyên thật sự giống như ông nội của bối bối. Mỗi tối đều ngủ với cô bé, hàng ngày đưa đi học. Thật sự còn thân thiết hơn so với ông nội thật. Bối bối nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, được, thế nhưng hai người phải nói nhanh lên nhé. Tần Lạc biết rõ Lâm Thanh Nguyên muốn nói chuyện gì với mình, hắn đi theo Lâm Thanh Nguyên vào trong thư phòng của ông. Lâm Thanh Nguyên vốn là bệnh viện trưởng, đương nhiên trong thư phòng có rất nhiều sách y học và tài liệu nghiên cứu. Ông là một ông già rất chăm chỉ, mặc dù hiện nay đã lớn tuổi nhưng hàng ngày vẫn đọc tạp chí, tài liệu. Ngay cả Tần Lạc cũng cảm thấy không bằng ông ở phương diện này. Tần Lạc, ngồi đi. Lâm Thanh Nguyên chỉ vào một vị trí ở ghế salon, giơ tay nói với Tần Lạc. Tần Lạc ngồi xuống đối diện với Lâm Thanh Nguyên, như vậy tiện cho cuộc nói chuyện của bọn họ. Mới về à? Dạ, Tần Lạc gật đầu, mới về từ Dương Thành. Cháu ở Dương Thành 2 ngày. Hẳn nên quay về thăm người nhà một chút. Khi Lâm Thanh Nguyên nói chuyện, ánh mắt ông tản mát, không hiểu ông đang suy nghĩ điều gì đó. Ông không nên lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Tần Lạc nắm bàn tay khô gầy của Lâm Thanh Nguyên, an ủi ông. Không nghi ngờ gì nữa, ông già này có một sự nghiệp khá thành công nhưng trong gia đình, đó thật sự là một thất bại. Ông có một người con trai đốn mạt, làm hỏng thanh danh một đời của ông. Lâm Thanh Nguyên gật đầu. Rốt cuộc thần thái cũng xuất hiện lại trong ánh mắt ông. Ông chăm chú nhìn Tần Lạc hỏi, cháu biết chuyện của Hoán Khê chưa? Cháu biết rồi, Tần Lạc nói. Đó không phải là Hoán Khê. Lâm Thanh Nguyên gần như gầm lên như là một con báo già bị chọc giận, người phụ nữ đó không phải là Hoán Khê. Tần Lạc sửng sốt hỏi, ông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Nguyên nắm chặt tay Tần Lạc nói, người phụ nữ trong ảnh không phải là Hoán Khê, là Lâm Tử, mẹ của Hoán Khê. Đó là bức ảnh chụp đã nhiều năm trước rồi. Khi đó Hoán Khê vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể là nó được? Cháu không nên tin lời đồn đại bên ngoài, Hoán Khê vô tội. Nó là một đứa bé ngoan mà. Khi nói xong từ cuối cùng, giọt lệ già nua của Lâm Thanh Nguyên trào ra, trong lòng cực kỳ chua xót, bi thương. Cháu gái mắc bệnh nhiều năm vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, sao lúc này còn gặp phải chuyện này nữa hả trời? Ông trời ơi! Rốt cuộc ông chuẩn bị ban cho nó bao nhiêu nỗi khổ cực đây? Ông, không có ai nói đó là Hoán Khê, Tần Lạc nói. Cháu không biết, cháu không biết. Lâm Thanh Nguyên dùng tay áo dài lau nước mắt, nói, bọn họ nói người phụ nữ đó là Lâm Hoán Khê. Sao Hoán Khê có thể có bức ảnh như vậy? Tần Lạc lập tức chạy tới bàn làm việc của Lâm Thanh Nguyên mở máy tính, sau đó truy cập vào Internet, tra cứu tên Lâm Hoán Khê. Bởi vì có sự hỗ trợ của văn nhân Mục Nguyệt, tuy ở một vài trang web lớn trong nước không tìm được tin tức có liên quan nhưng ở những trang web nhỏ và vừa, ở các diễn đàn vẫn còn lưu lại bức ảnh đó. Hội trưởng Lâm Hoán Khê, hội trưởng hội trung y lộ ảnh nút, có thể người bạn trai Tần Lạc vì yêu sinh hận thù, cố tình trả thù. Chương 1129, một núi khó chứa hai cọp cái. Đối với người phụ nữ mà nói, trên thế giới này, nguy hiểm nhất chính là ổ cứng máy tính của bạn trai cũ. Khi còn ở cùng nhau, anh em, tình nguyện vì người ta, bạn có thể không tiếc cả tính mạng của mình, hay có thể chọc người khác một dao thế nhưng một khi tình cảm thay đổi, một đao có thể đâm vào đối tượng chính là người phụ nữ mình đã từng yêu. Từ vấn đề này mà nói, phụ nữ còn có vẻ nghĩa khí hơn đàn ông một chút. Trước này chúng ta chỉ nghe bạn trai phát tán ảnh nút của bạn gái lên mạng chứ chưa từng nghe nói một người phụ nữ vì bạn trai của mình thay lòng đổi dạ mà phát tán ảnh nút của đối phương lên mạng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sự kiện hội trưởng này là một trong những sự kiện được nhiều người truy cập nhất.
thời đại này bất kỳ chuyện gì liên quan tới chữ trưởng đều là tâm điểm thu hút sự chú ý của người khác. Tần Lạc truy cập tùy ý vào một diễn đàn nào, có hai diễn đàn đăng ảnh nút của Hội trưởng Hiệp hội Trung y Lâm Hoán Khê, sau đó còn mấy bức ảnh chụp Lâm Hoán Khê trong các hoạt động. Bức ảnh nút chụp trong ánh sáng mờ mờ, nhưng hình dáng rất rõ ràng, có thể nhận ra rất rõ ràng. Đối chiếu những bức ảnh với nhau, có thể nhận rõ người nữ trong bức ảnh nút chính là Lâm Hoán Khê, Hội trưởng Hiệp hội Trung y. Dù gì đi nữa quả thật Lâm Hoán Khê và mẹ Lâm Tử phải có 6, 7 phần giống nhau. Nếu như Tần Lạc không phải là người cực kỳ quen thuộc Lâm Hoán Khê, hắn chỉ là người bình thường truy cập mạng, hắn thật sự sẽ không nghi ngờ tính chân thực của bức ảnh đó. Điều đáng chết người hơn chính là ở bên dưới có một hàng chữ nhỏ, bạn trai Tần Lạc bị nghi ngờ là yêu hóa giận nên cố tình trả thù. Rất rõ ràng những kẻ kia không chỉ muốn làm hỏng danh tiếng của Lâm Hoán Khê mà chúng còn muốn lợi dụng chuyện này để bôi đen Tần Lạc. Nên nhớ rằng Tần Lạc chính là thần tượng trong lòng dân chúng Trung Quốc, là hình tượng của giới y học Trung Quốc trước quảng đại quần chúng, hình tượng của hắn một mực ở phái chính diện, ánh mặt trời, tích cực. Sau khi xảy ra chuyện như thế này, Tần Lạc vẫn còn không biết xấu hổ, dám xuất hiện trước giới truyền thông sao? Người hâm mộ còn tiếp tục ủng hộ hắn không? Trung Quốc là một đất nước, là một dân tộc lâu đời, cũng là một dân tộc rất giỏi tranh đấu. Văn hóa tranh đấu quan trường mấy ngàn năm đã đề cao phương pháp đấu tranh thiên hình vạn trạng, cực kỳ quái lạ. Quả nhiên dân cư trên mạng có thái độ quyết liệt với sự kiện này. Qua, lại có một người đẹp không mặc quần áo này, nhìn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hội trưởng Hiệp hội Trung y là một tuyệt sắc đại mỹ nữ. Đúng là trước kia không quan tâm tới tổ chức này, sau này nhất định phải chú ý. Tần Lạc, nhưng anh ấy là thần tượng của mình. Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Thật sự là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Người trước như một giáo sư, người sau như một cầm thú. Loại đàn ông như vậy cần phải kéo ra ngoài xử bắn 30 phút đồng hồ. Cháu thấy không, hiển nhiên đó không phải là một người. Lâm Thanh Nguyên vẫn lo lắng việc Tần Lạc không tin tưởng cháu gái của mình. Ông ngồi ở ghế liên tục giải thích, chẳng lẽ cháu không hiểu con người của Lâm Hoán Khê sao? Ông... Cháu biết chuyện này không liên quan tới Lâm Hoán Khê. Tần Lạc cười an ủi Lâm Thanh Nguyên, mục đích của những kẻ đó rất rõ ràng, hoàn toàn không đơn giản, chúng không chỉ nhắm vào Lâm Hoán Khê đâu. Ừ, Lâm Thanh Nguyên cau mày nhìn Tần Lạc nói, bọn họ muốn làm gì? Đánh Trung Y, Tần Lạc nói, ông hãy nhìn xem, hiện nay niềm hy vọng của Trung Y nằm ở đâu? Ở trên người cháu, Lâm Thanh Nguyên trả lời không chút do dự. Cháu chỉ là một người có tác dụng thức tỉnh. Tần Lạc lắc đầu nói, hy vọng của Trung y nằm ở Hiệp hội Trung y, trên người của tất cả những người hành nghề Trung y. Chúng ra tay với Lâm Hoán Khê chính là muốn làm Hiệp hội Trung y sụp đổ. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói, ít nhất là không thể bài trừ nghi ngờ này. Ôi, ông rất lo lắng cho con bé Hoán Khê này. Lâm Thanh Nguyên khẽ thở dài nói, cháu cũng biết, trước đó tình hình của Hoán Khê không tốt lắm. Nó gần như không giao thiệp với người khác. Bây giờ nó mới bình phục gọi là thì lại xuất hiện chuyện này, bảo nó sao có thể sống được đây. Ông, Hoán Khê kiên cường so với ông nghĩ nhiều. Tần Lạc quả quyết, hơn nữa cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cháu và Hoán Khê đều cùng nhau đối mặt với nó. Chỉ hy vọng là thế. Lâm Thanh Nguyên tha thiết nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc à, cháu tuyệt đối không được để Hoán Khê quay lại bộ dạng như ngày xưa nhé. Không đâu, Tần Lạc nói, hắn tắt máy tính, nói với Lâm Thanh Nguyên. Bây giờ cháu phải tới hiệp hội tìm Hoán Khê. Được, được, Lâm Thanh Nguyên gật đầu nói, cháu hãy đi xem tình hình nó thế nào, đừng để cho nó phải suy nghĩ nhiều quá. Dạ, Tần Lạc trả lời. Khi Tần Lạc đi ra cửa, đột nhiên Lâm Thanh Nguyên lại hỏi, có phải do Hách Huy làm không? Tần Lạc cứng đơ sau đó hắn chậm rãi quay người, cười nói, ông, sao ông lại hỏi như vậy? Ngoại trừ cái đồ cầm thú kia, còn ai có thể gây ra chuyện này nữa chứ? Lâm Thanh Nguyên đau lòng nói, khi nhắc tới người con trai không ngừng tranh giành của mình, Lâm Thanh Nguyên tức giận tới độ run bắn người, chỉ có nó mới có bức ảnh đó. Cháu sẽ điều tra chân tướng, Tần Lạc quả quyết. Tần Lạc không nói cho Lâm Thanh Nguyên câu trả lời thật sự. Suy đoán là một chuyện còn xác thực lại là một chuyện khác. Lâm Thanh Nguyên là một người tốt hẳn được báo đáp. Nếu như ông trời bất công với ông như vậy, Tần Lạc chỉ còn biết thay ông trời bồi thường một chút cho ông. Đối với bất kỳ một người già nào mà nói, con trai mình chết trong tay cháu rể chính là một bi kịch đời người. Quần màu trắng bạc, áo trắng ngắn tay bỏ trong quần.
áo trong không cài hết nút, bộ ngực trắng bóp ẩn hiện mờ mờ, rất tròn, đôi gò bồng đảo to như khi quả khí cầu được bơm căng phồng. Mái tóc quăn thả trên bờ vai, đôi mắt phượng, mũi đầy đặn, mặt mày như tranh vẽ, một hình tượng rất xinh đẹp, giống như một đóa anh túc đậm đặc, hừng hừng thiêu đốt ánh mắt con người. Lệ Khuynh Thành chính là một phong cách điển hình của Khuynh Thành quốc tế, không chỉ hình thành trào lưu trang phục của các nữ nhân viên trí thức trong tập đoàn mà mỗi khi nàng xuất hiện trên báo, tạp chí đều dẫn tới những cuộc tranh luận nảy lửa. Lệ Khuynh Thành là một người quản lý rất thích ủy quyền cho người khác. Bình thường Lệ Khuynh Thành rất ít khi tới văn phòng làm việc của Khuynh Thành quốc tế. Mỗi khi nàng tới đây cũng chỉ là để sắp đặt công việc hay trong các tình huống nghiệm thu công việc. Chính vì thế, đối với những nhân viên bình thường của Khuynh Thành quốc tế, Lệ Khuynh Thành có vẻ thần bí. Nếu như so sánh thì thời gian Lệ Khuynh Thành có mặt ở công ty Cửu Gia còn nhiều hơn. Không thể nào khác được, nàng là người mới tới với thân phận là một người quản lý một công ty gia tộc, muốn hiểu biết rõ mọi vấn đề, mọi quan hệ, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Sau khi xử lý hết đống công việc chồng chất, Lệ Khuynh Thành đi tới bên cạnh cửa sổ, vặn vẹo chiếc lưng mỏi của mình. Ra rồi, Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ, chỉ làm chút chuyện vậy mà thắt lưng mỏi như. Đúng lúc đó bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ. Vào đi, Lệ Khuynh Thành nói. Một phụ nữ dáng người nhỏ bé, thái độ vẻ nịnh hót đẩy cửa đi vào trong, cười nói, Chủ tịch Lệ, có bận không? Ừ, giám đốc Mẫu, có chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành hỏi, Mẫu Quyên, người đi vào chính là giám đốc bộ phận thiết kế của Khuynh Thành quốc tế. Vì năng lực đặc biệt xuất sắc nên được Lệ Khuynh Thành coi trọng. Trong khi đó Mẫu Quyên cũng dựa vào điều này thường tới nói chuyện với Lệ Khuynh Thành. Mẫu Quyên là người phụ nữ thông minh, hơn nữa còn biết nắm vững thời cơ chính vì vậy Lệ Khuynh Thành không thấy đó làm phiền hơn nữa nàng cũng cần có người trong công ty có thể thông báo kịp thời mọi tình huống cho mình, như vậy tiện cho nàng nắm bắt mọi việc trong tay. Chủ tịch Lệ, có một vài thứ cho chủ tịch xem này. Mẫu Quyên cười hì hì nói. Cái gì? Lệ Khuynh Thành hỏi, bất chợt trong lúc đó hàng mi nhỏ vô thức nhấp nháy một cái. Trước tiên chủ tịch Lệ hãy xem qua một chút, Mẫu Quyên đưa ra một cặp tài liệu màu xanh trong tay cho Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành tiếp nhận cặp tài liệu rồi mở ra. Chủ tịch Lệ, không ngờ lại như vậy, người phụ nữ thoạt nhìn lạnh như băng, không ngờ lại dám làm chuyện không biết xấu hổ. Hi hi, còn dám chụp ảnh nút, còn bị bạn trai phát tán lên mạng. Cái này nhìn hay thật, xem ra sau này cô ta không thể tới làm ở nơi này nữa rồi. Để sau này cô ta còn dám tranh giành văn phòng làm việc với chúng ta nữa không? Mẫu Quyên không chú ý tới sắc mặt của Lệ Khuynh Thành, cô ta chỉ tự mình nói khoe khoang, châm chọc, khiêu khích, cay nghiệt, nói móc, bỏ đá xuống giếng, nhục mạ công kích. Bởi vì cùng làm việc trong một building, nhiều lần bên Khuynh Thành quốc tế và Hiệp hội Trung y phát sinh mâu thuẫn chỉ vì văn phòng làm việc. Hai công ty như nước với lửa không dung hợp, Mẫu Quyên đã được một người bạn tình gọi điện nói cho biết tin tức. Phản ứng đầu tiên của Mẫu Quyên chính là, cơ hội nịnh hót của mình đã tới. Trong con mắt Mẫu Quyên, một núi không thể có hai hổ hơn nữa còn là hai con cọp cái. Mặc dù bà chủ của mình trong lời nói, hành động thể hiện sự bất mãn với người phụ nữ Hiệp hội Trung y kia nhưng liệu cô ấy có thể không chán ghét một kình địch như vậy không? Lập tức Mẫu Quyên lên mạng truy tìm hình ảnh có liên quan sau đó in ra chuyển tới cho Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn qua tài liệu, hỏi. Cô đã đưa cho ai khác xem chưa? Chủ tịch Lệ, tôi mới biết được chuyện này. Tôi in và chuyển tới cho chủ tịch trước. Mẫu Quyên khoe khoang thành tích của mình. Ừ, Lệ Khuynh Thành gật đầu. Mẫu Quyên, thực tế thì cô trong thời gian làm việc ở công ty đã làm những chuyện không liên quan tới công việc của mình. Bây giờ tôi chính thức thông báo, cô đã bị sa thải. Căn cứ theo quy định cô có thể được nhận 3 tháng tiền lương nhưng vì cô dùng tài sản công ty vào việc riêng. In ấn hình ảnh nhàm chán này, 3 tháng tiền lương này bị phạt. Cô đi ra ngoài đi. Mẫu Quyên trợn tròn mắt, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng ra hậu quả lại như thế này. Chương 1130, sao anh ta lại không biết xấu hổ? Cuối cùng Mẫu Quyên vẫn không phải là kẻ ngốc, cô ta phản ứng rất nhanh. Mẫu Quyên tự tát vào miệng mình, nói, Chủ tịch Lệ, xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi biết mình trong thời gian làm việc đã báo cáo sự việc không liên quan tới công việc. Tôi tình nguyện bị phạt lương tháng, nhận trừng phạt. Chủ tịch Lệ, xin hãy cho tôi ở lại. Sau này tôi nhất định sẽ không mắc phải tật xấu này nữa. Nhất định tôi sẽ không tái phạm. Tôi bảo đảm nếu như còn có lần sau nữa, tự tôi sẽ rời khỏi đây, tuyệt đối không dám có ý kiến. Mẫu Quyên là giám đốc bộ phận thiết kế của Khuynh Thành quốc tế,
bọn họ còn có cổ phần của công ty. Trong khi đó Khuynh Thành Quốc Tề đã đạt tới những điều kiện để đua ra thị trường chứng khoán, còn vấn đề ra lúc nào chính là chuyện của Lệ Khuynh Thành. Nếu như lúc này Mẫu Quyên bị sa thải, không phải cô ta sẽ mất hết sao? Bây giờ đã hiểu thái độ của tôi chưa? Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Mẫu Quyên hỏi. Biết rồi, biết rồi. Mẫu Quyên trả lời như máy. Tôi không hy vọng chuyện như thế này xảy ra một lần nữa. Lệ Khuynh Thành âm trầm nói. Dạ dạ, tôi biết cần phải làm như thế nào. Mẫu Quyên biết cơ hội lập công chuộc tội của mình đã tới, lúc này trong công ty vẫn không có thể lệ kiểm tra nội bộ. Không cần thiết, Lệ Khuynh Thành xua tay nói, cứ thuận theo tự nhiên là được. Phòng miệng dân như phòng nước sông, biện pháp đó không dùng được. Tôi chỉ không hy vọng có kẻ lợi dụng chuyện này công kích người khác. Tôi chỉ muốn thấy nhân viên trong công ty là những người biết đồng cảm với người khác mà không phải đám súc vật chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Dạ dạ dạ, Mẫu Quyên cuống cuồng vuốt cằm, chán dịn mồi hôi lạnh. Chính bản thân cô ta ban đầu còn nghĩ tới việc nịnh nọt lập công, không ngờ bản thân mình đã chạm vào điều kiêng kỵ của người quản lý. Hôm nay mình đối xử với người khác như vậy, liệu ngày mai có người đối với mình như thế này không? Lệ Khuynh Thành cười, nheo mắt hỏi, Mẫu Quyên, cô đã từng chụp loại ảnh này chưa? Chủ tịch Lệ, Mẫu Quyên rất khó trả lời. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, có thể không trả lời. Lệ Khuynh Thành nói. Bà chủ lớn hỏi, cho dù Mẫu Quyên có không muốn trả lời cũng không thể không trả lời. Đặc biệt Mẫu Quyên lại là một phụ nữ có ý chí mãnh liệt trong sự nghiệp, cô ta đương nhiên càng không thể bỏ qua cơ hội trao đổi bí mật với bà chủ. Đã từng, Mẫu Quyên trả lời như vẻ không biết xấu hổ, phụ nữ mà, chỉ có mấy năm tuổi trẻ, không chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm, đợi khi tuổi già, mấy thứ nhăn nheo, rúm gió, sẽ không thể nào tưởng tượng ra hình dáng thời trẻ tuổi nữa. Vậy thì thật đáng buồn. Tôi cũng đã từng chụp, Lệ Khuynh Thành nói, chúng ta khác với những người khác là chúng ta vẫn tạm thời chưa bị tiết lộ. Điều này không có nghĩa là chúng ta cao sang hơn người ta. Đúng vậy, tôi hiểu rồi, Mẫu Quyên áy náy nói, một lần nữa thành thật kiểm điểm, Chủ tịch Lệ, mới rồi tôi suy nghĩ quá nông cạn. Đi đi, mọi người đều có lúc mắc sai lầm, Lệ Khuynh Thành xua tay nói. Cảm ơn Chủ tịch Lệ. Mẫu Quyên cúi đầu nói với Lệ Khuynh Thành sau đó rón rén đi ra ngoài. Lệ Khuynh Thành quả thật là một nghệ thuật gia. Trước tiên nàng nhân cơ hội sai lầm của Mẫu Quyên gây bão tố, nói muốn sa thải cô ta, đợi tới khi Mẫu Quyên tụ vả vào miệng mình nói xin lỗi, mới tiếp tục cho Mẫu Quyên một cơ hội. Nếu chuyện cứ thế mà chấm dứt, đó chỉ là đánh rắn bảy khúc. Cho dù kết quả cuối cùng là gì thì đây vẫn là chiêu những nhà quản lý hay dùng. Thế nhưng đột nhiên Lệ Khuynh Thành hỏi Mẫu Quyên đã từng chụp ảnh nút hay không hơn nữa còn nói chính mình đã từng chụp. Vấn đề này chỉ bạn trai mới có thể hỏi nhưng Lệ Khuynh Thành lại hỏi, xem ra nó đã kéo gần khoảng cách vốn đã xa cách giữa hai người với nhau. Uy, ân đều có. Chuyện đơn giản như vậy có mấy người làm được. Ngay khi Mẫu Quyên rời khỏi phòng, Lệ Khuynh Thành cầm điện thoại di động bấm một dãy số sau đó nàng lại nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Bỏ đi, không quấy rầy nữa. Lệ Khuynh Thành cười nói, bên Đông Cung xảy ra chuyện, không phải đang đau đầu sao? Dừng xe, đột nhiên Tần Lạc hô to. Giê-xu đạp mạnh chân phanh sau đó gã dừng xe ở bên đường. Tần Lạc mở cửa xe, bước xuống, nhanh chóng chạy đi. Hai người không cần đi theo, giọng nói của Tần Lạc truyền lại. Không phải tới Khuynh Thành Quốc tế sao? Giê-xu hỏi. Anh ta đi tới cửa hàng bán hoa. Hồng Phu ngồi ở ghế sau, đang mút bình sữa chua. Nói, nhiều phụ nữ thật khổ. Ồ, không phải, Giê-xu dùng tư cách người từng trải giáo huấn Hồng Phu. Trước kia tôi cũng từng có nhiều người đẹp nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy khổ cực. Đó là tình một đêm. Hồng Phu cắt ngang lời Giê-xu, đừng cho là tôi không biết. Tần Lạc nhanh chóng ôm một bó hoa hồng chạy về. Màu sắc của hoa hồng làm nổi bật gương mặt anh Tuấn của hắn, nhìn có vẻ như ngơ ngơ, rất đáng yêu. Rất tầm thường, Giê-xu chê bai. Lúc này Giê-xu mới bị Hồng Phu công kích nên muốn tìm lại sự tự tin từ Tần Lạc. Mặc dù hoa hồng đại diện cho tình yêu nhưng tất cả đàn ông chỉ biết tặng hoa hồng sẽ khiến người ta có cảm giác theo đuôi hơn nữa sự ngạc nhiên, vui mừng cũng giảm đi rất nhiều, càng không nên vì tình cảm mà mua nhiều như vậy. Có phải gặp cô gái bán hoa có vóc người ma quỷ hay 99 bông hồng đại biểu cho tình yêu vĩnh cửu? Ồ, Tần, ôm bó hoa này trông thật giống như một người mê gái. Ôi, chỉ cần một bông. Một bông hoa bách hợp hay phong tín tử là đủ, ngắn gọn, trực tiếp, phong độ mà nhẹ nhàng. Gương mặt Tần Lạc co rúm, cuối cùng hắn không nhịn được, quát to,
hãy nghiêm chỉnh mà làm sát thủ, cả ngày đi nghiên cứu ngôn ngữ của loài hoa làm gì. Đáng đời khi bị tôi bắt làm tù binh, tôi tặng hoa hồng thì sao nào? Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng, tôi yêu cô ấy. Tôi tặng cô ấy 99 hoa hồng thì sao nào? Tôi chỉ muốn cô ấy biết tôi rất yêu cô ấy. Giê-xu sợ hãi nhìn Tần Lạc, ồ, Tần, rất lợi hại. Tôi biết rốt cuộc nguyên nhân gì khiến nhiều phụ nữ thích anh rồi. Thật sự rất lợi hại, bình mới rượu cũ, hơi thay đổi một chút cũng có vẻ không hợp với người khác. Tôi đã nghĩ rất cẩn thận lời thoại, cưng ơi, có người nói tặng hoa hồng rất tầm thường. Đối với em, anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Có người nói anh ôm bó hoa hồng này trông dáng vẻ rất mê gái nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết tình yêu của anh. Có phải lời thoại như thế này không? Tục Tần, Tần Lạc khinh bỉ nói. Độc ác, miệng hồng phu rời khỏi bình sữa chua, câu nói ám chỉ ủng hộ Tần Lạc. Ồ, các người làm tổn thương tôi. Giê-xu gượng gạo nói, các người không nên đối xử với bạn bè quốc tế như thế này. Lúc này Tần Lạc bỏ mặc Giê-xu đang lải nhải. Hắn ôm bó hoa ngồi ở ghế sau xe, nói, lái xe đi. Tần Lạc quay sang nhìn Hồng Phu nói, tôi thăng cho cô làm phụ nữ. Tôi vốn là phụ nữ. Hồng Phu tức giận nói. Lúc này nàng có cảm giác chỉ muốn nhét rắn vào miệng gã này. Đúng đúc, là tôi nói bậy, Tần Lạc nói, tôi thăng cô làm phụ nữ. Đứng ở quan điểm người phụ nữ, cô có thấy bó hoa này đẹp không? Hồng Phu suy nghĩ một lát rồi nói, hoa bách hợp dường như đẹp hơn. Trông không chán như thế này. Không phải mới nói là ác độc đó sao? Anh chàng Tần Lạc bị công kích lần thứ hai. Lần thứ hai mua hoa khiến tâm trạng hắn bất an nhưng hai người này không biết nể mặt mũi hắn. Tôi muốn nói lời thoại của anh ta buồn nôn chứ không phải nói hoa bách hợp buồn nôn. Vì vậy Tần Lạc cảm thấy Hồng Phu và Giê-xu đều là ngừa không có con mắt, khiếu thẩm mỹ. Xe đậu ở bãi đậu xe của Khuynh Thành Quốc tế, Tần Lạc ôm bó hoa hồng đi vào trong. Bây giờ đúng vào lúc giờ cao điểm tan tầm nên có rất nhiều người đi lại, bọn họ kinh ngạc nhìn Tần Lạc ôm bó hoa hồng đi tới. Có người nhận ra hắn chính là bạn trai của hội trưởng, ánh mắt bọn họ trở nên cực kỳ quỷ dị. Tần Lạc ưỡn ngực, không quan tâm ánh mắt của người khác, đi thẳng vào trung tâm thánh địa. Khi đi tới trước cửa phòng làm việc của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc bình tĩnh, cố gắng trấn tĩnh tinh thần sau đó nhẹ nhàng gõ cánh cửa phòng. Vào đi! Giọng nói xa xôi của Lâm Hoán Khê vang lên. Tần Lạc đẩy cửa vào trong, ôm bó hoa hồng đi tới trước bàn làm việc của Lâm Hoán Khê, hai tay giơ lên trước, cười nói, đây là lần thứ hai anh mua hoa, cũng là lần thứ hai anh tặng hoa, không có nhiều kinh nghiệm. Có người nói tặng hoa hồng rất tầm thường, nhưng đối với em, anh chỉ muốn nói là anh yêu em, không liên quan gì tới tầm thường hay không. Có người nói anh ôm bó hoa này dáng vẻ rất mê gái. Nếu như ôm hoa bách hợp thì đẹp hơn nhiều nhưng anh chỉ muốn nói là anh rất yêu em. Đạo văn, đây là đạo văn, Giê-xu chờ ở ngoài cửa phòng làm việc tức giận nói, đây là lời thoại của tôi. Anh ta dùng lời thoại của tôi. Thế nhưng lời thoại trước đó không có câu, đây là lần thứ hai anh mua hoa, cũng là lần thứ hai anh tặng hoa. Hồng Phu nói, đối với phụ nữ mà nói điều này mới quan trọng nhất. Giê-xu trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Đây chính là nguyên nhân tôi không được phụ nữ chào đón như anh ta bởi vì tôi không thể mặt dày như anh ta. Chương 1131, là Steve Jobs đệ nhị. Phụ nữ yêu thích hoa tươi cũng như đàn ông yêu thích người đẹp. Đây chính là cái gọi bản tính. Mặc dù tính cách Lâm Hoán Khê lạnh băng nhưng khi nhìn thấy Tần Lạc ôm bó hoa hồng tướng đi vào, nàng không nhịn được nở một nụ cười câu hồn đoạt phách, tiếp nhận bó hoa hồng của Tần Lạc và hỏi, anh về rồi hả? Ừ. Tần Lạc vuốt cằm hỏi, em đang làm gì vậy? Có mấy thầy thuốc nghiên cứu ra một loại thuốc pha chế sẵn loại trị mùi hôi nách trong cơ thể con người. Hiện nay có mấy nhà phản phối thuốc muốn thảo luận hợp tác hạng mục này, em đang giám định khả năng và điều kiện sản xuất của bọn họ, xem công ty nào có điều kiện phù hợp nhất nhưng trong hiệp hội cũng có vài ý kiến khác. Có người đề nghị hiệp hội nên thành lập công ty tự mình sản xuất loại thuốc này. Tần Lạc hỏi vấn đề này chỉ muốn để kiểm tra xem Lâm Hoán Khê có thực sự bị ảnh hưởng bởi sự kiện hội trưởng hay không. Không ngờ Lâm Hoán Khê lại trả lời đâu ra đấy giống như bản thân đang trả lời câu hỏi của thứ trưởng. Em nghĩ thế nào, Tần Lạc? Em vẫn còn lo lắng Lâm Hoán Khê nói, thế nhưng em cảm thấy hai cách này đều không tốt lắm. Sao? Tần Lạc tò mò hỏi. Nếu như bán phương thuốc cho người ngoài thì chẳng khác nào mang tính chất mua bán sau này loại thuốc này có tiêu thụ được hay không? Có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận vẫn hoàn toàn không liên quan tới hiệp hội trung y và người nghiên cứu.
Đây chính là hành động cực kỳ thiển cận, Lâm Hoán Khê nói. Nếu như chính chúng ta thành lập công ty tự sản xuất thì sao? Tần Lạc lại hỏi. Điều này cũng không làm được, Lâm Hoán Khê thẳng thừng từ chối cách làm này, thị trường thuốc chống hôi nách còn hoàn toàn bị bỏ trống trên thị trường. Nhất định nó sẽ được tiêu thụ mạnh, nếu như chúng ta tự mình kinh doanh, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trước đó chúng ta đã đầu tư tiền vào hai công ty sản xuất dược phẩm. Nếu như chúng ta tiến hành thành lập nhà xưởng mới, sẽ rất thiếu nhân lực, tài nguyên, tiền bạc, có khả năng không thể quan tâm tới được. Hơn nữa công việc trọng tâm của chúng ta đã được xác định. Bây giờ thì vẫn còn ổn, vẫn có thể quan tâm tới hai công ty kia, nhưng sau này có nhiều sản phẩm hơn thì sao? Chúng ta phải tiến hành sản xuất toàn bộ sao? Tần Lạc mỉm cười, kéo chiếc ghế ngồi trước mặt Lâm Hoán Khê nói, xem ra em đã có câu trả lời. Anh có biết quả táo không? Lâm Hoán Khê hỏi. Quả táo, Tần Lạc vuốt cằm nói, trước đây sáng nào anh chả ăn một quả táo, nhưng gần đây ít ăn hơn. Em muốn nói công ty quả táo. Phú Sĩ Đỏ. Lâm Hoán Khê cười khi một tiếng, nói, cũng cần phải quan tâm nhiều hơn về những thông tin mới nhất, quả táo là công ty khoa học kỹ thuật, là công ty hàng đầu trên thế giới. Nhìn nụ cười của Lâm Hoán Khê, tâm trạng Tần Lạc có thể nói là thoải mái một cách khác thường. Có thể khiến lãnh mỹ nhân này cười, không phải người đàn ông nào cũng làm được. Anh không hiểu nhiều về những điều này. Hãy nói anh nghe. Công ty quả táo là công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu của nước Mỹ. Máy tính và điện thoại di động của bọn họ được tiêu thụ trên khắp thế giới, thậm chí còn trở thành một mặt hàng tiêu thụ không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người, một mặt hàng cần phải có. Bọn họ có thể nói là những nhân tài trong việc thúc đẩy sản phẩm ra khắp thế giới, nhưng bọn cũng rất chuyên tâm nghiên cứu, chính bản thân bọn họ không sản xuất ra nhiều sản phẩm. Bọn họ tìm kiếm những nhà xưởng trên khắp thế giới, giúp sản xuất sản phẩm cho bọn họ. Bọn họ chỉ phải trả một khoản tiền thù lao cực thấp là có thể có được sản phẩm có lợi nhuận rất cao này. Ví dụ như điện thoại di động quả táo có lợi nhuận hàng trăm đô la Mỹ, nhưng bên sản xuất chỉ có thể thu được 1 đô la, trong số đó còn 299 đô la rơi vào túi bọn họ. Lâm Hoán Khê giản thích cực chuyên nghiệp, thông thường, dễ hiểu. Mặc dù Tần Lạc không hiểu nhiều về khoa học kỹ thuật nhưng vẫn hiểu được, bọn họ khống chế vốn điều lệ, hơn nữa chủ yếu tập trung công sức vào nghiên cứu và tiêu thụ sản phẩm. Làm như vậy khối lượng công việc giảm bớt, nhưng lợi nhuận lại gia tăng gấp bội. Quả thật làm rất tốt, Tần Lạc vuốt cằm nói, giống như có người mở ra một cánh cửa trong đầu hắn, ý của em hắn là chúng ta cũng theo mô hình thành công của quả táo. Chúng ta chỉ phụ trách nghiên cứu, phát triển, sau đó tìm một nhà sản xuất y dược thay mặt chúng ta sản xuất sản phẩm, sau đó chúng ta lại tìm công ty thay mặt chúng ta thúc đẩy tiêu thụ. Đúng vậy, Lâm Hoán Khê nói. Có thể tìm công ty sản xuất sản phẩm, nhưng bổn phận tiêu thụ sản phẩm phải nằm trong tay chúng ta. Đây chỉ là suy nghĩ của em vẫn chưa thảo luận với những người khác. Thành lập một bộ phận tiêu thụ trong Hiệp hội Trung Y. Tần Lạc hỏi. Không, Lâm Hoán Khê lắc đầu nói, bộ phận tiêu thụ này có thể đặt ở Khuynh Thành quốc tế. Tần Lạc cực kỳ kích động nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười hỏi, tại sao em lại muốn làm như vậy? Trong suy nghĩ của Tần Lạc, Lâm Hoán Khê chính là băng mà Lệ Khuynh Thành chính là lửa. Điều này chẳng những nói lên tính cách của hai nàng mà còn nói lên quan hệ của chính hai người. Bình thường Lệ Khuynh Thành thỉnh thoảng vẫn nói mấy câu tới Lâm Hoán Khê, nhưng Lâm Hoán Khê chưa từng nói tới Lệ Khuynh Thành một từ. Bây giờ Lâm Hoán Khê đột nhiên nói với Khuynh Thành quốc tế khiến Tần Lạc không khỏi rất mẫn cảm với chủ đề này. Bởi vì Hiệp hội Trung Y hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, phía chính phủ nắm giữ 30% cổ phần. Bây giờ vì có liên quan mật thiết với Thái Công Dân, ông ấy cũng rất ủng hộ công việc của Hiệp hội Trung Y, vì vậy cho dù chúng ta làm gì đi nữa cũng không bao giờ gặp trở ngại. Thế nhưng sau này khi Thái Công Dân lui xuống thì sao? Chức hội trưởng Hiệp hội Trung Y thì sao? Chúng ta còn nắm giữ quyền quyết định và thực hiện nữa không? Mặc dù số cổ phần của chính phủ không đủ quá bán để quyết định, chúng ta vẫn có quyền quyết định đối với những hoạt động của Hiệp hội Trung Y. Thế nhưng nếu như phía chính phủ mạnh mẽ yêu cầu, cấm chúng ta tiêu thụ sản phẩm do Hiệp hội Trung Y sản xuất ra bên ngoài thì khi đó sẽ phải làm gì? Hay bọn họ muốn phải người của mình tới tiếp quản bộ phận tiêu thụ thì chúng ta phải làm gì? Không thể không nói những lo lắng của Lâm Hoán Khê hoàn toàn có cơ sở. Không sai, khi ban đầu ký kết hợp đồng, trong hợp đồng có quy định rõ, phía chính phủ chỉ có quyền phân chia cổ phần và quyền giám sát, không có quyền hành chính và quyền quản lý. Thế nhưng đây chỉ là hợp đồng. Ở đất nước Trung Quốc này, hiệu quả của hợp đồng không bằng câu nói của quan chức. Bây giờ Thái Công Dân đang nắm quyền, Tần Lạc và Thái Công Dân có mối quan hệ mật thiết, chính vì vậy Hiệp hội Trung Y đang trong lúc hưng thịnh.
từ trước tới nay Hiệp hội Trung Y không bị gây trở ngại trong bất kỳ chuyện gì. Nếu như quan chức mới thay thế Thái Công Dân không vừa ý với Tần Lạc, liệu ông ta có thể để một con gà đẻ trứng vàng nằm trong tay người khác trong khi ông ta chỉ nhận được mấy quả trứng mỗi năm không? Ông ta có thể không gây phiền phức về phương diện hợp đồng nhưng ông ta có thể ra lệnh cho quan chức bên dưới làm việc như hạng lưu manh không ngừng chèn ép. Điều khác biệt ở đây là lưu manh làm chuyện xấu thì phạm pháp nhưng quan chức chính phủ làm chuyện xấu thì được pháp luật bảo vệ. Sau này Hiệp hội Trung Y chỉ phụ trách công tác nghiên cứu sau đó tìm kiếm công ty tiến hành sản xuất sản phẩm. Đội phụ trách tiêu thụ sản phẩm sẽ do Khuynh Thành Quốc tế chịu trách nhiệm. Khuynh Thành Quốc tế có thể bình an tiến hành theo ý của mình mà. Không lo bị người khác lấy đi trái táo của mình, tất cả sản phẩm có thể được vận hành theo phương thức này. Sản phẩm tiêu thụ thành công hay không, quan trọng nhất chính là bộ phận tiêu thụ. Bộ phận quan trọng nhất này cần phải nằm trong tay người nhà mới là bình an nhất. Tần Lạc ngày người nhìn Lâm Hoán Khê thong thả nói, một lúc lâu mà hắn không thể nói gì. Ban đầu khi mới tiếp xúc, Lâm Hoán Khê là một giáo sư bị bệnh, kiệm lời, nay có thể trở thành nhà quản lý doanh nghiệp như ngày hôm nay, không hiểu nàng đã nỗ lực, cực khổ biết bao nhiêu. Với thân phận của mình, Lâm Hoán Khê có thể không cần làm việc quá muộn nhưng hàng ngày. Khi Tần Lạc tỉnh dậy, người đẹp trong lòng đã đi làm, chỉ còn vương lại hương thơm thoang thoảng. Hắn đã thấy được nỗ lực của nàng. Câu nói quan trọng nhất của nàng bộ phận quan trọng bậc nhất này cần phải nằm trong tay người nhà mới bình an. Người một nhà, nàng và Lệ Khuynh Thành là người một nhà. Tần Lạc lo lắng là liệu Lâm Hoán Khê có bị kích động quá mức hay không? Nếu không tại sao nàng lại đột nhiên nói câu đó? Có chuyện gì vậy? Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc trầm ngâm không nói mà nghi ngờ hỏi, có phải em nói cái gì không đúng không? Không phải, suy nghĩ rất hay, hay lắm. Cuối cùng Tần Lạc cũng bình tĩnh trở lại. Hắn giơ tay nắm chặt tay Lâm Hoán Khê, cười nói, những thứ anh không nghĩ ra, em đều nghĩ rất chu đáo. Em vất vả rồi. Nếu như đã nhận phần công việc này, em nhất định phải làm cho tốt. Lâm Hoán Khê bình tĩnh nói, em biết nó rất quan trọng. Đúng, cũng rất quan trọng với anh. Tần Lạc cười nói, nhưng cũng đừng vì thế mà khiến mình mệt mỏi. Không đâu, có vẻ như Lâm Hoán Khê không kịp thích ứng với phong cách nói chuyện này của Tần Lạc, nàng nghiêng đầu để tránh nhìn vào hai mắt hắn. Em sẽ họp với mấy người khác để thảo luận chuyện này. Nếu như thông qua, sẽ căn cứ làm như này, được không? Được. Tần Lạc vuốt cằm nói, liệu anh có cần, phải lên tiếng kêu gọi bên Khuynh Thành Quốc tế không? Lâm Hoán Khê suy nghĩ một chút rồi nói, việc này cứ để em nói với cô ấy. Mặc dù trong lòng Tần Lạc cực kỳ lo lắng nhưng lúc này hắn chỉ biết nói theo ý của Lâm Hoán Khê, được, được, hãy thảo luận cẩn thận. Ý của Tần Lạc. Đàm phán cẩn thận chính là vừa uống trà vừa đàm phán một cách hòa bình, tuyệt đối không nên gây chuyện ầm ĩ, thậm chí ẩu đả. Không cần lo lắng, Lâm Hoán Khê như biết được nỗi lo lắng của Tần Lạc, đây là việc công. Em hiểu công tư rõ ràng. Hi hi, Tần Lạc xấu hổ vuốt mũi, không biết cần phải nói gì tiếp nữa. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc hỏi, biết Steve Jobs không? Đã nhìn thấy tên ông ấy trên báo chí. Tần Lạc nói. Ông ấy đã chết. Hiệp hội sẽ trở thành một Steve Jobs thứ hai. Lâm Hoán Khê quả quyết, Vương quốc y dược Steve Jobs. Anh biết. Chương 1132, tôi Chu Toàn. Vì sao anh phải trở thành người như ông ta? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Bởi vì có thể thay đổi thế giới. Ánh mắt Lâm Hoán Khê mang theo sự vui mừng, nhưng phần nhiều là sự tin tưởng và tự hào, có thể trở thành người vĩ đại nhất của thời đại này cũng như ông ấy. Anh đã từng nhìn thấy ông ấy trên báo chí. Ông ấy chết vì ung thư tuyến tụy. Tần Lạc nói hắn chỉ là một thầy thuốc nên có lẽ không hứng thú với thân phận của Steve Jobs nhưng hắn lại cực hứng thú với bệnh tình của ông ta. Đúng vậy, Lâm Hoán Khê nói. Nếu như ông ấy sớm quen biết anh thì tốt rồi, Tần Lạc nói. Anh biết anh không thể trở thành một người vĩ đại nhất nhưng anh có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người vĩ đại. Vĩ đại hơn so với bọn họ, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc nhìn đồng hồ nói. Anh tới đón vào giờ tan tầm nhưng không ngờ lại khiến giờ làm tăng lên. Em quen rồi, Lâm Hoán Khê nói, tối nay ăn cơm ở nhà chứ? Chúng mình cùng đi mua thức ăn. Được, Tần Lạc cười nói. Điều này khiến Tần Lạc cực kỳ yên tâm, Lâm Hoán Khê căn bản không chịu ảnh hưởng của lời đồn đại bên ngoài, cuộc sống của nàng vẫn rất tốt, tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đi xuống lầu, hai người gặp những thành viên Hiệp hội Trung Y. Lời chào vang lên liên tục khiến Tần Lạc có cảm giác uy tín của Lâm Hoán Khê rất cao.
Xem ra chẳng những hắn nhìn thấy những cố gắng của nàng mà những thành viên của Hiệp hội Trung y cùng nhân ra những cố gắng của nàng. Lâm Hoán Khê ôm bó hoa hồng trước ngực, người yêu kiều như hoa, trông vô cùng rực rỡ, sáng chói trong luyến ái. Lệ Khuynh Thành từ trong thang máy đi ra nhìn thấy Tần Lạc đang cầm tay Tần Lạc đi tới, nàng vội vàng đi chậm lại, nhìn bóng lưng hai người, cười nói, người này còn chạy tới đây thể hiện tình cảm thắm thiết sao. Xem ra anh chàng này vẫn rất quan tâm tới sự đánh giá của người khác với mình. Nói rồi Lệ Khuynh Thành quay đầu, đi vào trong thang máy. Lệ Khuynh Thành biết nếu như lúc này nàng cũng đi ra bãi đỗ xe, chạm trán Tần Lạc và Lâm Hoán Khê cũng đang lầy xe như vậy không phải sẽ làm khó cho người giữa. Tần Lạc sao? Cho tới tận lúc này Lệ Khuynh Thành vẫn xử lý rất tốt vị trí của mình. Đây không phải là lần thứ hai Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đi dạo quanh thị trường nhưng là lần thứ hai hai người đi mua thức ăn. Tần Lạc đẩy xe, Lâm Hoán Khê liên lục bỏ vào xe những thức ăn mà Tần Lạc thích ăn, dưa chuột, cà chua, trứng gà, cá hồi, chân gà. Giá cả rau quả tăng lên rất nhiều, Lâm Hoán Khê nói. Thật vậy sao? Vậy hãy ăn thịt đi, Tần Lạc cười nói. Giá thịt cũng tăng rất mạnh. Chúng mình ăn nhiều cơm, ít thức ăn. Giá gạo cũng tăng. Lâm Hoán Khê vẫn như trước đây, không thích nói chuyện, nàng chỉ chăm chú chọn thức ăn, dáng vẻ cực kỳ ôn nhu đáng yêu, trông cứ như một người vợ hiền đang thực hiện chức trách của mình. Tần Lạc cũng không nói gì, hắn chỉ mỉm cười nhìn Lâm Hoán Khê, cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu thương từ hành động của nàng. Ở bên ngoài làm nên sự nghiệp rầm rộ, tuy phong độ, khí chất nhưng cùng với người phụ nữ yêu thương của mình đi chợ mua thức ăn, xuống bếp là một loại cảm thụ cuộc sống hoàn toàn khác. Anh còn muốn ăn gì nữa không? Lâm Hoán Khê hỏi. Mua nhiều quá rồi, Tần Lạc cầm tay Hoán Khê, ăn nửa tháng cũng không hết. Vậy đi về thôi, Lâm Hoán Khê nói. Khi hai người đẩy xe tới bàn thanh toán, kế toán tính toán tiền xong, đang định đi ra ngoài lấy xe thì mấy người tay cầm camera, máy ghi âm trong tay vọt tới. Chị Lâm Hoán Khê, xin cho hỏi những ảnh chụp lưu truyền trên mạng là của chị sao? Đây có tính là hành vi, cố ý không? Có người cho là bạn trai chị cố ý trả thù, chuyện là như thế nào? Chị Lâm, chị có ý kiến gì về hình ảnh nút của mình được phát tán trên mạng không? Tại sao hội lại để xảy ra chuyện này? Những phóng viên đó cầm camera và máy ghi âm đồng loạt ào tới chụp, hỏi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê, lời lẽ cực kỳ sắc bén, cay nghiệt. Lâm Hoán Khê không thèm đếm xỉa tới những người này, nàng bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Tần Lạc đẩy ra đi theo sau, hắn cũng không có ý tiếp nhận phỏng vấn. Những phóng viên đó không vì thế mà chịu bỏ qua, mấy người tiếp tục đuổi theo. Chị Lâm, chị có muốn làm sáng tỏ chuyện này không? Hay là chị cam chịu để như vậy? Rốt cuộc Lâm Hoán Khê cũng đứng lại, nàng quay người nhìn nữ phóng viên hỏi câu đó nói, các người tìm nhầm người rồi. Người trong ảnh không phải là tôi. Nhưng có người so sánh những bức ảnh chụp của chị và ảnh nút, thấy độ tương tự khoảng 90%. Đây là kết luận của cơ quan có trách nhiệm sao? Là cơ quan có trách nhiệm của ai vậy? Lâm Hoán Khê hỏi ngược lại. Không phải vậy, nữ phóng viên cười nói, là có người tự mình nghiên cứu rồi có kết luận. Bọn họ nói như nào không có liên quan gì tới tôi, Lâm Hoán Khê quay người bước ọc đi. Chị Lâm, nếu như không có lý do để phản bác lại, chúng tôi chỉ có thể viết chị chính là nhân vật chính của sự kiện lần này, một nam phóng viên nói to. Các người viết thế nào cũng không liên quan tới tôi, Lâm Hoán Khê quay đầu nhìn bọn họ. Trong ánh mắt nàng hoàn toàn như không quan tâm. Nàng có cuộc sống của chính mình, có công việc yêu thích và người đàn ông mình yêu, tại sao cứ phải giải thích điều này với những người chẳng quan trọng gì với mình? Khi nhìn thấy ánh mắt chẳng thèm chú ý của Lâm Hoán Khê, các phóng viên chuyển toàn bộ sự chú ý của sự kiện hội trưởng lên diễn viên Tần Lạc. Tần tiên sinh, xin hỏi anh trả lời thế nào về chuyện lần này? Có phải có người cố tình trả thù không? Trả thù cái gì? Tần Lạc cắt ngang lời gã phóng viên, cười hỏi, trả thù cô ấy rất xinh đẹp sao? Trả thù cô ấy nấu cơm cho tôi ăn hàng ngày sao? Trả thù cô ấy chăm sóc con của cô tôi sao? Hay trả thù vì cô ấy cư xử với tôi rất tốt? Điều này, chỉ là tin đồn đại, gã phóng viên cười nói, nhưng tóm lại vẫn cần một lời giải thích, nếu không thì vì sao ảnh chụp của chị Lâm lại bị phát tán ra ngoài? Bạn gái tôi đã nói rất rõ ràng, người phụ nữ đó không phải là cô ấy, Tần Lạc nói. Nếu như không phải là chị Lâm vì sao ảnh chụp lại giống như thế? Sao tôi lại biết được? Tần Lạc nói, nếu như các vị muốn tìm câu trả lời thì hẳn nên tự mình đi tìm mà không cần phải chạy tới làm phiền chúng tôi, xin các vị không nên tiếp tục quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa.
Cảm ơn. Sau đó cho dù đám phóng viên có hỏi như thế nào, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê vẫn không trả lời. Khi đi tới chỗ đỗ xe, Tần Lạc bắt đầu bỏ những chiến lợi phẩm mua hôm nay vào trong thùng xe. Không biết anh ta kiêu ngạo vì cái gì nhỉ? Bạn gái cho anh ta cắm sừng mà anh ta cũng không biết sao. Một nam phóng viên thì thào với nữ phóng viên bên cạnh. Khi nói y cố tình liếc nhìn Tần Lạc, như là cố ý nói cho Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nghe thấy. Nói nhỏ chút đi, dù gì người ta cũng là người nổi tiếng. Người nổi tiếng thì sao nào? Người nổi tiếng thì bạn gái của anh ta không được cho anh ta cắm sừng sao? Nam phóng viên hả lòng hả dạ nói, ảnh nút của bạn gái bị phát tán trên mạng, chính mình lại không biết. Nếu như anh ta không phải là người chụp ảnh thì chính là một người khác. Người trước dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn người sau sao? Lâm Hoán Khê cau mày, quay đầu nhìn rồi nàng đi tới chỗ gã phóng viên đầu chọc nhục mạ Tần Lạc, bình tĩnh nhìn vào mắt y, nói, tôi biết các người rất muốn xào xáo chuyện này nhưng không tìm được tin tức. Tôi biết các người cố tình chọc giận chúng ta như vậy mới có tiêu đề bài báo cho giới truyền thông. Được lắm, Lâm Hoán Khê nói, tôi thành toàn. Nói rồi Lâm Hoán Khê giơ cao cánh tay phá ồ tát vào mặt gã phóng viên. Gã phóng viên nhếch miệng cười, không có ý né tránh, dáng vẻ như để mặc cho Lâm Hoán Khê tùy ý xử lý mình. Y biết cơ hội của mình đã tới. Chỉ cần người phụ nữ ngu ngốc này dám đánh y, ngày mai y sẽ viết đơn kiện nói, nữ diễn viên chính của sự kiện hội trường, không những từ chối trả lời phỏng vấn mà còn đánh phóng viên. Chuyện xấu đã không biết lại còn dùng bạo lực. Công thành, danh toại, lên chức, lên lương so với cái tát này thì có đáng gì không? Điều không ngờ khi cánh tay Lâm Hoán Khê còn cách mặt y khoảng mấy ly thì bất chợt dừng lại. Lâm Hoán Khê vung mạnh chân, đá vào vị trí hạ bộ của gã phóng viên. Qua miệng gã phóng viên vặn vẹo hình hình chữ O, gương mặt cực kỳ cao có, giọng nói cực kỳ đau đớn. Sau đó y ngồi xổm, hai tay ôm chặt bộ hạ, nước mắt nước mũi thi nhau trào xuống. Đau đớn. Quả thật là rất đau đớn. Không thể không nói, sau khi Lâm Hoán Khê tới chợ, nàng vẫn mặc bộ đồ công sở mà chỉ có giày cao gót mới hợp với bộ đồ công sở. Vì vậy gã phóng viên gặp hạn là từ ai gây ra, tình nguyện gánh chịu bất hạnh, nhưng đừng có trêu chọc phụ nữ làm chi. Chương 1133, bị bắt chẹt 3 triệu. Là một phóng viên của một tuần san giải trí, Hoàng Hổ có một nhạy cảm đặc biệt với những loại chuyện xấu như thế này. Chuyện xấu là gì? Có những thứ chỉ những người nhanh nhạy mới có thể nhận thấy. Cho dù xét ở phương diện nào đi nữa, hay ở phương diện bạo lực, chỉ cần có xung đột, có mâu thuẫn, tin tức này nhất định sẽ đáng giá. Chúng ta hãy lấy một ví dụ, đại minh tinh Lưu Huy và Dương Mộc yêu nhau, tin tức này đủ là tiêu đề một bài báo nhưng như thế sẽ khiến độc giả phản ứng không quá mãnh liệt. Nếu như có tờ báo nào đó công bố thông tin đại minh tinh Lưu Huy sử dụng bạo lực gia đình với Dương Mộc, khi đó tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt. Hoàng Hổ biết mỗi một sự kiện ảnh nút đều có người đứng sau thúc đẩy, mà người đứng sau thúc đẩy có thể là bạn trai của nữ diễn viên hay là người có quan hệ trong vòng tròn đó. Trong khi đó Hoàng Hổ muốn đẩy tin tức hội trường này lên cao nữa, có như thế tên tuổi của y mới có thể xuất hiện trên mặt của các phương tiện truyền thông, công thành danh toại, lên chức, lên lương, đổi nhà, đổi xe, đổi lại người tình, cuộc sống của y vì thế sẽ rẽ sang một hướng khác, không như người bình thường. Chính vì vậy sau khi bọn họ không có cách nào moi được thông tin hữu ích từ chính miệng Tần Lạc và Lâm Hoán Khê, liền chuyển sang biện pháp chọc giận người đàn ông. Hơn nữa Hoàng Hổ đã rất xảo trá dùng điểm hỏa lực cắm sừng để tấn công Tần Lạc. Không thể không nói đây chính là điểm yếu của bất kỳ người đàn ông nào. Ở điểm này, hai người Tạ Dình Phong, Trương Bá Chi dù yêu nhau nhưng còn ly hôn thì bạn có thể thấy được. Thế nhưng điều Hoàng Hổ không ngờ là tới y không chọc giận Tần Lạc mà lại chọc giận nữ diễn viên Lâm Hoán Khê. Thế nhưng điều này không quan trọng, cho dù là ai ra tay đánh người, chỉ cần có tin tức này là đủ rồi. Hoàng Hổ biết đồng bọn của mình nhất định sẽ kịp thời chụp ảnh đánh người này. Nhưng Hoàng Hổ đã đoán đúng phần đầu, không đoán đúng phần cuối. Khi cánh tay của Lâm Hoán Khê đánh ra còn cách gương mặt y chỉ một đốt ngón tay thì bất chợt dừng lại, trong khi đó hạ bộ y trúng một đòn rất mạnh. Điều này khiến người ta rất khó phòng bị mà. Không, phải nói ngay cả đồng bạn là phóng viên nhiếp ảnh tay cầm máy ảnh lúc nào cũng lăm le định chụp cũng trợn tròn há hốc mồm trước cảnh này. Vị trí ống kính máy ảnh của anh ta liên tục nhắm vào vị trí tay của Lâm Hoán Khê và mặt Hoàng Hổ, thậm chí anh ta còn cố tình đẩy gần ống kính tới trước, chuẩn bị chụp một bức ảnh đặc biệt. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta là một nhiếp ảnh gia rất có thâm niên,
anh ta sẽ nhanh chóng chụp được quá trình biến đổi của gương mặt hoàng hổ. Gương mặt hoàng hổ cực kỳ vặn vẹo, giống như một người đang biểu diễn hài kịch, thế nhưng chết tiệt, bàn tay Lâm Hoán Khê đã dừng lại nếu như bức ảnh chụp truyền ra ngoài, người khác còn nghĩ hoàng hổ đang cố ý làm trò. Cái này rất giả tạo, bàn tay người ta còn chưa đánh tới mà anh ta đã có hành động như chết đi sống lại là sao nhỉ? Sao anh ta không đi đóng phim? Làm phóng viên làm gì hả? Nhất định mọi người sẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng phóng viên nhiếp ảnh hiểu được hoàng hổ vô cùng đau đớn, đau tới mức chết đi sống lại. Điều đáng tiếc là anh ta không thể chụp được cảnh đó. Đương nhiên người giật mình nhất chính là Tần Lạc. Từ khi Tần Lạc quen biết Lâm Hoán Khê tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ra tay đánh người. Tính cách Lâm Hoán Khê trầm lặng, lãnh đạm, rất hiếm khi xảy ra tranh chấp với người khác. Khi Lâm Hoán Khê còn là giáo sư ở trường Đại học Y Thủ Đô, người phụ nữ có tên Tiểu Tuyết kia cực kỳ đáng hận, giống như con chó điên, suốt ngày cắn xé nàng nhưng nàng vẫn hoàn toàn không quan tâm. Sau khi biết Tần Lạc hắn và Vương Cửu Cửu có quan hệ với nhau, cách cư xử của Lâm Hoán Khê càng khiến Tần Lạc xấu hổ. Nàng không làm ầm ĩ, không gây náo loạn, vẫn tiếp tục quan tâm, chăm sóc người nhà của hắn như trước. Thế nhưng lúc này nàng bị tên khốn kia chọc giận, lập tức đá người. Trong lòng Tần Lạc cực kỳ thống khoái nhưng đồng thời hắn cũng có cảm giác mát lạnh ở đúng quần mình. Một cước này của Lâm Hoán Khê cực kỳ tàn nhẫn, cực mạnh, có trí tuệ. Lâm Hoán Khê giống như vận động viên bóng rổ cao minh dùng động tác giả mê hoặc đối phương, nhân cơ hội nén rổ thành công. Thế nhưng có một ngày chính mình bị một cước này thì sao? Bản thân Tần Lạc hiểu rằng hắn không thể nào đề phòng chuyện này với Hoán Khê được. Cô, tại sao lại ra tay đánh người? Sau một thoáng yên tĩnh, có người lên tiếng chỉ trích Lâm Hoán Khê. Người lên tiếng lúc này không phải là Hoàng Hổ, y còn đang rất bận rộn, đang bập bịu với cơn đau hai hòn của mình. Người lên tiếng là nữ phóng viên có gương mặt cực kỳ hưng phấn vì tìm được tin tức hữu dụng. Lâm Hoán Khê không có tâm trạng giải thích với cô ta, nàng mở cửa xe chui vào trong sau đó khởi động chiếc xe BMW màu xâm panh của mình. Điều bất ngờ là nữ phóng viên kia lại dũng cảm vào tới, dùng thân thể của mình ngăn cản đuôi xe của Lâm Hoán Khê. Nếu như Lâm Hoán Khê muốn ra khỏi vị trí đậu xe, nàng nhất định phải lùi xe lại sau để ra ngoài. Nếu như nàng muốn lùi xe lại sau, nhất định sẽ đè lên nữ phóng viên đang cản ở đuôi xe. Trong khi đó phóng viên nhiếp ảnh kia đã nâng máy ảnh nhằm ngay đuôi xe của Lâm Hoán Khê, mỉm cười chờ đợi màn tiếp theo được thực hiện hoàn hảo. Nếu như bọn họ dám lùi xe đẩy ngã đồng bạn của bọn họ, chuyện này sẽ không xong. Hội trường Hiệp hội Trung Y, diễn viên chính của sự kiện ảnh nút ẩu đã phóng viên, thậm chí còn dùng xe đẩy ngã nữ phóng viên có ý định đòi công bằng cho đồng nghiệp mình. Tin tức này một khi được công bố liệu có phải cực hot không? Chỉ cần anh ta công bố những bức ảnh này ra ngoài, nhất định sẽ là một sự kiện nóng thu hút sự chú ý của xã hội. Những phóng viên này không sợ những người ngang tàng bạo ngược mà chỉ sợ những người biết nhận lỗi. Quả nhiên sắc mặt Lâm Hoán Khê cực kỳ phiền chán nhưng nàng vẫn dừng xe lại. Quả thật Lâm Hoán Khê không dám tiếp tục lùi xe, đẩy ngã người ta ngã xuống đất. Thế nhưng điều khiến nàng phiền muộn không phải chỉ có chuyện này. Chuyện náo loạn càng lớn, người vây quanh xem càng nhiều, cuối cùng tình hình chuyển sang không thể khống chế được. Đối với người đàn ông mà nói, khi gặp khó khăn thì tìm cảnh sát. Đối với người phụ nữ mà nói, khi gặp khó khăn sẽ nhờ cậy bạn trai. Bây giờ là lúc anh chàng bạn trai Tần Lạc cần phải xuất trận. Tần Lạc mở cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt nữ phóng viên kia và hỏi, cô muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì cả. Các người đánh người rồi muốn bỏ chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Tâm trạng nữ phóng viên kích động như thể chính mình đã chịu rất nhiều oan ức. Không nhận lỗi, không bồi thường tổn thất cho đồng nghiệp của tôi. Các người đừng mong rời khỏi nơi này. Là đồng nghiệp của cô sai trước, Tần Lạc cố nén cơn giận trong lòng, cố gắng giải thích, anh ta nhục mạ tôi mà cô không nghe thấy sao? Tôi không nghe thấy bạn của tôi nhục mạ anh, tôi chỉ nhìn thấy bạn anh đá người ta. Nữ phóng viên lạnh lùng cười nói, phóng viên nhiếp ảnh đã chụp được hình ảnh, chẳng lẽ các người muốn chống chế sao? Cô đang bẻ cong sự thật, Tần Lạc tới mức dậm chân, chỉ vào Hoàng Hổ nói to, anh ta nói bạn gái tôi cho tôi cắm sừng. Tại sao cô lại không nghe thấy? Tôi cần phải nghe thấy điều đó sao? Nữ phóng viên rất hài lòng với biểu hiện của Tần Lạc. Đối phương càng sốt ruột, cô ta càng nắm chắc phần thắng. Tôi chỉ nhìn thấy các người đánh người ta. Tôi vẫn đứng ở chỗ này nếu như các người không làm theo lời tôi nói, các người đừng mong rời khỏi nơi này.
các người cũng có thể đè tôi dưới bánh xe của các người thế nhưng tôi khuyên các người không nên làm như vậy. Các người là người nổi tiếng, nếu như gặp phải chuyện này, sau này sẽ bị ngàn người phỉ nhổ. Tần Lạc khẽ thở dài, dáng vẻ vô cùng khổ sở, nói, các vị muốn gì? Quả nhiên ánh sáng lóe lên trong mắt nữ phóng viên nhưng rồi cô ta lập tức trở lại bình tĩnh nói, tôi chỉ muốn sự công bằng. Tôi đã nói rồi, các người phải nhận lỗi với đồng nghiệp của tôi, hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất. Nhận lỗi thì miễn đi, Tần Lạc nói, anh ta mắng tôi, bạn gái tôi đánh anh ta. Anh ta đáng phải nhận trừng phạt, tất cả mọi người đều là người thông minh, không nên tiếp tục giả vơ giả vịt với nhau. Các vị hãy ra giá đi, tôi hy vọng không bị gây phiền toái nhưng cũng hy vọng không bị lừa gạt chính vì vậy các vị nên lý trí một chút. Hừ, coi như các người biết điều, nữ mình phóng viên vẫy vẫu phóng viên nhiếp ảnh, hai người tụ tập lại một chỗ thì thào bàn tán. Một lúc lâu sau cuối cùng bọn họ có một đáp án. Phóng viên nhiếp ảnh quay về vị trí cũ của mình, tiếp tục chĩa ống kính về phía đuôi chiếc BMW. Nữ phóng viên giơ tay nói với Tần Lạc, 3 triệu, đây là đền bù phí tổn thất cho bạn tôi. 3 triệu, Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn. Sao các vị không đi ăn cướp đi? Anh ta bảo bạn gái tôi cắm sừng tôi, bạn gái tôi mới đá anh ta. Đá anh ta một cước, các người bắt bí chúng tôi 3 triệu. Sao các người không đi cướp ngân hàng? Nữ phóng viên cười nhạt nói, các người có thể không trả khoản tiền này nhưng tôi có thể cam đoan tôi sẽ khiến các người không còn danh dự. Các người đừng quên nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi là phóng viên. Chuyện xảy ra hôm nay được viết như thế nào hoàn toàn dựa vào tâm trạng của chúng tôi. Hơn nữa nếu như anh không trả tiền, anh nghĩ rằng hôm nay có thể lái xe rời khỏi đây sao? Mặc dù Tần Lạc cực kỳ phẫn nộ nhưng hắn vẫn cố gắng nói rất bình tĩnh, tôi có thể thương lượng với bạn của mình đã. Tần Lạc đi vào trong xe, sau một thoáng thương lượng với Lâm Hoán Khê, hắn cầm tờ chi phiếu đi ra ngoài, đưa cho nữ phóng viên và nói, có phải chuyện này vì vậy mà kết thúc không? Đương nhiên, nữ phóng viên khấp khởi mừng thầm, thái độ với Tần Lạc quay ngoắt 180 độ. Tần tiên sinh, thật sự rất xin lỗi đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của hai vị. Thế nhưng các vị hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không viết bậy bạ. Nếu như anh có điều gì muốn nói, chúng tôi nhất định sẽ tình nguyện giúp anh làm sáng tỏ chuyện xấu xa kia. Không cần, chúng tôi không thẹn với lương tâm, Tần Lạc lạnh lùng từ chối. Chương 1134, khi hận bà ấy, em lại nhớ bà ấy. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Khuôn mỹ anh không e ngại thái độ ti tiện của Tần Lạc. Cho dù bất kỳ người nào khi cầm trong tay chi phiếu 3 triệu sẽ không tức giận. 3 triệu, chia cho hai người bạn khác nhìn thấy sự kiện này mấy trăm nghìn, cô ta, Hoàng Hổ, và phóng viên nhiếp ảnh mỗi người có thể được chia 900 nghìn. Số tiền này còn nhiều hơn tiền lương phóng viên một năm nhiều, không, nhiều hơn tiền lương mấy năm. Cô ta chỉ muốn cò kè mặc cả với gã ngốc kia nhưng không ngờ gã đồng ý ngay tắp lự. Chính vì vậy gã có tư cách tức giận trước mặt cô ta. Bất kỳ người nào bị người chèn ép cướp 3 triệu mà không tức giận, chẳng lẽ điều này có gì không đúng? Tôi cũng tin tưởng chị Lâm không phải là người phụ nữ trong ảnh chụp kia. Chị Lâm xinh đẹp nhường đó, khí chất tốt như vậy, người phụ nữ đó sao có thể sánh được? Khuôn mỹ anh cười khúc khích, nụ cười nịnh nọt hiện lên trên gương mặt khô gầy, thật sự chúng tôi không phải tới gây chuyện, chúng tôi chỉ là người muốn đi tìm chân tướng sự việc. Nay gây ra chuyện hiểu lầm, xin Tần tiên sinh hãy bỏ qua cho. Vậy còn anh ta, Tần Lạc chỉ vào Hoàng Hổ hỏi. Yên tâm, chuyện này sẽ kết thúc, khuôn mỹ anh cam đoan, cô ta đi tới trước mặt Hoàng Hổ, thì thào mấy câu vào tai y. Gương mặt vốn cực kỳ đau đớn của Hoàng Hổ cũng cố gắng nặn ra được một nụ cười. Giống như bánh bao nhân thịt bị đun sôi vắt thành một đóa hoa vậy. Tần, tiên sinh, mới rồi tôi ăn nói khiếm nhã. Xin lỗi, chuyện này thôi cho qua. Sau này gặp nhau vẫn là bạn bè. Với sức nặng của gần 1 triệu, đừng nói là làm bạn Tần Lạc mà cho dù gọi Tần Lạc là cha y cũng nguyện ý làm. Bạn bè, Tần Lạc cười nói, xứng sao? Có sao không? Khuôn mỹ anh lo lắng đá Hoàng Hổ một cước, lo lắng y lại nói điều gì chọc giận Tần Lạc. Tần tiên sinh, xin hãy yên tâm. Chuyện này đã chấm dứt. Chúng tôi đã quấy rầy thời gian quý giá của các vị. Chúng tôi cũng nên cáo từ, cũng nên rời khỏi nơi này. Sau khi đánh mắt ra hiệu cho phóng viên nhiếp ảnh, hai người liền đó Hoàng Hổ đứng dậy, cùng nhau nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe. Đợi khi bóng dáng ba người đi xa, Tần Lạc mới mở cửa xe, ngồi vào ghế cạnh tay lái. Lâm Hoán Khê thuận lợi lùi xe, sau đó nàng chậm rãi lái xe khỏi bãi đậu xe.
Tiếp theo sẽ làm gì? Lâm Hoán Khê hỏi Tần Lạc. Lúc nãy khi Tần Lạc đi vào trong xe nói mình cần 3 triệu bồi thường cho cú đá đó, vì thời gian khẩn cấp hắn không giải thích cụ thể kế hoạch của mình, Lâm Hoán Khê cũng không hỏi, nàng chỉ làm theo lời căn dặn của Tần Lạc, viết một chi phiếu 3 triệu mà thôi. Trước tiên cần khiến chuyện này bùng nổ, Tần Lạc nói, hôm nay có một người chắn đường chúng ta, ngày mai nhất định sẽ có một khác. Chuyện như thế này sẽ rất khó né tránh, không bằng khiến nó nổ tung, không cần che giấu thì sẽ không che giấu. Em cảm thấy thế nào? Nếu như là chính mình, Tần Lạc sẽ không do dự mà làm như vậy. Trước tiên ở sau lưng kích động, đẩy chuyện này lên đỉnh điểm sau đó vào lúc nóng nhất, thích hợp nhất xuất hiện bác bỏ tin đồn như thế khí thế của mình một lần nữa được đề cao, người xem không rõ chân tướng sự việc cũng sẽ hiểu toàn bộ sau đó chuyện này từ từ bị dẹp xuống mà mình còn được hưởng danh tiếng tốt. Lần này không giống với những lần khác, người bị hại là Lâm Hoán Khê. Tần Lạc chỉ lo lắng thế giới nội tâm của Lâm Hoán Khê rất mềm yếu, nhu nhược, nhẫn nại mà không chịu được chuyện đàm tiếu bên ngoài, hắn cũng lo lắng Lâm Hoán Khê vì e ngại danh tiếng của mẹ mình nên không muốn làm lớn chuyện. Thế nhưng cuối cùng vẫn không phải là cách giải quyết trọn vẹn vấn đề. Lâm Hoán Khê dừng xe ở ven đường, quay nhìn vào hai mắt Tần Lạc nói, anh vội vã quay về Yến Kinh là sợ em không chịu được chuyện này, phải không? Tần Lạc cười nói. Trước đó vẫn còn hơi lo lắng nhưng bây giờ thì không. Em còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh, thể hiện còn tốt hơn. Cho dù là những ngôi sao nổi tiếng kia khi gặp phải chuyện này, bọn họ cũng rất khó có thái độ bình tĩnh như em. Bởi vì em hiểu rõ chuyện này hoàn toàn không liên quan tới em. Lâm Hoán Khê nói. Em có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. Tần Lạc nói. Có phải ông ta đã từng tìm đến anh không? Lâm Hoán Khê hỏi. Tần Lạc suy nghĩ cẩn thận ông ta là ai trong câu hỏi của Hoán Khê rồi nói, đúng vậy, em biết chuyện nà hả? Em thấy ông ta ở bên ngoài sau đó anh quay về. Không có chuyện không gặp được, Lâm Hoán Khê nói. Một khi Hoán Khê đã biết Tần Lạc cũng không muốn giấu nữa. Hắn đành nói, bọn họ chặn anh ngoài cửa, đưa cho anh xem một bức ảnh, ra một giá tiền cho anh. Hứa hẹn rồi bọn họ biến mất, Lâm Hoán Khê nói tiếp. Tại sao em lại biết? Lúc này Tần Lạc không còn là sự kinh ngạc mà thay vào đó là sự khiếp sợ. Tần Lạc vốn tưởng chuyện hắn bắt cóc Lâm Hách Huy và Tôn Lệ không một ai biết nhưng không ngờ Lâm Hoán Khê người không nên biết nhất lại biết chân tướng sự việc. Rốt cuộc trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Em muốn liên lạc với ông ta nhưng không thể tìm được ông ấy. Lâm Hoán Khê nói, đây là chuyện của em, ông ấy hẳn nên đi tìm em đàm phán, không nên làm cho mọi chuyện trở nên ngu ngốc như thế này. Tần Lạc nắm chặt bàn tay Lâm Hoán Khê cười nói, cái gì mà ngu? Giúp anh chăm sóc ông, tại sao anh không vì đó là ông mình mà giặt giũ nấu cơm cho ông? Chuyện gì mà ngu ngốc như vậy? Chúng mình là người một nhà, ông ấy tìm anh cũng đúng mà. Em chỉ cảm thấy chuyện này rất khó xử. Lâm Hoán Khê buồn rầu nói. Tần Lạc đau đớn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Hoán Khê, dịu dàng hỏi, cái gì mà khó xử? Em đi tìm ông ta vì em chỉ muốn nói cho ông ta biết ông ta và em không còn quan hệ gì nữa. Có lẽ trước đó thì vẫn còn ảo tưởng nhưng khi ông ta nhận 2 triệu thì không còn bất kỳ liên hệ nào nữa rồi. Cho dù ông ta có làm chuyện gì thì cũng không đáng nhắc tới. Chúng ta cũng không cần giúp đỡ ông ta bất kỳ điều gì nữa. Anh cũng vậy, vì nghĩ vậy nên anh mới cho người bắt ông ta tới một nơi. Tần Lạc giải thích. Anh không dám chấp nhận điều kiện của ông ấy vì anh không biết liệu đó có phải là lần cuối cùng ông ấy cầm ảnh tới ép buộc chúng mình hay không. Anh cũng không biết rốt cuộc trong tay ông ta có bao nhiêu bức ảnh như vậy. Khi đó anh cũng phải vội đi Mỹ nên chỉ có thể khống chế người trước. Bây giờ từ tình hình mà thấy, anh cần phải quyết đoán hơn. Lâm Hoán Khê lắc đầu nói, không hiểu rõ ý của em. Tần Lạc hỏi, ý gì vậy? Căn bản không nên bắt cóc ông ta. Thậm chí càng không nên quan tâm xem ông ta có phát tán bức ảnh ra hay không. Vì chuyện này hoàn toàn không liên quan tới chúng ta, Lâm Hoán Khê nói, bọn họ chỉ lãng phí thời gian. Thế nhưng, Tần Lạc muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn không nói câu, người phụ nữ kia là mẹ em nên hắn mới quyết định làm như vậy. Từ quan hệ huyết thống thì bà ấy là mẹ em, Lâm Hoán Khê nói, ánh mắt nàng cực kỳ bình tĩnh như đang nói tới một chuyện không quan trọng, thế nhưng từ lĩnh vực tình cảm mà nói. Bà ấy và Lâm Hách Huy chỉ là một người xa lạ đáng ghét đối với em mà thôi. Hận bà ta, Tần Lạc hỏi. Trước kia hận, bây giờ không hận nữa. Lâm Hoán Khê nói, khi em hận bà ấy, em còn nhớ bà ấy.
người đàn ông kia đã phụ bạc bà ấy nên bà ấy chọn cách thức bỏ nhà ra đi. Lâm Hoán Khê nói, em có thể hiểu chuyện này. Lâm Hoán Khê dừng lại một lát khá lâu như nàng đang chuẩn bị từ ngữ cũng như đang an ủi tâm trạng chua xót của mình, nàng nói tiếp, nhưng 20 năm qua, bà ấy thậm chí không thèm gọi điện cho em, thậm chí không quay về nhìn em chỉ một lần. Vì sao phải dùng cái đó để trả thù em? Là chồng bà ta phản bà ta, vì sao phải để con gái gánh chịu sự trừng phạt này? Tần Lạc nắm chặt bàn tay Lâm Hoán Khê, hắn có cảm giác người nàng đang run nhẹ. Mặc dù sắc mặt Lâm Hoán Khê bình tĩnh, giọng nói bình thản nhưng Tần Lạc có thể cảm nhận được vết thương lòng của nàng đang chảy máu dữ dội, thậm chí mưng mủ. Từ trong da thịt của vết thương lòng sinh ra hai con ròi trắng gọi là oán thù. Lâm Hoán Khê cũng có hận thù, chỉ là hận mà không thể trả thù theo thể thức công bằng mà thôi. Nàng hận người đàn ông kia làm nàng mất đi người cha, nàng cũng hận người phụ nữ kia khiến nàng mất đi người mẹ. Chương 1135, trước kia tôi đã từng lương thiện. Cả đêm qua Khương Mỹ Anh không ngủ, cô ta chỉ tính toán xem mua những gì với khoản tiền 900 ngàn. Trước tiên cô ta muốn đổi lại chiếc xe Nissan của mình ít nhất phải sang một chiếc Audi, mua mấy món đồ của Chanel, những thứ mới nhất mà cô ta rất thích, cho bố mẹ đi du lịch một chuyến, mua cho chồng một chiếc Longines, anh ấy mong đợi đã lâu rồi. Không hiểu Khương Mỹ Anh mơ màng ngủ thiếp lúc nào không hay, sau đó cô ta đột nhiên bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức. Khi nhìn thời gian đã hơn 8 giờ. Đúng vậy, 8 giờ là thời gian cô ta và Hoàng Hổ, Thường Lâm đã thương lượng. Hôm nay ba người đi sớm để tới ngân hàng rút tiền. Tiền cất ở trong túi mình mới chính là tiền, bây giờ thứ cô ta đang cất trong lớp lót đôi của túi ra vẫn chỉ là tờ giấy lộn. Sau khi rửa mặt xong, ăn một chiếc bánh kem, đang định uống cốc sữa rồi đi thì bất chợt chuông điện thoại di động trên bàn vang lên. Khi nhận ra số điện thoại của Hoàng Hổ, Khương Mỹ Anh liền nhận cuộc gọi, cô ta cười hỏi, lão Hoàng, không chờ được sao? Đợi tôi uống cốc sữa rồi lên đường. Này, bà Khương, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói Hoàn Hổ rất lo lắng, hãy mau mở máy tính ra mà xem đi. Có chuyện gì vậy? Khương Mỹ Anh hỏi. Có người quay video cú đá của chị Lâm đá tôi rồi tung lên mạng. Hoàng Hổ nói, bây giờ lượng truy cập rất cao, đã thành điểm nóng hàng đầu rồi. Thật đáng hận, là kẻ nào thiếu đạo đức như vậy hả? Rõ ràng chúng ta đã đàm phán xong rồi, không phải chuyện đã kết thúc rồi sao? Bây giờ cần phải làm gì đây? Chúng ta phải giải thích với Tần tiên sinh như thế nào? Khi bọn họ nhận được 3 triệu tiền bồi thường từ Tần Lạc, Hoàng Hổ vì chịu oan ức nên nhận 1 triệu, Khương Mỹ Anh và Thường Lâm nhận mỗi người 955.000. Hai đồng nghiệp khác mỗi người 50.000. Khi có được 1 triệu này, thậm chí Hoàng Hổ không còn thái độ ghen ghét với Tần Lạc, mà thậm chí còn gì đó cảm kích. Nếu như không phải bạn gái Tần Lạc đá y một cước, y có thể dễ dàng nhận được 1 triệu này không? Chính vì vậy khi nói tới Tần Lạc, dù Tần Lạc không ở ngay bên cạnh mình, Hoàng Hổ vẫn gọi một cách trang trọng là Tần tiên sinh. Tại sao có thể như vậy? Là kẻ nào làm? Có phải là do đám lão hùng không? Khương Mỹ Anh cũng cực kỳ nóng vội. Đây không phải là ai đó giúp bọn họ mà chính là đang hại bọn họ. Bọn họ đã cầm của người ta 3 triệu, hứa hẹn chuyện này giải quyết cá nhân. Nay đoạn băng này được phát tán, không phải nói bọn họ không có chữ tín, không biết giữ lời sao? Nếu như họ Tần kia nghĩ bọn họ làm chuyện này, cho dù không lấy lại tiền thì cũng làm to chuyện này. Mặc dù trong tay Tần Lạc không có bằng chứng chứng minh bọn họ lừa đảo thì danh tiếng của bọn họ cuối cùng vẫn không hay ho gì cho lắm. Vào thời đại này cùng giữ hòa khí để phát tài không phải tốt hơn sao? Hẳn là không phải, Hoàng Hổ nói, đã hứa cấp cho Lão Hùng, Lão Khải mỗi người 50.000. Sao bọn họ còn làm trò này được? Không phải là bọn họ thì... Khi chúng ta cản người bị người khác phát hiện ra sau đó quay đoạn video đó. May mắn là chuyện chúng ta đòi tiền không bị lộ, nếu không chúng ta có thể đã gặp chuyện rồi. Khương Mỹ Anh kinh hãi nói. Bây giờ hãy nghĩ cách dẹp sự tức giận của họ Tần kia đi. Chúng ta nhận tiền của người ta, hứa hẹn bỏ qua chuyện này. Mặc dù chuyện này không liên quan tới chúng ta, cũng không phải do chúng ta phát tán. Điều quan trọng là phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta hãy tìm người biết số điện thoại gọi điện tới giải thích, được không? Khương Mỹ Anh nói. Tôi cũng vậy, cũng có ý đó. Hoàng Hổ nói, tôi sẽ tìm một người bạn có số của Tần tiên sinh, tôi sẽ gọi điện cho hắn, được không? Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới chúng ta cũng sẽ kiên quyết phủ nhận chuyện chị Lâm đánh người, nói đó chỉ là đùa giỡn. Nhưng người bạn đùa giỡn với nhau. Anh ta có số, vậy sao không tự mình gọi?
Khuông Mỹ Anh nghi ngờ hỏi. Ha ha, phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ, vẫn chỉ là một người đẹp. Một người đẹp biết làm nũng, đàn ông sẽ không tính toán. Chuyện này để phụ nữ làm thích hợp hơn. Hoàng Hổ nịnh nọt, y nịnh Khuông Mỹ Anh mà không xấu hổ, thật ra y không dám để cho người kia gọi điện thoại, y sợ. Tôi sẽ gửi số điện thoại tới, hãy gọi điện cho anh ta, thái độ phải mềm dẻo chút. Không nên làm hỏng chuyện này, một lát nữa tôi gửi số điện thoại tới. Được, Khuông Mỹ Anh cắt ngang lời Hoàng Hổ. Lúc này máy tính đã khởi động xong, cô ta lập tức truy cập vào mấy diễn đàn hình ảnh, nhìn thấy đoạn băng video, bên trên có hàng chữ màu đen thô, nữ diễn viên sự kiện ảnh nút bạo lực đánh nam phóng viên. Nhìn kỹ đoạn băng video, quả nhiên đó là hình ảnh một cước của Lâm Hoán Khê đá Hoàng Hổ. Hình ảnh rất ngắn, chỉ có mấy giây mà thôi, hơn nữa trong hình ảnh chỉ nhìn thấy hai người Lâm Hoán Khê và Hoàng Hổ, những người khác không xuất hiện trên màn ảnh. Trong khi Khuông Mỹ Anh đang xem đoạn băng thì đoạn băng này đã trở thành đoạn băng video được truy cập nhiều nhất trong ngày. Không thể không nói ai bảo nhân vật nữ chính này chính là nữ diễn viên chính của sự kiện ảnh nút cực nóng gần đây. Lời bình luận bên dưới đã cả trăm trang, đủ các loại lời bình luận. Ôi, thật không nhìn ra, người phụ nữ này còn rất cay độc. Tôi thích. Thật không biết xấu hổ. Không biết dũng khí của cô ta tới từ đâu nhỉ. Cởi sạch quần áo cho người ta chụp ảnh còn không tính, thế mà vẫn còn can đảm đi dạo phố. Đi dạo phố thì không nói mà còn dám đả thương người ta sao? Có phải người có tiền muốn làm gì thì làm không? Sau lưng một người phụ nữ thành công sẽ có một đám đàn ông thành công. Cũng không hiểu người phụ nữ này đã bị biết bao đàn ông cưỡi nhỉ. Bộ ngực to này, mông tròn này, vừa nhìn là biết thường xuyên bị người nhào nặn. Bình luận nghiêng về một bên, tập trung công kích Lâm Hoán Khê. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Hoán Khê rất kiêu ngạo. Khi thân thể đã bị người ta nhìn thấy sạch sẽ, hành động nên khiêm tốn một chút, có một số việc không nên lên tiếng, phải đứng ra nói xin lỗi vì đã khiến mọi người ô nhiễm đôi mắt. Chế giễu, chẳng những không biết điều đi dạo phố mà còn dám đánh người. Điều này khiến người dân hoàn toàn phẫn nộ, thiết tưởng kết quả này không hợp với suy nghĩ của bọn họ. Nếu như Tần Lạc không cấp tiền, Khuông Mỹ Anh sẽ rất vui vẻ khi đọc những lời bình luận như thế này cùng với đoạn băng video kia. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã cầm của người ta 3 triệu, phải làm tan tai nạn của người ta. Vì vậy lập tức Khuông Mỹ Anh lấy điện thoại bấm dãy số mà Hoàng Hổ đã chuyển tới. Sau khi đợi mấy giây, từ đầu bên kia vang lên giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi. Xin chào, ai vậy? Khuông Mỹ Anh cố gắng nói nhỏ, giọng nói trầm trầm, Tần tiên sinh, tôi là Khuông Mỹ Anh. Hôm qua chúng ta mới gặp nhau, anh còn nhớ không? Khuông, giọng nói nghi ngờ của Tần Lạc vang lên. Ồ, ngày hôm qua tôi và bạn tôi đi phỏng vấn chị Lâm, kết quả xảy ra chút hiểu lầm. Tiếp đó là giọng nói tức giận của Tần Lạc. Còn dám gọi điện thoại cho tôi sao? Rốt cuộc các vị đã làm gì hả? Ngày hôm qua đó nói là bồi thường 3 triệu, chuyện này bỏ qua mà. Trước đó các vị đã cầm 3 triệu của tôi, sau đó còn phát tán đoạn băng là sao? Các vị có đạo đức nghề nghiệp không vậy? Còn nói cái gì là chữ tín sao? Sau này còn ai dám hợp tác với các vị nữa không? Tôi đã nói rồi, các vị bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi đã quyết định, một lát nữa tôi sẽ triệu tập họp báo, công bố chuyện lừa gạt 3 triệu này. Các vị không để tôi sống yên ổn, tôi cũng không để cho các vị yên đâu. Rốt cuộc Khuông Mỹ Anh đã biết nguyên nhân Hoàng Hổ không dám gọi điện. Bây giờ cô ta đã hối hận vì tiếp nhận củ khoai lang nóng này rồi. Thật vất vả chờ Tần Lạc thổ lộ xong, Khuông Mỹ Anh vội vàng nói, Tần tiên sinh xin hãy nghe tôi giải thích. Chúng tôi không phát tán đoạn băng này. Anh hãy nghĩ xem, chúng tôi đã nhận tiền rồi, còn phát tán đoạn băng đó làm gì? Không phải tự gây phiền phức cho mình sao? Chúng tôi không biết người nào phát tán đoạn băng này nhưng nhất định người đó không phải là chúng tôi. Tôi và đồng nghiệp của mình đã thương lượng rồi, chúng tôi kiên quyết phủ chuyện chị Lâm đánh người là thật, chỉ nói đây là bạn bè lúc vui đùa. Được. Tôi chờ sự thể hiện của các vị, Tần Lạc có vẻ vẫn chưa tiêu tan cơn giận, nếu như các vị dám giở trò, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể chơi lại các vị. Tần tiên sinh hãy yên tâm, chúng tôi biết cần phải làm như thế nào, nhất định chúng tôi sẽ làm anh hài lòng. Khuông Mỹ Anh bảo đảm, đúng như Hoàng Hổ đã nói, chỉ cần bọn họ không công bố chuyện đã nhận 3 triệu của Tần Lạc, chuyện này sẽ giải quyết rất nhanh. Chỉ cần để Hoàng Hổ đứng ra trả lời phỏng vấn, nói đó chỉ là trò đùa của hai người. Hai người vốn là bạn bè của nhau, chuyện này sẽ ngay lập tức kết thúc. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Khuông Mỹ Anh, Tần Lạc chăm chú nhìn bữa sáng ở trước mặt.
Bọn họ gọi điện thoại tới hả? Giê-xu cười hỏi. Hôm nay Giê-xu mặc một bộ vest với áo sơ mi trắng nhung gã giống hệt Tần Lạc, trông không có phong độ, một tay cầm cái bánh quẩy, một tay cầm ly sữa đậu nành, ngồi xổm ăn ngấu nghiến, dáng vẻ như một ma đói vậy. Ừ, Tần Lạc vuốt cằm, tối hôm nay có thể đưa đoạn băng thứ hai lên rồi. Giê-xu vuốt cằm, mồm nhai bánh quẩy, nói, Tần. Cái gì? Rất âm hiểm, Giê-xu nói. Trước kia tôi đã từng rất thiện lương. Tần Lạc quay đầu 45 độ nhìn hướng mặt trời, sắc mặt như đang hồi tưởng quá khứ. Chương 1136, chúng ta trúng bẫy. Cả đêm qua Khuông Mỹ Anh không ngủ, cô ta chỉ tính toán xem mua những gì với khoản tiền 900 ngàn. Trước tiên cô ta muốn đổi lại chiếc xe Nissan của mình ít nhất phải sang một chiếc Audi, mua mấy món đồ của Chanel, những thứ mới nhất mà cô ta rất thích, cho bố mẹ đi du lịch một chuyến, mua cho chồng một chiếc Longines, anh ấy mong đợi đã lâu rồi. Không hiểu Khuông Mỹ Anh mơ màng ngủ thiếp lúc nào không hay sau đó cô ta đột nhiên bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức. Khi nhìn thời gian đã hơn 8 giờ. Đúng vậy, 8 giờ là thời gian cô ta và Hoàng Hổ, Thường Lâm đã thương lượng. Hôm nay ba người đi sớm để tới ngân hàng rút tiền. Tiền cất ở trong túi mình mới chính là tiền, bây giờ thứ cô ta đang cất trong lớp lót đôi của túi ra vẫn chỉ là tờ giấy lộn. Sau khi rửa mặt xong, ăn một chiếc bánh kem, đang định uống cốc sữa rồi đi thì bất chợt chuông điện thoại di động trên bàn vang lên. Khi nhận ra số điện thoại của Hoàng Hổ, Khuông Mỹ Anh liền nhận cuộc gọi, cô ta cười hỏi, lão Hoàng, không chờ được sao? Đợi tôi uống cốc sữa rồi lên đường. Này, bà Khuông, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói Hoàng Hổ rất lo lắng, hãy mau mở máy tính ra mà xem đi. Có chuyện gì vậy? Khuông Mỹ Anh hỏi. Có người quay video cú đá của chị Lâm đá tôi rồi tung lên mạng. Hoàng Hổ nói, bây giờ lượng truy cập rất cao, đã thành điểm nóng hàng đầu rồi. Thật đáng hận, là kẻ nào thiếu đạo đức như vậy hả? Rõ ràng chúng ta đã đàm phán xong rồi, không phải chuyện đã kết thúc rồi sao? Bây giờ cần phải làm gì đây? Chúng ta phải giải thích với Tần tiên sinh như thế nào? Khi bọn họ nhận được 3 triệu tiền bồi thường từ Tần Lạc, Hoàng Hổ vì chịu oan ức nên nhận 1 triệu, Khuông Mỹ Anh và Thường Lâm nhận mỗi người 955.000. Hai đồng nghiệp khác mỗi người 50.000. Khi có được 1 triệu này, thậm chí Hoàng Hổ không còn thái độ ghen ghét với Tần Lạc, mà thậm chí còn gì đó cảm kích. Nếu như không phải bạn gái Tần Lạc đá y một cước, y có thể dễ dàng nhận được 1 triệu này không? Chính vì vậy khi nói tới Tần Lạc, dù Tần Lạc không ở ngay bên cạnh mình, Hoàng Hổ vẫn gọi một cách trang trọng là Tần tiên sinh. Tại sao có thể như vậy? Là kẻ nào làm? Có phải là do đám lão hùng không? Khuông Mỹ Anh cũng cực kỳ nóng vội. Đây không phải là ai đó giúp bọn họ mà chính là đang hại bọn họ. Bọn họ đã cầm của người ta 3 triệu, hứa hẹn chuyện này giải quyết cá nhân. Nay đoạn băng này được phát tán, không phải nói bọn họ không có chữ tín, không biết giữ lời sao. Nếu như họ Tần kia nghĩ bọn họ làm chuyện này, cho dù không lấy lại tiền thì cũng làm to chuyện này. Mặc dù trong tay Tần Lạc không có bằng chứng chứng minh bọn họ lừa đảo thì danh tiếng của bọn họ cuối cùng vẫn không hay ho gì cho lắm. Vào thời đại này cùng giữ hòa khí để phát tài không phải tốt hơn sao? Hẳn là không phải, Hoàng Hổ nói, đã hứa cấp cho Lão Hùng, Lão Khải mỗi người 50.000. Sao bọn họ còn làm trò này được? Không phải là bọn họ thì, khi chúng ta cản người bị người khác phát hiện ra sau đó quay đoạn video đó. May mắn là chuyện chúng ta đòi tiền không bị lộ nếu không chúng ta có thể đã gặp chuyện rồi. Khuông Mỹ Anh kinh hãi nói. Bây giờ hãy nghĩ cách dẹp sự tức giận của họ Tần kia đi. Chúng ta nhận tiền của người ta, hứa hẹn bỏ qua chuyện này. Mặc dù chuyện này không liên quan tới chúng ta, cũng không phải do chúng ta phát tán. Điều quan trọng là phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta hãy tìm người biết số điện thoại gọi điện tới giải thích, được không? Khuông Mỹ Anh nói. Tôi cũng vậy, cũng có ý đó. Hoàng Hổ nói, tôi sẽ tìm một người bạn có số của Tần tiên sinh, tôi sẽ gọi điện cho hắn, được không? Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cũng sẽ kiên quyết phủ nhận chuyện chị Lâm đánh người, nói đó chỉ là đùa giỡn. Nhưng người bạn đùa giỡn với nhau. Anh ta có số, vậy sao không tự mình gọi? Khuông Mỹ Anh nghi ngờ hỏi. Ha ha, phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ, vẫn chỉ là một người đẹp. Một người đẹp biết làm nũng, đàn ông sẽ không tính toán. Chuyện này để phụ nữ làm thích hợp hơn. Hoàng Hổ nịnh nọt, y nịnh Khuông Mỹ Anh mà không xấu hổ, thật ra y không dám để cho người kia gọi điện thoại, y sợ. Tôi sẽ gửi số điện thoại tới, hãy gọi điện cho anh ta, thái độ phải mềm dẻo chút.
không nên làm hỏng chuyện này. Một lát nữa tôi gửi số điện thoại tới. Được, Khuông Mỹ Anh cắt ngang lời Hoàng Hổ. Lúc này máy tính đã khởi động xong, cô ta lập tức truy cập vào mấy diễn đàn hình ảnh, nhìn thấy đoạn băng video, bên trên có hàng chữ màu đen thô, nữ diễn viên sự kiện ảnh nút bạo lực đánh nam phóng viên. Nhìn kỹ đoạn băng video, quả nhiên đó là hình ảnh một cước của Lâm Hoán Khê đá Hoàng Hổ. Hình ảnh rất ngắn, chỉ có mấy giây mà thôi, hơn nữa trong hình ảnh chỉ nhìn thấy hai người Lâm Hoán Khê và Hoàng Hổ, những người khác không xuất hiện trên màn ảnh. Trong khi Khuông Mỹ Anh đang xem đoạn băng thì đoạn băng này đã trở thành đoạn băng video được truy cập nhiều nhất trong ngày. Không thể không nói ai bảo nhân vật nữ chính này chính là nữ diễn viên chính của sự kiện ảnh nút cực nóng gần đây. Lời bình luận bên dưới đã cả trăm trang, đủ các loại lời bình luận. Ôi, thật không nhìn ra, người phụ nữ này còn rất cay độc. Tôi thích, thật không biết xấu hổ, không biết dũng khí của cô ta tới từ đâu nhỉ. Cởi sạch quần áo cho người ta chụp ảnh còn không tính, thế mà vẫn còn can đảm đi dạo phố. Đi dạo phố thì không nói mà còn dám đả thương người ta sao? Có phải người có tiền muốn làm gì thì làm không? Sau lưng một người phụ nữ thành công sẽ có một đám đàn ông thành công. Cũng không hiểu người phụ nữ này đã bị biết bao đàn ông cưỡi nhỉ. Bộ ngực to này, mông tròn này, vừa nhìn là biết thường xuyên bị người nhào nặn. Bình luận nghiêng về một bên, tập trung công kích Lâm Hoán Khê. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Hoán Khê rất kiêu ngạo. Khi thân thể đã bị người ta nhìn thấy sạch sẽ, hành động nên khiêm tốn một chút, có một số việc không nên lên tiếng, phải đứng ra nói xin lỗi vì đã khiến mọi người ô nhiễm đôi mắt. Chế giễu, chẳng những không biết điều đi dạo phố mà còn dám đánh người. Điều này khiến người dân hoàn toàn phẫn nộ, thiết tưởng kết quả này không hợp với suy nghĩ của bọn họ. Nếu như Tần Lạc không cấp tiền, Khuông Mỹ Anh sẽ rất vui vẻ khi đọc những lời bình luận như thế này cùng với đoạn băng video kia. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã cầm của người ta 3 triệu, phải làm tan tai nạn của người ta. Vì vậy lập tức Khuông Mỹ Anh lấy điện thoại bấm dãy số mà Hoàng Hổ đã chuyển tới. Sau khi đợi mấy giây, từ đầu bên kia vang lên giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi. Xin chào, ai vậy? Khuông Mỹ Anh cố gắng nói nhỏ, giọng nói trầm trầm, Tần tiên sinh, tôi là Khuông Mỹ Anh. Hôm qua chúng ta mới gặp nhau, anh còn nhớ không? Khuông, giọng nói nghi ngờ của Tần Lạc vang lên. Ồ, ngày hôm qua tôi và bạn tôi đi phỏng vấn chị Lâm, kết quả xảy ra chút hiểu lầm. Tiếp đó là giọng nói tức giận của Tần Lạc. Còn dám gọi điện thoại cho tôi sao? Rốt cuộc các vị đã làm gì hả? Ngày hôm qua đó nói là bồi thường 3 triệu, chuyện này bỏ qua mà. Trước đó các vị đã cầm 3 triệu của tôi, sau đó còn phát tán đoạn băng là sao? Các vị có đạo đức nghề nghiệp không vậy? Còn nói cái gì là chữ tín sao? Sau này còn ai dám hợp tác với các vị nữa không? Tôi đã nói rồi, các vị bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi đã quyết định, một lát nữa tôi sẽ triệu tập họp báo, công bố chuyện lừa gạt 3 triệu này. Các vị không để tôi sống yên ổn, tôi cũng không để cho các vị yên đâu. Rốt cuộc Khuông Mỹ Anh đã biết nguyên nhân Hoàng Hổ không dám gọi điện. Bây giờ cô ta đã hối hận vì tiếp nhận củ khoai lang nóng này rồi. Thật vất vả chờ Tần Lạc thổ lộ xong, Khuông Mỹ Anh vội vàng nói, Tần tiên sinh xin hãy nghe tôi giải thích. Chúng tôi không phát tán đoạn băng này. Anh hãy nghĩ xem, chúng tôi đã nhận tiền rồi, còn phát tán đoạn băng đó làm gì? Không phải tự gây phiền phức cho mình sao? Chúng tôi không biết người nào phát tán đoạn băng này nhưng nhất định người đó không phải là chúng tôi. Tôi và đồng nghiệp của mình đã thương lượng rồi, chúng tôi kiên quyết phủ chuyện chị Lâm đánh người là thật, chỉ nói đây là bạn bè lúc vui đùa. Được. Tôi chờ sự thể hiện của các vị, Tần Lạc có vẻ vẫn chưa tiêu tan cơn giận, nếu như các vị dám giở trò, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể chơi lại các vị. Tần tiên sinh hãy yên tâm, chúng tôi biết cần phải làm như thế nào, nhất định chúng tôi sẽ làm anh hài lòng. Khuông Mỹ Anh bảo đảm, đúng như Hoàng Hổ đã nói, chỉ cần bọn họ không công bố chuyện đã nhận 3 triệu của Tần Lạc, chuyện này sẽ giải quyết rất nhanh. Chỉ cần để Hoàng Hổ đứng ra trả lời phỏng vấn, nói đó chỉ là trò đùa của hai người. Hai người vốn là bạn bè của nhau, chuyện này sẽ ngay lập tức kết thúc. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Khuông Mỹ Anh, Tần Lạc chăm chú nhìn bữa sáng ở trước mặt. Bọn họ gọi điện thoại tới hả? Giê-xu cười hỏi, hôm nay Giê-xu mặc một bộ vest với áo sơ mi trắng nhung, gã giống hệt Tần Lạc, trông không có phong độ, một tay cầm cái bánh quẩy, một tay cầm ly sữa đậu nành, ngồi xổm ăn ngấu nghiến, dáng vẻ như một ma đói vậy. Ừ, Tần Lạc vuốt cằm. Tối hôm nay có thể đưa đoạn băng thứ hai lên rồi. Giê-xu vuốt cằm, mồm nhai bánh quẩy, nói, Tần.
Cái gì? Rất âm hiểm, Giê-xu nói. Trước kia tôi đã từng rất thiện lương. Tần Lạc quay đầu 45 độ nhìn hướng mặt trời, sắc mặt như đang hồi tưởng quá khứ. Chương 1137, lũ xảo trá. Cực kỳ đáng hận, cực kỳ đáng hận, những phóng viên đó cực kỳ vô sỉ. Ngay cả loại chuyện không biết xấu hổ này cũng làm được. Phóng viên hay là gái điếm hả? Trong mắt bọn họ ngoại trừ tiền ra còn không còn điều gì khác sao? Ha ha ha, bọn họ dám ức hiếp thần tượng Tần Lạc của tôi thật đúng là muốn chết. Tôi chỉ muốn cắn chết bọn họ, hận chỉ muốn cắn chết bọn họ. Có phải trên lầu có một cô nàng không? Nếu như một cô nàng tới cắn tôi sẽ không quan tâm. Thế giới này thật kỳ diệu, Internet thật náo nhiệt. Ảnh hưởng của sự kiện hội trưởng và cú đá tuyệt hậu càng thêm nóng bỏng khi đoạn băng video này được up trên trang web trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Nội dung của đoạn băng video này là, một nữ phóng viên ngăn cản đuôi một chiếc xe BMW. Trước tiên cô ta nghiêm túc nói muốn lấy lại sự công bằng cho đồng nghiệp của mình rồi bọn họ nhanh chóng bộc lộ sắc mặt đáng ghê tởm của mình, mở miệng là nói muốn người ta phải trả 3 triệu ít nhiều Tần Lạc cũng là người nổi tiếng. Trước tiên có người nhận ra thân phận của Tần Lạc hơn nữa người bị ép buộc là Tần Lạc. Chuyện này còn liên quan tới Lâm Hoán Khê, nhân vật chính của sự kiện hội trường, nên khi đoạn băng được up chưa được một tiếng, tổng lượng người truy cập đã lên tới 1 triệu hơn nữa còn tăng nhanh chóng như giếng phun trào. Cũng chính đoạn băng video này khiến người ta hiểu rõ nguyên nhân thực sự của sự kiện cú đá tuyệt hậu này. Khi đài truyền hình Trung trong Trung Quốc đưa tin này, người đẹp dẫn chương trình đã tức giận nói, đây là một vụ án ép buộc người khác vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta vô cùng hổ thẹn khi có trong đội ngũ những người như vậy. Người chủ trì chương trình giải trí Yến Kinh thì phân tích nội dung đoạn băng video với thân phận một nhân viên kỹ thuật, anh ta nói, từ trong đoạn băng video này, chúng ta không khó nhận ra rằng thái độ của tiểu thư Lâm Hoán Khê rất kiên quyết, vẫn kiên trì nói bản thân mình không liên quan tới sự kiện ảnh nút kia, kiên trì cho rằng bản thân mình không có quan hệ với người trong bức ảnh nút kia. Mặc dù rơi vào sự uy hiếp của những phóng viên kia nhưng cô ấy vẫn kiên trì như vậy là do đâu? Chúng ta có lý do để tin tưởng rằng có lẽ nhân vật trong sự kiện ảnh nút không liên quan gì tới cô ấy, có lẽ bọn họ chỉ là hai người giống như mà thôi. Lý Phong người dẫn chương trình nổi tiếng đập bàn mắng, hãy nhìn gương mặt những kẻ đó. Hãy nhìn những gương mặt xấu xa của những kẻ đó, sao bọn họ lại làm ra chuyện xấu xa đó? Bọn họ sao có thể làm những chuyện đó được, cần phải loại trừ những kẻ đó ra khỏi đội ngũ. Báo người mở đường nên xin lỗi công khai người bị hại về chuyện này. Cũng có những tiếng nói nghi ngờ nhưng ngay lập tức chúng bị quần chúng cho là ánh mắt có vấn đề mà lấn át nên cuối cùng không ai quan tâm tới. Mấy người hoàng hổ, Khuông Mỹ Anh cũng cực kỳ thông minh, trước tiên bọn họ tới đồn cảnh sát tự thú. Bọn họ đã bị bắt vì tội danh lừa gạt tài sản của người khác. Mấy người hoàng hổ đoán không sai, cho dù là đoạn băng video cú đá tuyệt hậu hay là đoạn băng video những kẻ xảo trá đều là do Tần Lạc cho người up lên mạng. Nên nhớ rằng dù Tần Lạc đã về tới Yến Kinh nhưng nguy cơ bên cạnh hắn vẫn không được giải trừ. Lần này ở nước Mỹ, Hoàng đế chịu nhiều thiệt hại bát đại chiến tướng, chết, bị thương mất 3 người, khiến bọn họ như mất hết mặt mũi. Bọn họ tuyệt đối không thể như vậy mà bỏ qua chuyện này. Hơn nữa người đứng sau màn chủ động mời Hoàng đế ra tay là ai? Sao bọn họ lại có thể từ bỏ ý đồ? Chính vì vậy phía sau Tần Lạc vẫn có 2 vệ sĩ là Giê-xu và Hồng Phu. Giê-xu là một vệ sĩ cực kỳ tiện ích. Ngoại trừ khi ở nước Mỹ đã trả cho gã 10 triệu đô la thì tới giờ Tần Lạc vẫn không phải trả tiền lương. Đương nhiên 10 triệu đô la đó Giê-xu đã trả phí thuê du thuyền và các loại chi phí dọc đường. Hồng Phu thì càng tiện hơn, chỉ cần sữa chua uống no là ổn. Thế nhưng điều khác trước đó là trước kia cô bé này uống sữa nào cũng được thế nhưng từ sau khi xem TTN TV thấy sữa có chứa hydro. Hồng Phu chỉ uống sữa chua nhập khẩu. Điều này khiến Tần Lạc chỉ tốn hơn một chút so với trước mà thôi. Trên người Giê-xu có tất cả những loại thiết bị ghi hình tiên tiến nhất trên thế giới. Khi mấy người hoàng hổ tìm tới 2 người Tần Lạc đã ra hiệu cho bọn họ không cần tới, hơn nữa còn lặng lẽ ra hiệu ghi hình tất cả quá trình lại. Cú đá của Lâm Hoán Khê chúng người hoàng hổ đã được quay lại, cả khi nữ phóng viên Khuông Mỹ Anh kia cản sau xe đòi tiền bồi thường cũng bị quay lại. Hình ảnh Tần Lạc bị ép phải giao chi phiếu cũng được quay một cách đặc biệt. Từ khi bọn họ xuất hiện tới khi bỏ đi, Giê-xu đã sử dụng loại thiết bị ghi hình gián điệp tiên tiến nhất. Cho dù khoảng cách từ Giê-xu tới chỗ mấy người Tần Lạc không gần nhưng vẫn còn có thể ghi âm được nội dung nói chuyện của bọn nhỏ. Đây chính là nguyên nhân khiến Khuông Mỹ Anh nghi ngờ là khi đó bên cạnh bọn họ không có người nào nhìn thấy tiến hành quay,
ghi âm sự việc mà bây giờ lại xuất hiện trên Internet. Sau khi Tần Lạc có được cả đoạn băng video, hắn chỉ cần hai đoạn mà thôi. Sau đó sự việc diễn ra không cần hắn phải quan tâm xử lý nữa. Ừ, có thể tìm hai tờ báo có uy tín trả lời phỏng vấn. Bình thường em quá kín đáo, cần phải thể hiện một chút. Kiên quyết nói ảnh chụp không liên quan tới em, dù gì đi nữa hai người cũng không còn quan hệ, cho dù sau này những kẻ đó có nói gì đi nữa thì cũng không còn tác dụng. Được rồi, em có thể tự lựa chọn báo chí. Được, cứ làm như vậy. Sau khi Tần Lạc nói chuyện qua điện thoại xong với Lâm Hoán Khê, hắn đi vào trong phòng, cười nói với một thiếu niên đang đội mũ lưỡi chai ở trong, Lý Nhạc, có chuyện lại phải phiền tới em. Đừng có khách sáo. Lý Nhạc ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Tần Lạc rồi ngay lập tức né tránh như một cô bé con thẹn thùng vậy. Nhìn vào gương mặt cậu bé này, không một ai tin rằng người này là một cao thủ máy tính, đây là chuyện em cần làm. Ha ha, chuyện này vốn không phải do em làm. Tần Lạc cười nói, chờ sau khi em xử lý xong chuyện này, anh sẽ trả lại em. Em vốn là nhân tài của đất nước, em cần phải phục vụ đất nước. Bọn anh lại mượn em lâu như vậy, rất xin lỗi. Lý Nhạc là cao thủ máy tính mà lần trước khi Lệ Khuynh Thành sống mái với Cửu Gia đã mượn của Hạ Dương. Vì Lý Nhạc đã đánh cắp được từ máy tính của mấy người quan trong Cửu Gia khá nhiều tư liệu chủ chốt, khiến mấy anh em Cửu Gia nội chiến với nhau, khiến Lệ Khuynh Thành có thể dễ dàng tiếp nhận công ty Cửu Gia. Vì lần này Lệ Khuynh Thành đạt được lợi ích rất lớn từ Lý Nhạc nên nàng có tư tưởng không muốn trả người, thậm chí nàng có tới tìm Tần Lạc, muốn Tần Lạc đào tường, thu nhận tiểu tử này. Nhưng Tần Lạc vội vàng xua đuổi suy nghĩ không thực tế của Lệ Khuynh Thành, nhân tài đất nước vất vả bồi dưỡng, chỉ có thể mượn là đã rất tốt rồi, còn muốn chiếm dụng làm của riêng sao. Lần này Tần Lạc vì muốn điều tra hung thủ phát tán ảnh nút và sát hại Tôn Trung Hoa nên mới mượn tiếp thiên tài máy tính này để dùng. Được, Lý Nhạc gật đầu nói. Như vậy trước tiên làm việc đã. Tần Lạc cho Bullet đi ôm máy tính của Tôn Trung Hoa tới cho Lý Nhạc và nói, em hãy xem máy tính này có vấn đề gì không. Lúc ấy máy tính này vẫn mở, tất cả những trang đã mở đều không tắt đi để tiết kiệm điện mà nằm ở trạng thái chờ. Được, Lý Nhạc đỏ mặt trả lời Tần Lạc rồi nhận máy tính, bắt đầu khởi động. Tần Lạc nhận ra vào thời điểm Lý Nhạc chạm vào máy tính, tinh thần cậu bé này lập tức cực phần chấn, ánh mắt rất có thần, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Mỗi nghề nghiệp đều có người chuyên nghiên cứu, con người này đúng là trời sinh vì máy tính. Sau khi gõ một lúc, Lý Nhạc nói, em đã điều tra qua lịch sử dùng máy tính. Người này cùng mở QQ và trang web âm nhạc nhưng lại không có ghi chép chat nào, hơn nữa còn lướt qua mấy trang web video. Hơn nữa số liệu của máy tính chứng minh người này từng truyền số liệu 3 lần qua trang web đó. Sắc mặt Tần Lạc trở nên vui vẻ, hắn hỏi Lý Nhạc, có biết thời gian hắn gửi tin không? Lý Nhạc tra thời ra một lát rồi nói, 4 giờ chiều ngày 21. Tần Lạc tính toán thời gian một chút rồi nói với Giê-xu, vậy đúng với thời gian Tôn Trung Hoa chết. Đúng vậy, Giê-xu gật đầu nói, nhưng tại sao hai ngày sau trên trang web mới xuất hiện thông tin? Bởi vì anh ta đã cài đặt thời gian có thể xuất hiện sau. Cho dù anh ta có thể cài đặt một năm sau mới xuất hiện cũng được. Lý Nhạc giải thích vấn đề này. Điều khiến tôi tò mò là vì sao những kẻ đó lại phiền phức như vậy? Giê-xu nói, khi đó chúng đã giết người, cũng thu được bức ảnh, vậy tại sao không lập tức phát tán bức ảnh mà phải chờ tới hai ngày sau? Đây là vấn đề Lý Nhạc không trả lời được mà Tần Lạc cũng không thể trả lời được. Tần Lạc nhìn Lý Nhạc nói, tìm lại lần nữa, tìm xem trong máy tính còn có đầu mối nào khác không? Có thể khẳng định là chính hung thủ đã từng dùng máy tính này. Sau khi Lý Nhạc tìm tôi một lúc, nói, có lẽ bọn họ đã cắt bỏ một ít tin tức. Nếu như bọn họ làm vậy, chúng ta sẽ rất khó tìm ra đầu mối. Bọn họ có thể tự tin như vậy, có lẽ sẽ không lưu lại đầu mối nào ở trong máy tính mà không tiêu hủy. Ồ, vào ngày 21 đã có người thay đổi hình nền máy tính một lần. Thay đổi hình nền máy tính, Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Hắn không biết về máy tính nên không hiểu những câu nói đó có nghĩa là gì. Là thay đổi khi đang truyền số liệu. Sau khi truyền số liệu xong 10 phút, kẻ đó lại đổi lại hình nền máy tính cũ. Lý Nhạc chậm rãi nói, sau mấy ngày Lý Nhạc mới tiếp xúc với máy tính này nhưng vì có kỹ thuật cao nên trông giống như Lý Nhạc quay về thời điểm mấy ngày trước đó, giống như hắn đang có mặt ngay bên cạnh hung thủ vậy. Có thể tìm được hình ảnh mà kẻ đó đã thay đổi không? Tần Lạc hỏi. Để em thử xem, Lý Nhạc nói. Sau đó Lý Nhạc lại gõ một hồi, hơn 10 phút sau, hắn nói, số liệu đã được khôi phục. Sau đó trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh của một chiếc xe thể thao rất đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa,
hung thủ là một người rất thích xe hơi. Thế nhưng Tần Lạc nhìn vào chiếc xe này rất lâu không rời mắt. Rất quen Tần Lạc nói hắn cố gắng suy nghĩ, hình như có người đã từng lái chiếc xe này. Chương 1138, muốn gặp em. Khi Tần Lạc lấy được máy tính, hình nền của máy tính vẫn là ảnh của Tôn Trung Hoa. Lý Nhạc nói hình nền đã từng bị người đổi lại như vậy khi hung thủ sử dụng máy tính vì không muốn nhìn thấy bản mặt ngu ngơ của Tôn Trung Hoa nên mới thuận tay đổi lại hình nền. Mỗi người đều có hành vi theo tiềm thức của mình, có người thích phong cảnh, vì vậy đổi thành cảnh sơn thủy. Có người thích người đẹp vì vậy đổi thành hình ảnh của một ngôi sao. Có người thích xe hơi vì vậy đã đổi hình nền thành hình chiếc xe mình thích. Trong phần cứng máy tính của người đàn ông, đại biểu cho sở thích của mình. Có người đàn ông nhìn bề ngoài rất nhã nhặn, ga lăng nhưng trong phần cứng của bọn họ lại là giày cao gót roi da và cây nến. Hình nền máy tính của người đàn ông thể hiện thói quen và tính cách của người đàn ông. Nói một cách khác, hung thủ giết người là một người thích xe hơi trong khi đó hắn đặc biệt yêu thích chiếc xe thể thao màu đỏ này. Là ai nhỉ? Là ai đã từng lái chiếc xe này nhỉ? Tần Lạc thầm tự hỏi trong lòng. Tần, có chuyện gì vậy? Giê-xu vội nói. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe này. Tần Lạc chỉ vào hình nền máy tính và nói. Ồ, đây là chiếc Ferrari F711 mà. Một chiếc xe cực kiểu cách. Khi tôi ở Las Vegas đã từng nhìn thấy hai chiếc như này. Tần Lạc lắc đầu, hắn biết bản thân mình không nhìn thấy chiếc xe này ở Las Vegas. Khi đó hắn đang trong bờ vực của cái chết, hắn nào có thời gian quan tâm tới một chiếc xe. Xe hơi khát vọng đường quốc lộ hoa tươi khát khao nước mưa. Tần Lạc khát khao nhanh chóng tìm ra hung thủ đứng sau. Sau khi Tần Lạc nhìn thấy chiếc xe này, đột nhiên trong tiềm thức của hắn xuất hiện một nguy cơ rất cao. Trong trí nhớ của hắn đã nhìn thấy chiếc xe này. Hắn chỉ là không xác định được người bên cạnh mình lái chiếc xe này hay chỉ nhìn thấy trên đường. Thế nhưng có một khả năng rất lớn đó chính là hung thủ đó là người ở bên cạnh mình. Nếu như khả năng này xảy ra thì không chỉ có hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm mà còn cả người bên cạnh hắn cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Lúc này bọn họ dùng Lâm Hoán Khê để công kích hắn nhưng tiếp theo sẽ là ai đây? Còn nữa, những kẻ đó phát tán ảnh nút của Lâm Hoán Khê là vì mục đích gì? Ngoại trừ làm hỏng danh tiếng của hắn và Lâm Hoán Khê thì hình như không mang tới hậu quả xấu nào khác. Chẳng lẽ mục đích của chúng chỉ là gây tiếng đồn làm hỏng danh tiếng của mình thôi sao? Lý Nhạc, có thể xâm nhập xem lượng tiêu thụ của công ty Ferrari trên mạng, có thể tìm được số liệu tiêu thụ loại xe này trên thế giới và thông tin chủ xe không? Chỉ cần tìm ở mấy khu vực là được, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tần Lạc nói. Bạn nên biết rằng xe Ferrari chính là hàng xa xỉ phẩm trên thế giới. Với sản lượng ít ỏi cùng tính năng cao của loại xe này. Cho dù có tìm trên phạm vi toàn thế giới cũng chỉ có mấy ngàn chiếc, thậm chí còn ít hơn. Trong khi đó Trung Quốc cùng với nước Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều là mấy nước mà hắn đã đi qua. Nếu như hắn nhìn thấy chiếc xe này, hắn chỉ nhìn thấy ở mấy khu vực đó. Đương nhiên vị trí quan trọng vẫn là Trung Quốc. Không thành vấn đề, Lý Nhạc thoải mái trả lời. Lúc này Lý Nhạc tẽo tốn nhiều thời gian hơn nữa vẻ mặt hắn khá nghiêm trọng. Xem ra bảo mật Internet của đối phương rất cao, không thể dễ dàng điều tra ra thông tin mình cần. Có thể hiểu được, người mua xe Ferrari không quý tức phú. Thân phận của bọn họ chính là tư liệu quý nhất của công ty Ferrari vì bọn họ có thể mua được chiếc thứ nhất đương nhiên cũng có thể mua được chiếc thứ hai, thứ ba. Nếu như tư liệu đó bị công ty khác đánh cắp thì biết làm sao. Đinh! Một âm thanh giòn tan vang lên. Lý Nhạc thở phào nói, phù, xong rồi. Chỉ có thời gian 3 phút thôi. Sau 3 phút bọn họ sẽ nhận được thông tin có người đang xâm nhập, ngay khi đó có thể bọn họ sẽ di chuyển tư liệu đi chỗ khác. Hãy lập tức sao lại thông tin đi, Tần Lạc nói. Em đang làm. 2 phút rưỡi sau Lý Nhạc rời khỏi kho số liệu của Ferrari, hơn nữa hắn còn tắt đường truyền Internet. Ôi! Nguy hiểm thật, Lý Nhạc lau mồ hôi dịn trên trán nói, bên bọn họ có cao thủ, còn dị thường hơn một chút so với dự tính của em. Lý Nhạc mở một tập tin và nói, tất cả số liệu ở trong này. Có thể xem xét các quốc gia theo khu vực, công ty Ferrari đã phân loại sẵn. Trước tiên xem Trung Quốc, Tần Lạc nói. Lý Nhạc di chuột cuối cùng dừng ở trang số liệu tiêu thụ ở Trung Quốc. Tần Lạc nhìn từng cái tên một, có một vài cái tên rất quen thuộc như Quách Thiên Vương, Thái Thiên Hậu. Lại còn một vài công ty có danh tiếng, ảnh hưởng như Siêu Miêu của Trương Hướng Dương. Thế nhưng Tần Lạc và những người này không có bất kỳ liên hệ gì với nhau,
thậm chí hắn còn chưa từng gặp mặt những người này. Ngay khi Lý Nhạc mở tới trang thứ hai, một cái tên quen thuộc xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Winienz Hao. Văn nhân chiếu. Tần Lạc trọn tròn mắt nhìn. Tại sao lại là nó? Điều Tần Lạc nghĩ cuối cùng cũng đã tới. Có một lần Tần Lạc tới làm khách ở Văn Nhân gia, khi quay về chính Văn Nhân chiếu đã lái chiếc xe đỏ này đưa hắn về. Khi đó mối quan hệ của Tần Lạc và Văn Nhân chiếu không tốt cho lắm. Suốt cả đường đi hai người không nói chuyện, sự chú ý của Tần Lạc chỉ đặt lên chiếc xe thể thao màu đỏ cực đẹp này. Khi đó vì hắn không có hứng thú với xe nên không nhớ tên cũng như nhớ kỹ hình dáng của nó. Thảo nào hôm nay nhìn hình chiếc xe trên màn hình máy tính, hắn lại thấy nó quen như vậy. Tần, anh phát hiện ra điều gì vậy? Giê-xu nhìn thấy sắc mặt ngay đơ cổ quái của Tần Lạc, lập tức hỏi. Tần Lạc không trả lời Giê-xu, hắn chỉ nói với Lý Nhạc, tiếp tục kéo xuống dưới. Một lần nữa Lý Nhạc chuyển sang trang khác, Tần Lạc lại thấy tên của hai ngôi sao quen thuộc và một công ty gia đình nhưng những người sau đó thì hắn không biết. Lý Nhạc, có thể tìm được đầu mối khác không? Tần Lạc hỏi, hay có thể dựa vào những thứ hắn để lại tra ra vị trí của hắn bây giờ không? Không, Lý Nhạc nói, hắn dùng máy tính không dài nên đầu mối lưu lại cực kỳ ít. Tần Lạc cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, hắn không có hy vọng quá xa vời. Tần Lạc vỗ vỗ vai Lý Nhạc cười nói, em vất vả rồi. Cảm ơn em. Không có gì, không vất vả, Lý Nhạc rời khỏi máy tính, tính cách lại trở nên thẹn thùng. Sau khi cho người tiễn Lý Nhạc một lần nữa, Tần Lạc quay lại trầm ngâm. Việc Tôn Trung Hoa bị giết đã hoàn toàn khiến Tôn Lệ kích động. Cô ta chuyển tất cả thù hận này lên người Tần Lạc nhưng vì không có cách nào chạm vào người Tần Lạc nên cuối cùng cô ta bắt đầu tấn công chồng mình, Lâm Hách Huy. Lâm Hách Huy bị người vợ điên khùng không muốn sống này khiến cực kỳ sợ hãi, nhưng ông ta lại không dám tự tay đánh Tôn Lệ. Lâm Hách Huy đã cầu xin Tần Lạc chuyển mình sang một cái lồng sắt khác. Trước khi biết chân tướng của sự việc, Tần Lạc không muốn xảy ra án mạng vì vậy hắn đã đồng ý với thỉnh cầu của Lâm Hách Huy. Bây giờ điều kiện sống của hai vợ chồng đã được cải thiện rất nhiều. Mỗi người đều có một cái lồng riêng của chính mình. Tần Lạc đi tới trước cửa lồng sắt của Tôn Lệ, dùng chân đá vào cửa sắt nói, cô có biết em trai cô có người bạn nào không? Có người nào có chìa khóa phòng của anh ta không? Hay anh ta có người bạn nào cực kỳ mê xe hơi không? Tôn Lệ nằm cuộn người trong góc lồng sắt không nhúc nhích, giống như một xác chết. Xem ra cô không thích phối hợp rồi, Tần Lạc cười nhạt nói, vậy tôi cũng không cần hao tốn nhiều công sức tìm kiếm hung thủ nữa. Mày chính là hung thủ, giọng nói khàn khàn của Tôn Lệ vang lên, giọng nói khô khốc giống như trong cổ họng có hạt cát vậy. Tần Lạc cười nói, tùy cô nghĩ thế nào cũng được. Tần Lạc đi vào trong nhà móc điện thoại di động ở trong túi ra. Sau khi tìm kiếm một lát, Tần Lạc châm ngâm một lúc rồi mới bấm một dãy số. Hôm nay có chuyện gì không? Muốn gặp em, Tần Lạc nói. Em ở Ánh Nguyệt Sơn Trang, một giọng nói phụ nữ cực lãnh đạm nhưng lại cực kỳ dễ nghe vang lên. Anh sẽ tới ăn trưa? Hãy nhớ bảo người làm mấy món thịt, Tần Lạc nói. Hắn biết cô gái này là người theo chủ nghĩa ăn chay, bình thường rất ít khi ăn thịt. Được, người phụ nữ trả lời. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tần Lạc nặng nề thở dài. Chuyện này còn phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Bỏ đi, binh tới ngăn cản, nước tới dùng đất ngăn. Hơn nữa có lẽ chân tướng sự việc không quá phức tạp như chính mình tưởng tượng. Tần Lạc vẫy tay, nói với Giê-xu và Hồng Phu, đi, chúng ta đi tìm nơi ăn cơm trưa. Là anh, không phải chúng tôi, Hồng Phu vạch trần không thèm nể mặt. Lần nào cùng Tần Lạc ra ngoài, bọn họ có cơ hội ăn cơm với mấy người phụ nữ. Đương nhiên Hồng Phu không muốn ăn cơm cùng những người phụ nữ đó. Không có lý do, chỉ là không thích.